rồi, em ơi, bảo anh là chết rồi, chị dí vào cái gì nhận sao rồi á. Ai đang xây lâu đài tình ái đấy? Ê giời, máy này béo quá, mặt nó tròn như cái thớt thế này. Chồng ơi, vừa nãy vào cái gì, nó có cái hiện sao sao ấy, chồng xem là có phải vào cái tặng sao mất rồi không? Này là có hay không? Gì ơi, quay cho con cái quạt thì cả đây đấy, nóng. Cái này, cái kia không bật em? Không biết, nó có bật cho vợ đâu, cái này chúng nó mới bật con bóng này. Kia bật đấy. Bóng cắm bóng điện chứ. Không, cái đấy cắm rồi. Cái kia cắm một cái là lên luôn mà. Hai cháy rồi. Cái đấy rút dây mà. Không, cho cái này. Cái đấy rút dây là nối cả vào đây luôn, cả hai cái này luôn. Cho nó tiếp. Sao lại cứ trêu bọn nó thế? Hả? Ủa, hôm nay cái màu này đẹp quá nhỉ. Cái gì kìa, bà Quân Mạnh, bà comment cái gì kìa. Trên bà ấy đã gọi điện chưa, hỏi Thoa xem đã gọi điện chưa mà comment trên like. Sương Quang kìa, có đơn có sữa rửa mặt vẫn tính ship kìa. Mày muốn để chị tăng sổng hả? Anh như thế nào? Muốn xem dưới đây có cái kẹp ghim nào. Kiểm tra tin nhắn đi đã. Xem có cái kẹp ghim ở dưới này. Chốt đơn mơ ngủ à? Anh vừa chốt vừa mơ ngủ. Có trong cái kia rồi, cái dài dài đằng sau đó. Chốt đơn thì không tập trung chốt đơn. Vừa chốt vừa mơ ngủ à? Nó đứa nào chốt? Ui cái kẹp này á, phải kẹp có cái hai cái đầu nó mà. Cái kẹp này tí là nó tuột. Đơn đứa nào chốt? Không có kiểu đấy. Đúng rồi, nói cái này nó mới đỡ đau. Đứa nào? Em. Thế em vừa chốt em vừa mơ ngủ à? Hay như thế nào? Thôi. Biết sai ở đâu chưa? Thế thì vừa chốt vừa mơ ngủ à, mà để khách comment. Chị Cường ơi, bảo chúng nó là chốt đơn khẩu trang là nhớ có một đơn là khách 20 thùng ấy.
là đóng thành 5 đơn nhá, chứ không không đi được đơn to đâu. Đơn... cho đóng thành 5 đơn, mỗi đơn đấy là đi thành 4 thùng. Mỗi đơn 4 thùng. Khách chuyển khoản rồi nhá, nhưng nhớ bảo Thoa là vào là thu ship thì hết. Bao nhiêu tiền ship thì bưu điện họ tự thu thôi. Gửi hàng rồi đấy Hùng tin thôi. Em bị F0 thì mai em gọi số 838 vào đấy báo cho nhân viên, để các bạn đi báo cho bên vận chuyển người ta lưu đơn lại nhá. Còn một bà nữa comment đấy. Cái gì đấy, cái gì nhỉ? Quân Mạnh. Quân Mạnh hay cái gì đấy? Túi chị Ân rất đẹp, mình nhận hàng rồi. Đấy, kiểm tra đi. Không, đơn nhận được rồi ấy. Đấy. Cái may là ngay đầu like chứ, nếu như mà phải vào giữa like mà không để ý đọc comment thì chắc lại phải gào nữa rồi. Vừa mới đầu like cái. Chứ không tí nó mà lên một cái mã nào cái mà bắt đầu là trôi comment đi thì có mà như thế nào. Nhắn tin cho chị bảo chị đã gọi điện cho Thoa chưa? Gọi điện vào số hotline chưa? Chị chán chả buồn nhắc tên luôn. Hôm nay chị nhận được pyjama ưng lắm luôn. Em cảm ơn chị Đàm Thủy, pyjama bác nào cũng khoái luôn. Nhưng mà chắc hết rồi, chỉ còn lại mỗi mấy bộ quần dài áo cộng nữa thôi là hết. Pyjama lô đấy em thanh lý gần như là tính ra mỗi một bộ là lỗ lỗ ít nhất là bộ bộ lửng như vậy. Bộ lửng là bình thường là em bán 75.000. Thì vừa rồi em thanh lý hết 58, 59 là lỗ ít nhất rồi. Còn đâu là bộ đùi với cả bộ quần dài áo cộc lỗ toàn hai mấy nghìn một bộ. Thanh lý cho nó gọn nốt. Chị ơi, gửi tiền này, chuyển khoản thì chị cứ gửi giao dịch ở trong tin nhắn đi. Nhớ kế toán nhà em các bạn ấy check. Gần như là các bạn ấy sẽ check từ bình thường là kế toán là buổi tối này bạn ấy vẫn cứ kiểm tra đơn này. Là bạn ấy vẫn kiểm tra để check chuyển khoản đấy, để đối soát. Là sẽ đến tầm khoảng 10 giờ. Bình thường Thoa check chuyển khoản là đến 10 giờ sáng mai à gì nhỉ, đúng không? Ừ. Đấy là phải rơi vào đến tầm. Đấy là bình thường là các bạn đi xếp. Ví dụ như đơn của các chị hôm nay này mà các chị chuyển khoản ấy, đơn nào mà bạn đã check rồi, đã ok rồi là đi hết đơn rồi. Còn lại là bạn ấy sẽ đối soát đến tận 10 giờ sáng mai nữa, để đi vào cái chuyến tầm khoảng 9 rưỡi 10 giờ đấy nữa đấy. Để đi nốt chuyến vào chuyến đấy. Nếu như mà đến 10 giờ sáng mai mà các chị vẫn chưa chuyển khoản của đơn ngày hôm nay là lại để phải để đến hôm sau các bạn mới check được. Vì bắt đầu sau 10 giờ là các bạn ấy làm file của đơn mới. Nên các chị chuyển khoản xong mình cứ gửi giao dịch vào đấy cho em là được. Không, không còn pyjama nữa đâu. Em muốn mua chè mà bác không check tin nhắn. Ui dồi ôi, chị Nguyễn Vân ơi, mẹ em kiểu mẹ em dùng Facebook không được thành thạo đâu. Kiểu bà dùng thì dùng bình thường như trước bà đang dùng con iPhone, bà dùng quen bao nhiêu năm rồi. Trong hôm đợt vừa rồi này nhà em lại mua tặng mẹ cái điện thoại như kiểu dùng Android ấy. Sang dùng sang cái Android nên là bà cũng chưa biết được, với cả Facebook nhiều khi các chị nhắn tin nó vào cái phần vào trong cái mục tin nhắn chờ hoặc là tin nhắn lọc đấy là mẹ em không biết mò vào đâu. Mà cũng chả biết còn không ấy. Rồi hái chia ra mỗi một lần hái sao được có hai mấy ba mấy cân ấy. Mà chắc chả biết có còn không, em nghĩ là hết rồi. Chè xuân thì nó chả được mấy. Vâng, nay em lên muộn. Không, em không bán kem chị nám đâu chị ơi. Nhiều chị lắm, nhiều chị cứ gọi cho nhà em hỏi có bán chè không. Nhưng năm nay thì tại vì rằng là nó có ít ý. Với cả năm nay mẹ em tự làm nên là thành ra là cái chè xuân đấy là phải cả tháng mới hái một lần. Nhưng mà nhà em là mẹ em đấy, như đợt cái đợt em quay cho các chị là nó cả cái nương to kinh khủng luôn ý. Cái chỗ nhà mẹ con này tính được bằng HA nhỉ, gì mùi gì cường nhỉ. Em cũng không biết đâu, đại loại là nó to lắm luôn ấy. Nó to lắm, nó nhiều lắm luôn. Nhưng mà chỉ có hai. Nhưng người ta tính là bao nhiêu xào đúng không? Không phải, nhưng mà bác mình tính kiểu này là, theo là mẫu thì mấy 7-8 nghìn mét luôn. Đấy. Nó phải rơi vào tầm khoảng mấy nghìn, cho thấy bảo 7-8 nghìn mét vuông rồi đấy, em không biết là chè, nhưng mà mẹ em không hái liền một lúc được hết đâu. Mà là ví dụ như một tuần này hai ông bà, ví dụ như thứ 6, thứ 7 này hai ông bà hái. Thuê thì nó không còn lãi đâu các chị. Như các chị biết chè xuân không thuốc không thang gì, mẹ em bán hình như có hơn 110 nghìn một cân thôi.
là cứ một tuần hai ông bà cứ tự hái tự sao, sao xong rồi bắt đầu mới lại hái tiếp. Tức là cứ hái, ví dụ như mà nhăn ra này, tuần này hái đến đây thì tuần này lại hái đến đây, xong lại hái đến đây, xong rồi xong đến chỗ này thì lại quay lại chỗ này là vừa. Tức là mà bố mẹ em cứ phải hái trong vòng một tháng thì mới hết được một lượt đấy. Xong một tháng đấy thì lại quay lại đến cái lượt lúc mình hái lần đầu ấy. Tại vì nó lâu lắm, không thuê được, thuê là nó hết mất lãi. À, chị chuyển khoản từ chiều rồi, chưa thấy xem. Đúng rồi, chưa xem là đúng rồi chị Tạ Hiền ơi. Chị mà chuyển khoản từ chiều là chưa xem. Chiều nay là các bạn ấy mới check đến khách chuyển khoản từ tầm khoảng 3 giờ, 4 giờ chiều. Đấy, thường là các bạn ấy sẽ check này. Từ tầm khoảng 11 giờ trưa là bắt đầu vào file mới, đến tầm khoảng 3 giờ chiều. Đấy là các bạn ấy phải check đến tầm khoảng 6 rưỡi thì mới hết đơn được của từ 3 giờ chiều hết về trước. Xong lát nữa là bắt đầu tiếp tục là nhập đơn. Tí nữa là các bạn ấy đóng tiếp đơn khẩu trang và nữa kia để đi ấy, là trong lúc nhập số liệu, nhập địa chỉ, số điện thoại đấy là bạn ấy sẽ check tiếp chuyển khoản từ của khách từ gửi giao dịch từ 3 giờ chiều đến tầm khoảng 9 giờ tối. Xong đến sáng mai 8 rưỡi đi làm, bạn ấy lại check chuyển khoản tiếp của khách chuyển khoản gửi giao dịch từ tầm khoảng 9 giờ tối đến tầm khoảng đấy 10 giờ sáng ngày mai ấy. Đấy là phải chia ra thành 3 phân đoạn vì nhà em khách chuyển khoản rất là nhiều. À, như các chị em mình biết đấy, lần trước đấy lại vì rằng là cũng rút kinh nghiệm là có khách kiểu gọi là tạo giao dịch giả đấy các chị lừa đảo. Nên là phải check rất là cẩn thận luôn, nên các chị em mình cũng thông cảm cái đấy nhá. Còn chị em nào mà mình cảm thấy lâu thì các chị em mình đi cốt cho thoải mái. Chả vấn đề gì cả hết. Còn một ngày thì nhà em ví dụ như mừng như ngày hôm nay phải rơi vào tầm khoảng 500 khách chuyển khoản. 500 đến 600 khách chuyển khoản. Mà ba số tài khoản các chị em mình biết, bình thường như các chị quản lý một cái số tài khoản cá nhân của các chị thôi mà một ngày có tầm khoảng 30, 40 hay 50 người chuyển khoản thôi là các chị đã loạn hết lên rồi. Nhưng đây kế toán nhà em là cũng phải làm việc nó tương đối gọi là áp lực. Nên các chị em mình phải chờ nha các chị nhá. À, chốt chị chuyển khoản từ chiều mà không thấy xem cái gì khách chuyển khoản trước. Phạm Mai à, ha ha, em là Vinasoy, các chị nhắc Bắc Giang cắt đi. À cắt cái gì, cắt cái gì? Cái này hả? Ôi trời, cái này có phải là cắt đâu, cái này nó dính. Cái này không phải là cắt, nó dính thôi. Xem cả Phạm Mai, em đang còn áo phông của bé 57 cân. Cô bé nhà em thì 57 cân mã nào chả mặc được chị. Cô bé nhà em mà 57 cân mã nào cũng mặc được hết. Tại vì bình thường là cổ bẻ nó sẽ là form từ tầm khoảng 40 cân đến 62 cân. Thì các chị 57 cân các chị đều mặc được hết. Còn ví dụ như có cái form rộng mà chất chất tuyết nhung như các chị em mình đấy, thì form các chị đến 65, 66 cân các chị vẫn mặc thoải mái. Đợi một chút xíu nha các chị, cao dán còn hàng nữa mà lên. Em thông báo là em dừng cao dán rồi mà. Rồi các chị em mình vào các chị chia sẻ lên giúp em nha. Cho em một lần về trang cá nhân, hai lần, ba lần các trang hội nhóm. Đúng đấy chị, đợt em kêu gọi ủng hộ người ta chuyển khoản không ghi rõ check còn nhầm người này sang người kia xong phải đi sao kê. Thảo Thương ơi, đấy là ví dụ như các chị cứ tưởng tượng ra là một ngày các chị trực cái số tài khoản của chị tầm khoảng 100 người chuyển khoản trong một ngày thôi là em nói thật với các chị là đã mờ mắt rồi. Mà nhà em là ba số tài khoản, nhiều nhất sẽ là cái số tài khoản tech của em một ngày rơi vào tầm khoảng 300 đến 400 cái giao dịch nhận được tiền, tức là tiền vào đấy ạ. Còn cái tài khoản Agribank thì tầm khoảng 100 đến 120 cái giao dịch. Tài khoản Vietcombank thì tầm khoảng 150 đến tầm khoảng 200 giao dịch. Nên là các chị em mình phải chờ check từ từ nha các bác nhá. À, nhận đồ nhà sâu rồi, đẹp lắm, cảm ơn Phạm Thảo nha. Rồi các chị vào các chị chia sẻ lên giúp em nha các bác. Nay thì em tại vì rằng là thật sự với các chị em mình là đơn nó nhiều. Đấy. Xong rồi lại nhân viên nhà em lại bạn thì ốm, bạn thì bị Covid. Đấy, nên là thành ra là đang kiểu người làm nó đang ít đấy các chị. Đấy, hôm nay là một bạn trực máy là nghỉ, hôm nay Thương nghỉ đúng không? Đấy, hôm nay một bạn trực máy là nghỉ nên thành ra là hôm nay Hoa chắc sẽ chết chậm hơn đấy. Đấy là hai bạn kế toán thì hôm nay một bạn là xin nghỉ. Xong đến 14 này lại còn bạn Thoa đấy, bạn lại kế toán làm gọi là tính theo năm là 3 năm nay rồi. 3 năm nay rồi đấy các chị, sang năm thứ 3 rồi. Mà 14 bạn Thoa lần này là nghỉ, xin nghỉ mấy ngày? Ôi chị mà Thoa nghỉ 5 ngày. Ôi trời, cưới anh trai thế mà nghỉ lâu thế. Ôi tôi chết rồi, ôi đấy. Chị định nghỉ 1 tuần nhưng bọn em khuyên. Bà chị ơi, chị nghỉ 5 ngày thì có mà chết à? Đấy, là nhưng mà em sẽ đăng thông báo là 14 đúng không? Vâng. Chắc là Thoa sẽ nghỉ từ tầm khoảng 14 đến tầm khoảng 18, 19 gì đấy đấy các chị ạ. Trong đấy thì vẫn có người để trực máy cho các chị em mình, vẫn có người trực máy nhưng có cái là cái vấn đề giải quyết đơn hàng sẽ bị chậm hơn. Nên các chị em mình cũng hết sức thông cảm cho em nhá. Rồi, chị nhận được hàng rồi, đẹp ưng ý luôn, em cảm ơn chị Tô Huệ.
Em muốn mua cao dán rồi, đến tháng không có dùng hết luôn em ơi, không còn cao dán nữa đâu. Hết không còn cao dán. Mọi người mình vào mình chia sẻ lên giúp em ạ. Hôm nay rất là nhiều sản phẩm khẩu trang đợi em đi. Tí nữa bê cho chị một thùng khẩu trang bên kia nhá. Cho luôn cho chị cái áo màu xanh kia đây, chị tri ân đầu like luôn cho mỗi chị cái nào đẹp quá nhỉ. Em chào chị Phùng Yến nhá. À, mình còn vitamin E, E đỏ còn không em? E đỏ em hết hàng rồi chị ơi, em không còn E đỏ đâu. Rồi các chị em mình vào các chị chia sẻ nhá. Làm mã này đã xong rồi, bắt đầu tặng quà cho các chị em mình sau, lên một mã luôn. Mã này các chị comment luôn cho em rẻ một. Em này thì gọi là hiện tại khách đang feedback quá nhiều luôn, không dám nhận đơn buôn luôn. Cái này không còn nhận xỉ nữa nhá các chị nhá, không có đủ hàng. Thật sự với các chị luôn là hiện tại hàng này em còn tầm khoảng 1.000 cái em để bán lẻ, không còn hàng để bán buôn luôn. Comment cho em rẻ một kỷ niệm mỗi chị một cái đầu like 35.000. Comment cho em là rẻ một kèm theo giá 35.000, 40 cân đến 65 cân thoải mái luôn cho em ạ. Con này là form rộng chất cốt tông sợi cho các chị em mình. Nó là form rộng chất cốt tông sợi, mã cho em là rẻ một kèm theo giá 35.000. Xong rồi còn chỗ kia còn cái áo khoác là mang chị tặng em nhá. Các chị chia sẻ lên cho em nhận được túi sách rồi, đẹp lắm luôn ý. Em cảm ơn chị Miên Lê ạ. À, chuẩn bị cho chị túi à quên, chuẩn bị cho chị chỗ đấy còn cái áo khoác nào lát chị tặng. Nào để rẻ một lên đây cho chị em ơi. Comment rẻ một kèm cho em cả giá nhá. Móc vào, móc luôn cho chị vào một cái ấy, chị tí nữa chị tặng luôn. Em còn cái áo khoác và em sẽ tặng cho các chị luôn. Mã này lên cho em, chữ này toàn bộ là thêu hết. Rồi ôi, mặc đôi được, mặc nhóm được, trai nhà các chị mặc được. 35.000 đồng một cái. 40 cân đến 65, 66 cân cho em vẫn mặc ok luôn. Cái gì đấy? Bom à, bom cầm điện thoại. Bom là gì trong nhóm này? Ôi trời chết rồi. Thế thì chắc chắn là ông Bom rồi. Mấy cái icon này. Đấy, anh Bom ấy cầm điện thoại của ba anh ấy rồi. Chết rồi. Rồi em chốt nhanh này các chị. Rồi rẻ 135 ạ. Em cho chị Hà Thu một cái, Phương Loan một cái, Trương Thị Thế Mỹ một cái, Hà Bạch một cái, Bạch Thị Thùy Hương một cái. Bạch Thị Thùy Hương có cho chị Thanh Tùng Lê một cái, cho chị Jin Jin một cái, kèm giá cho em chị ơi Quỳnh Hương một cái, Hoa Nguyễn một cái, Em Sa một cái. Em Sa có luôn cho chị Nguyễn Liễu một cái, Nguyễn Liễu có Vũ Ngọc Ánh một cái. Phải kèm cả giá 35.000 nhá các chị nhá, không là nhân viên không chốt giá 35.000 đâu. Cho chị Thúy Khoa một cái, Ngày Ấy một cái, Giang Nguyễn một cái, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh một cái, Sao Băng một cái, Trần Thị Hồng một cái, cho chị Thanh Ngọc một cái, Ngân Lê một cái, Ngân Lê có Quá Khứ Mất Đi một cái, Đức Trinh một cái, Nguyễn Nhung một cái, Mẹ Bán Chè Rẻ Thế. Dạ vâng bác Hạnh Nguyễn ơi, tại vì rằng là mẹ em tự hái hết còn không thuê người hái luôn ấy. Chè thì là chè của nhà, không phải đi mua chè búp về để sao, không phải gọi là thuê người hái. Đấy là toàn bộ là hai ông bà cứ tự hái. Ví dụ như tự hái được tầm khoảng 5-70 cân chè tươi là lại bắt đầu đi sao, sao xong bắt đầu bán cho các chị, xong rồi ngày hôm sau lại đi hái. Nên coi như là cho ông bà làm thêm thôi các chị ạ. Rồi em hết luôn rẻ một, nào đưa chị cái áo khoác rồi chị tặng. Vào xem live chỉ muốn mua là sao chết thật. Rồi em có đúng một cái này em tặng nhá. Thật ra với các chị em mình là em định để lại đấy. Con này thì là bay mất mất lông rồi. Em này là mất lông nha các chị nhá. Nhớ cho em hàng Quảng Châu 40 cân nên các chị em vứt cho chị thùng khẩu trang ở bên này nhá. 40 cân đến 60 cân thoải mái cho em. Đây là phao siêu nhẹ hàng Quảng Châu. Em bán cả hàng xưởng, cả hàng Quảng Châu và đã so sánh cho các chị rồi, không phải ngại ngần gì luôn đúng không ạ? Hàng xưởng thanh lý kể cả cho các chị mấy chục nghìn một con áo phao ok. Nhưng con này thì em nói luôn em chả có bán mà là em tặng cho khách chia sẻ. Chị nào mà mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên giúp em ạ. Đã chia sẻ livestream rồi, lên comment giúp em này. Giang Doãn tặng áo khoác. Lên comment rõ cho em là Giang Doãn tặng áo khoác cho em nhá chị nhá. Chị nào mà mình chưa chia sẻ mình cho em xin nút chia sẻ. Con này của em là phao hàng Quảng Châu đấy các chị, không phải hàng xưởng đâu nhá các bác nhá. Cái nào hàng xưởng hay là hàng phao rẻ phao riếc gì là em nói luôn với các chị, nhưng con này thì các chị yên tâm luôn. Chị nào mà mình chưa chia sẻ mình cho em ra xin nút chia sẻ mọi người ơi. Cho em xin một lần về trang cá nhân, hai lần, ba lần lên các trang hội nhóm cho em đi ạ. Nhớ là các bác phải chia sẻ livestream cho em, nói thật là em hay soi chia sẻ lắm. Các bác mình phải chia sẻ lên giúp em đã, xong mới lên comment nha các chị nhá. Comment cho em là Giang Doãn tặng áo khoác cho em ạ. Em cho người đã chia sẻ livestream này. Em ơi kiểm tra chị xem bao nhiêu lượt chia sẻ cho chị rồi. Đây để em lướt xem những bác nào mà chưa chia sẻ là các bác không lên comment này. Đấy, ví dụ như những chị chưa chia sẻ livestream là các chị không lên comment. Chị Nguyễn Liễu chưa chia sẻ livestream này. Đấy không ạ, là các chị mà chưa chia sẻ là em đều biết hết các bác ơi. Nguyễn Huyền chưa chia sẻ livestream này. Linh Nguyễn chưa chia sẻ không lên comment chị ơi. Em chỉ dành cho người đã chia sẻ livestream thôi ạ. Các chị em mình phải chia sẻ chứ. Chứ các chị em mình mà không chia sẻ thì làm sao mà các chị em mình được tặng quà được. Em ơi bảo anh để xem là thống kê chia sẻ luôn cho chị đi. Bảo anh để thống kê chia sẻ nữa luôn đi. Xem để tí nó chị quay số rồi, là mấy nay chả quay số được gì cả. Cứ cái lúc mà muốn quay số thì lại không kiểm tra được chia sẻ. Bảo anh đi. Bảo anh xem luôn đi, thống kê chia sẻ luôn cho chị đi.
Comment cho em là Giang Doãn tặng áo khoác cho em à. Em cho người chia sẻ livestream nhá. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em ơi? 835 ạ. Đấy, ui dồi ôi. Mới có 835 lượt chia sẻ. Bao nhiêu chị lên comment rồi mà chả thấy chia sẻ livestream gì cả hết. Chán ghê, chán gớm, còn con áo khoác. Được tặng em này thì hoan hỉ giúp em nhá các chị nhá. Bảo Anh là xem xong để cho chị thống kê cả lượt chia sẻ nhá. Thống kê cả lượt chia sẻ này. Với cả là để tí nó quay số đi. Mấy hôm nay lâu lâu rồi chả quay số được rồi. Quay số cho các chị em mình vui. Thả tim thả like cho em ạ. À. Rồi này em ơi, để xuống các chị để chị đọc luôn này. Cái này là Giang Doãn tặng áo khoác rồi đúng không? Vâng. Rồi Giang Doãn tặng áo khoác em cho một chị luôn này. Đã nhấn chia sẻ livestream rồi là được nhá các chị nhá. Em tức là không cần các chị em mình phải một người phải chia sẻ nhiều quá đâu. Không cần là ui dồi ôi, một mình chị em bắt chị chia sẻ cả trăm lần nghìn lần. Không ạ, à, tức là một lần về trang cá nhân thôi. Hai lần, ba lần, bốn lần đến các trang hội nhóm là được. Đúng không ạ, mình tham gia nhiều hội nhóm mình chia sẻ 10 lần thì tương tác càng tốt. Thì các chị lên comment cái là sẽ được ưu tiên đầu tiên luôn. Như thế thôi nhá các chị nhá. À, cái đấy là Giang Doãn tặng áo khoác đúng không? Rồi em chốt luôn cho một chị Giang Doãn tặng áo khoác này. Mình phải nhấn chia sẻ lên giúp em nhá. Giang Doãn tặng áo khoác cho em ạ. Rồi ok em cho chị ạ. Y Phụng Phạm. Y Phụng viết liền cách Phạm nhá các chị nhá. Ok cho Y Phụng Phạm có luôn rồi các chị ơi. Mình chưa chia sẻ thì mình không lên comment. Tiếp đi cho chị đi, còn một cái mã chỗ kia là của cái phao hay cái gì? Ừ, cái trong đấy là của cái gì? Áo nam à? Ủa chết cha nhỉ, còn lại còn con áo nam cả. 550 à? Mang chị đi. Chẳng nhẽ thôi hay là thôi cứ mang đây chị đi. Làm con áo nam hàng VIP nhá các chị nhá. Nào, có chị em nào mình muốn được tặng em này không? Em này mà kể ra mà chồng em mặc vừa thì chắc em để lại luôn đấy. Đẹp lắm luôn, con này là hàng 550.000. Nhưng hiện tại form này chỉ có từ 45 đến độ 55 cân cho em thôi. 45 đến 55 thôi. Này lại không ai mặc vừa, nhà mình lại chả có ai mặc. Ôi, à thằng Bi nó không mặc vừa, bọn này nó toàn ngót nghét cả gần 60 cân hết rồi. Nào, có chị em nào thích được tặng em này không ạ? Nhưng em nói luôn cái này size bé nhá các chị nhá, còn size bé. Hàng đây các chị nhìn bên trong này. Đẹp nhờ, mê mẩn luôn. Những chị nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ lên cho em để lát này em ơi. Để tí đó cho anh kiểm tra, để chị kiểm tra lượt chia sẻ đã. Bảo anh chưa? Vứt cho chị luôn khẩu trang để lên chị nào. Đây khẩu trang, các chị lên luôn cho em là khẩu trang. Khẩu trang nhà em thì các chị em mình cho chị cái kéo. À, các chị em mình lưu ý nhá, nó có nhiều loại lắm. Thậm chí là như các chị em mình mua khẩu trang thì các chị biết ấy, chỉ cần trong này nó trộn vào một vài cái gọi là một vài cái gói hàng nó rẻ ấy các chị. Về các chị em mình chưa đeo, các chị bóc ra nó lại không có quai. Đúng không ạ, nó đã khác rồi. Còn khẩu trang nhà em thì các chị yên tâm nhá. 259.000 và em hỗ trợ miễn ship cho khách rồi ạ. Tức là các chị 259.000 các chị không phải trả tiền ship nữa. Mã vào đây cho em là khẩu trang 259 cho em nhá. 259 là các chị được miễn ship rồi. Chứ không phải 259.000 lại cộng với 50.000 tiền ship là thành 300.000, hơn 300.000 đâu. 259.000 là các chị được miễn ship luôn. Đây nó gọi là khẩu trang 4 lớp. Chuẩn chỉ cho các chị em mình 4 lớp kháng khuẩn, lọc bụi. Chuẩn cho các chị em mình theo cái tiêu chuẩn KF94 cho các bác mình. Đấy nó gọi là khẩu trang hàm đấy các bác đây. Comment cho em luôn là khẩu trang 259. 259.000 các chị em mình được miễn ship một thùng. Một thùng này là 300 cái. Trên mỗi một cái đều có logo của công ty được dập luôn nha các chị. Đều được dập rõ ràng logo của công ty luôn nha các chị nhá. Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn như thế này nhưng khi các chị mở ra các chị đeo này. Comment cho em là khẩu trang đúng không? Comment cho em là khẩu trang 259 cho em ạ. À. Kể cả các chị em có đeo cái này các chị vẫn giao tiếp được cho em thoải mái. Vì sao các chị em mình thấy kể cả trên tivi này hay các chị em mình vào bệnh viện, vào những nơi đông người, người ta toàn đeo khẩu trang này thôi. Thứ nhất nó dễ thở. Thứ hai là không những kháng khuẩn mà nó còn lọc được cả bụi luôn. Nhá các chị nhá, kháng khuẩn lọc bụi. Để phòng chống cho các chị em mình, bảo vệ các chị em mình. Đặc biệt mùa hè này nữa các chị ra ngoài đi nó đỡ bị nắng. Đỡ bị đen mặt, bên trên mình đội cái mũ bảo hiểm là xong rồi. Đúng không ạ? Đấy nên các chị em mình lấy cái này các chị lên comment cho em là khẩu trang 259. 259.000 đồng. Một thùng miễn ship 300 cái nha các chị nhá. Đấy comment chốt để em chốt nhanh luôn khẩu trang 259 này. Rồi em cho chị Cỏ Dại một thùng này, Phương Thùy có một thùng này, hai thùng có chị La Huỳnh này. La Huỳnh có hai thùng này. Mới nhận 265 xong dùng thích lắm đấy bác Đức Thịnh. Vì nay em lấy hộ, chị nào thấy em quay bên kho thì biết. Em lấy hộ 2.000 thùng cho khách. Mấy bạn ấy toàn đặt 300 400 thùng, còn lại em để lại 500 thùng để em bán lẻ cho các chị em mình thôi.
Nếu có bác nhá, chứ còn em không bán nữa đâu. Chứ các chị em hiểu, em vừa mới bán 265 cơ. Đây 259, ok cho chị Trần Thị Hồng một thùng này. Thu Huệ một thùng này. Phương Thùy có rồi, chị ơi cỏ dại có rồi nhá. Đúng rồi, 265 không phải là trước mà mới xong thôi. Chị Lan Anh Nguyễn một thùng này. Comment rõ cho em là khẩu trang 259 giúp em ạ. 259.000 em bán lần cuối, em không bán thêm nữa đâu. Cho chị Phan Hương một, cho chị Dương Thị Tần một, Thanh Phương Vi một này. Thanh Phương Vi có luôn ạ. Cho chị cho chị Tâm Phạm có luôn một này, cho chị Diệu Hoa một thùng này. Hai thùng cho chị Anh Đinh Ngọc Anh này, một cho Nguyễn Hương này, một cho chị Nguyễn Hồng Sinh này, hai cho chị Điệp Điệp này, một cho chị Hào Nguyễn Thúy này. Một thùng cho chị Thu Trang Đinh Thị này còn chưa nhắn tin hay sao đây này. Thu Trang Đinh Thị này chiều nay comment mà đã thấy nhắn tin đâu. Chiều nay comment mà chưa thấy nhắn tin luôn đấy chị. Mất công chốt đẩy tin nhắn lên xong. Rồi cho chị Hiên Đặng một, cho chị Bùi Thu Trang một này. Cho chị Mỹ Dung một thùng, Huyền Trang một thùng, Ánh Bóng một thùng. Đơn chiều nay chốt là đi rồi, còn lại của mấy bạn em vừa chốt hồi tối là nhân viên đang đóng đơn rồi đấy các chị. Rồi khẩu trang cho chị Lương Thị Duyên một thùng này. Comment rõ cho em là khẩu trang chị ơi. Lên rõ vào đấy cho em là khẩu trang kèm theo với giá 259.000 miễn ship đấy. Rồi cho chị Bé Tuyết một thùng này, Vũ Ngọc Ánh một này, cho chị Thảo Hiền hai thùng này, cho chị Hồng Thúy một này, cho chị Vân Hải một này, cho chị Hoa Hồng một này, Viên An Ni một này. Viên An Ni có luôn không? Em chỉ để bán một màu thôi chị ơi. Nó dễ đeo rồi các chị em mình. Cho chị Đậu Thu Thủy một này, cho chị Bích Ngọc một này. 259 không mất thêm ship nữa đâu các chị. 259 các chị không mất thêm ship đâu ạ. Thảo Hiền có hai thùng rồi chị nhá. Còn chị nào chưa được lên comment vào đấy cho em là khẩu trang 259. Trời ơi 300.000. À 300 cái. Bé Tuyết có rồi mình ơi, cho chị Nhai Đoàn một, cho chị Sola Thu một thùng luôn này. Sola Thu có luôn, cho chị Xấu Gái một thùng này. 259.000 được miễn ship nha các bác nhá, không bán nữa đâu các chị ơi. Cái gì mà giờ này vẫn rang rõn tặng áo vậy Nguyệt Ánh? Em đọc từ lúc nào? Chốt đơn lúc 6 giờ không, không dồn đơn chị Nguyễn Liễu ơi, không dồn đơn với một like nào hết. Và không dồn đơn lúc nào hết nhá, đã chốt xong rồi là không dồn. Được chưa? Đã chốt rồi là không dồn luôn cho các chị luôn. Rồi cho chị Thúy Vi Trần có luôn một thùng này. Bích Ngọc có rồi, Nguyễn Hương có rồi nhá. Chị mới lấy một thùng mà thích lắm, em cảm ơn chị Mỹ Nương ạ. Rồi cho chị Trần Thị Oanh một này, cho chị Khâm Hà một này, cho chị Mai Hương Mai một thùng này. Còn bác nào chưa được đúng không ạ? Bình thường nếu như em nói thật em tách ra em bán lẻ. Em ơi, 55.000 50 cái hôm trước mình đã tính ra là một thùng này là được bao nhiêu? 6 set đúng không? 6 x 55 là thành bao nhiêu? 333. Đấy là 330.000 cơ. Như các chị em mình thấy em vẫn bán, ví dụ như các chị lấy 10 cái vẫn là 55.000. Tính ra là thành ra một thùng là thành 330 luôn, đây có 259.000 còn được miễn ship rồi. Rồi, còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment cho em qua mã nhá các chị nhá. Qua mã cho các chị em mình luôn này. Nói lên các cho chị Nguyễn Hồng Thắm một thùng, cho chị Bảo Bình một thùng này. Bảo Bình có, cho chị Tâm Nguyễn có luôn này. Tâm Nguyễn có luôn ạ. Gọi là bán cho các chị em mình về để cả gia đình các chị dùng. Thật sự luôn, các chị bảo dịch giếc bác biết bao giờ nó hết đâu. Mà chẳng phải là ôi dồi ôi cứ Covid thì mình mới đeo khẩu trang. Nếu như các chị tiếp xúc đến cái cúm thông thường mà các chị không đeo khẩu trang nó cũng còn lây cho nhau nữa cơ. Các chị đến bệnh viện các chị em mình không đeo khẩu trang khẩu thiết nó rất là dễ kiểu gọi là lây chéo ấy các bác. Cúm kiếp, cúm mùa, cúm miếc nó cũng lây chứ chưa nói gì đến Covid nha các chị nhá. Rồi cho chị Trung Trần một thùng này. Vầng Trăng Vầng có luôn một thùng, cho chị Trần Hiền một này, cho chị Mi Hoa một này, Phạm Dung một này, Công Chúa Bong Bóng một này. Công Chúa Bong Bóng có luôn ạ. Chị nhận được hàng nhà Giang rồi, xuất sắc, em cảm ơn chị Bé Còi nhá. Cho chị Bông Hoa Xinh Xắn một thùng này. Bác nào chưa được nữa không? Lên comment vào đấy cho em khẩu trang 259. Không mất tiền ship nữa chị ơi. Nhưng mà mình lên chuẩn mã cho em nha các chị nhá. Chuẩn cho em hàng của em là nó em nói thật luôn là đấy, đeo cho các chị em mình nhìn thấy cái quai của nó cũng sướng. Chứ các chị em mình mua có những chỗ về đấy nó có quai đâu. Người ta làm ở cẩu thả. Người ta bán cho các chị em mình rẻ hơn rồi độ vài nghìn, nhưng về các chị em mình gọi là không đeo được lại vứt đi nó phí ra. Hay lúc đấy lại đi lấy cái rẻ và để buộc vào làm quai hả? Rồi cho chị Nguyễn Tươi một thùng, cho chị Tú Tiến Trần một thùng. Vầng Trăng Vầng có rồi ạ. Rồi một thùng khẩu trang cho chị Tư Hồ, một thùng cho Thanh Hồng. Ok chị Thanh Hồng có, em qua mã nha mọi người ơi. Chị nào chưa được lên cho em khẩu trang 259.000 miễn ship chuyển khoản đơn tới qua. Dạ vâng, ok chị Chân Ngắn. Chị cứ gửi giúp em cái giao dịch vào trong phần tin nhắn cho em để cho các bạn ấy kiểm tra cho. Đấy, bác nào chưa được nữa các bác lên cho em khẩu trang 259. Không em không bán khăn đa năng đâu chị. Chị Nguyễn Tươi có rồi, chị không mất ship nữa bác ơi. Em đã nói được là em làm được 259.000 em hỗ trợ miễn ship cho khách rồi. Bán cho các chị em mình chuyến cuối cho các bác mình để đỡ phải mua ngoài nữa nha các chị nhá. À, cho chị Trần Thị Trâm có luôn một thùng này. Để các chị đỡ phải mua ngoài. Đúng không ạ, đỡ phải mua ngoài luôn. Cho chị tiếp mà áo 259.000 miễn ship chị ơi, cho chị màu trắng luôn. 259 miễn ship. Mã là khẩu trang 259 cho em. Giá 259.000 không phải mất tiền ship nữa rồi. Các
các chị bảo bây giờ tiền xăng thì nó đắt như thế, cái gì nó chả leo thang. Đến bản thân như các chị em mình bây giờ bình thường, các chị nhà các chị từ nhà ra chợ bình thường hết tầm khoảng 3.000 tiền xăng thôi. Cho chị Nguyễn Kim Oanh một thùng, cho chị Lan Trần một thùng này, Hoan Vũ một thùng, Tiến Thành một thùng này. Tiến Thành có luôn, em để một màu đó chị ơi. Cho chị Hiên Đặng thêm một thùng khẩu trang nữa luôn này. Cho chị Vi Thoa một thùng này. Em không bán lẻ 10 cái đó chị ạ, 10 cái các chị qua nhà các chị lấy hộ em nhá. 10 cái thì là 55.000, 10 cái Vi Thoa có rồi. Các chị bảo rằng bình thường các chị bây giờ ra ngoài chợ hay các chị chạy ra hiệu thuốc các chị mua cái khẩu trang bình thường đi tiền xăng hết có 3.000 thôi. Nhưng bây giờ cũng là cái đoạn đường đấy các chị em mình đi nó hết tận hàng 7.000 tiền xăng, 8.000 tiền xăng rồi. Bình thường trước xăng 14, 15, 16 đúng không ạ? Đến khi 22, 23 là quá kinh khủng, rồi bây giờ xăng gần 30 rồi, 29 mấy, 29, 8 đúng không? Nên nó tăng rất là nhiều luôn. Nếu các chị bảo giá em bán cho các chị em mình 259.000 miễn ship, nhưng em phải bù rất là nhiều ship cho các chị rồi. Vi Thoa có rồi chị nhá. Rồi còn chị nào mình lấy nữa mình lên cho em là khẩu trang 259 để em qua mã này. Lên tiếp này, áo này mã rẻ mấy em? Ui dồi ôi đẹp thế nhỉ. Con này cứ mỗi một lần em sờ vào là em lại sướng cái chất của nó. Áo em mặc chờ em lát em lên cho các chị. Khẩu trang 259 cho chị Nga Mạnh một thùng này. Nga Mạnh có luôn này. Và đặc biệt nha các chị nhá, nếu như các chị em mình kể cả cùng nhà hoặc các chị mà tiếp xúc với F0 nhưng các chị đeo khẩu trang chưa bị gọi là F1. Nếu như các chị không đeo khẩu trang thì chắc chắn là F1 và cái tỷ lệ lây bệnh của các chị em mình nó rất là cao. Nhưng các chị đeo khẩu trang là không phải bị coi là F1 luôn rồi. Còn nếu như ở Hà Nội hiện tại các chị vào các trung tâm thương mại, khi các chị vào đến cửa luôn người ta đo nhiệt độ này. Và nếu như các chị không có khẩu trang không được vào luôn. Nên nhà em là để sẵn cả một thùng trên xe luôn vì nhà em đi lại nhiều. Đấy, nên là cả rồi ok khẩu trang cho chị Đinh Dịu có luôn một thùng này. Không còn của bé đâu chị ơi. Đấy kia kìa chị Tâm Phạm kìa em kìa. Rồi còn chị em nào mình chưa được nữa mình lên comment. Dạ vâng ok bác Tâm Phạm nhá. Rẻ mấy em ơi? Rẻ 2 ạ. Lên cho em là rẻ 2 ạ, cốt tông sợi mặc siêu thoáng mát luôn. 40 cân đến 65-66 form rộng nhá. Giá cho các chị em mình là 37.000 đồng một cái. Đấy, chỗ em xăng 30 rồi đúng rồi. Hôm qua em thấy là 29.8 chắc 30 gọi là bao. Gọi là 30 rồi, để đây chị em. Như trước nhà em mà đổ 1 triệu tiền xăng ấy. 1 triệu tiền xăng thì hai vợ chồng có mà vi vu đến cả hàng tuần. Thậm chí cả 10 ngày. Nhưng mà bây giờ 1 triệu tiền xăng đi được đúng 3 lượt. Từ đây lên nhà mới là hết luôn rồi. Có khi hôm nay lên xăng lên này còn không được 3 lượt cơ. Khẩu trang 259 là chị Huê Vũ một thùng này. Đúng rồi, chỗ nào cũng 30k đấy. Ok, thêm một thùng nữa là 3 thùng khẩu trang là chị Hiên Đặng này. Ok bác nhá. Cái này các chị lên giúp em là rẻ 2 kèm theo giá 37.000. 37.000 đến bây giờ các chị ơi. Em nói thật luôn, em đặt hàng bao nhiêu vải và bao nhiêu hàng Quảng Châu mà tắc biên không về được luôn. Chết cứng luôn ạ. Tức là nhá các chị nhá, 3 tỷ 7 tiền hàng cộng hàng tàu, hàng Quảng Châu, vải. Hiện tại bây giờ không nhúc nhích được luôn, không thông quan được luôn. Thì các bác mình biết luôn, nó khó khăn đủ đường luôn. Nói gì đến là các gọi là thành phẩm trong nước nó không tăng là có một chuyện lạ. Rồi rẻ 237 cho chị Quỳnh Hương một cái, Bảo Bình một cái, cho chị Em Sa một cái, Kim Huệ một cái, một thùng khẩu trang cho chị Nông Thị Lành được. Cho chị Hoa Vũ một cái. Sola Thu có rồi ạ. Bảo Bình có rẻ 2 rồi nhá. Cho chị Y Phụng Phạm một cái, Hoa Nguyễn một cái, cho chị Nguyễn Hương một cái, Trần Thị Hồng một cái, cho chị Trang Vũ khẩu trang được. Ok, chị Trang Vũ có khẩu trang. Cho chị Ngô Loan có rẻ 2 này. Chị Ngân Lê có rẻ 2 này. Khẩu trang cho chị Xuân Liễu kìa. Rẻ 2 cho chị Sao Băng, rẻ 2 cho Vũ Ngọc Ánh. Cho chị Lương Thị Duyên một cái. Cho chị Đỗ Ngọc Tươi một cái. Hoan Vũ một cái. Khẩu trang cho chị Nguyễn Thị Mỹ Linh. Rẻ 2 cho Trương Thị Thế Mỹ một cái. Khẩu trang là 259.000 em miễn ship rồi chị ơi. Lan Trần một cái rẻ 2. Khẩu trang cho chị Võ Hồng Nguyên kìa. Khẩu trang cho chị Hương Thu kìa. Ok, chị Hương Thu áo này chị nhận rồi, chất đẹp, em cảm ơn bác Tâm Phạm. Rẻ 2 cho chị Vi Hà một cái. Cho chị Hiên Đặng một cái rẻ 2. Ngân Lê có rẻ 2 rồi mình ơi. Lên comment giúp em là rẻ 2. Toner chị chả lấy được đâu em ơi. Toner em nhắn tin cho Thảo hoặc cho chị Phương đi nhá. Tại vì rằng là chị đang thật sự luôn cũng đang thiếu nhân viên. Nhân viên chả đi chả chạy đi chạy lại được đâu. Comment vào đấy cho em luôn rẻ 2. Kèm giá cho em ạ. Cho chị Huyền Trang một cái. 37.000 đồng cho các bác mình luôn. Chị nhận được áo nhà Giang rồi, chất sướng lắm. Em cảm ơn chị Bùi Hảo. Vì thật sự luôn này. Nói đến 37.000. Nếu như các chị mặc hàng đã mua hàng nhà em rồi, các chị còn gọi là sướng, các chị chốt liền. Nhưng nếu như khách mới vào là các chị sẽ phân vân. Các chị bảo ôi dồi ôi, cái này mình đi chợ đầu mối, mình đang nhập vào con này toàn ngót nghét 50.000, mà tại sao nó bán đây 37.000. Các chị ơi, em không qua một cái trung gian nào hết. Các chị em mình nó biết được ra đến chợ đầu mối hay ra được đến chợ Ninh Hiệp nhá các chị nhá.
Thật sự luôn ạ, các chị em mình có thể đến nhà em để các chị xem. Kể cả các chị ở quầy, em nói em dám tự tin luôn, các chị có quầy ở Ninh Hiệp, 2-3 quầy của các chị chưa nhiều hàng được bằng ở kho nhà em luôn, kho lẻ thôi nhá. Thì các chị em mình chỉ cần so sánh cái giá đây nó khác rồi. Cái thứ hai nữa các chị ơi, mỗi một quầy ở ngoài các chợ đầu mối, giá tiền của người ta một năm toàn cả vài trăm triệu, 600-700 triệu một năm rồi tiền thuê. Đây nhà em luôn, em không phải mất cái tiền đấy. Nên em bán cho các chị được cái giá này, nó là giá tốt nhất cho các chị luôn rồi. Cho chị Trang Nguyễn một cái, cho chị Bé Còi một cái, cho chị Xiêm Em một cái, Hồng Nhất một cái, em còn một cái nữa là hết nhá. Rẻ hai phải kèm cho em cả giá chị ơi. Cho chị Nguyễn Thúy một cái, rồi em hết luôn không còn. Hết luôn rẻ hai không còn nữa các chị ơi. Cho chị lấy cho chị khăn mặt, em ơi khăn mặt mang đây chị thả luôn nhá. Khăn mặt nay mình nhận được hàng rồi, em cảm ơn chị Nguyễn Thị Tươi Tươi. Khăn mặt thì em bán luôn một set 10 cái 35-38 nghìn 5 cái, tính ra của em là 75 nghìn. Một set 10 nhưng đây em bán luôn 62 nghìn. Cái này nó tương đối cồng kềnh thôi, bán cho các chị em mình cho nó hoan hỉ cho em thôi. Áo đẹp chất lượng cao, em cảm ơn bác. Rẻ hai em hết hàng rồi, có mình ơi. Ví dụ như mà em mà đã lên trên line này thì bắt buộc em phải đi cùng cho các chị em mình. Kể cả nếu như bắt buộc phải tách riêng ra thì em cũng không dám lấy ship của các chị được. Ví dụ nhá, các chị có một thùng khẩu trang rồi, các chị lấy thêm cái áo kia vẫn là được miễn ship. Chỉ là cộng 259.000 một thùng khẩu trang, cộng thêm với một cái áo và được miễn ship luôn. Vì cứ kèm khẩu trang là miễn ship mà. Mặc dù là hơi thiệt, vì thùng khẩu trang này nó rất là cồng kềnh. Đấy, nhưng các chị em mình mua khẩu trang về các chị em mình dùng để các chị nhớ em. 259.000 một thùng, 300 cái khẩu trang và em miễn ship cho các chia sẻ giúp em. Được chưa? Nhất là các chị em mình hoan hỉ giúp em thôi ạ. Kèm đơn quần áo vào vẫn được miễn ship nếu như trong đơn các chị có khẩu trang. Hôm qua vừa nhận được hàng chất đẹp lắm, em cảm ơn chị Hoàng Lương, Hoàng Hương nhá. Chất vải đẹp lại còn rẻ, em cảm ơn bác Ngân Lê. Khẩu trang 259 cho chị Mai Nguyễn một thùng kìa. Ok chị Mai Nguyễn này. Khẩu trang chị Thu Lợi Dương em chưa biết là chốt chưa. Chị nếu như chị xem tin nhắn mà đã chốt rồi là xong, đóng gói rồi. Còn nếu như mà chưa được chốt trong tin nhắn thì chị có thể đặt trên live cho em để mai các bạn đi chốt. Cái này các chị lên cho em là khăn mặt kèm theo giá 62.000 giúp em. Lên cho em là khăn mặt 62.000 đồng 10 cái khăn mặt. Tức là các chị chia ra mỗi một cái khăn mặt 6.200 đồng. Em nói thật các chị mua một cái rẻ thôi, một cái rẻ để lau tay thôi cũng không có giá 6.200. Cái rẻ để về các chị em mình móc vào để ở bếp để các chị em mình rửa bát rửa biết xong các chị lau tay cũng không có giá 6.200. Đừng nói đấy là cái khăn mặt. Khẩu trang chị Hổ Con này, cao dán em không còn. Chị ơi khẩu trang cho chị Hạ Phạm này, nay nhận bộ nam đẹp quá, em cảm ơn chị Nguyễn Thanh Thủy. Cái này các chị lên giúp em là khăn mặt của em là chuẩn cho các chị em mình. Khẩu trang cho chị Thu Diện Nhật Trung. Ok chị Thu Diện Nhật Trung này, lên rõ vào đây cho em là khăn mặt 62.000 đồng 10 cái khăn mặt. Chị nào chuẩn bị sinh nở làm set về. Các chị em mình mua một set này về các chị em mình để hai nhà hai vợ chồng mỗi người một cái, con các chị một cái. Khăn mặt nên dùng riêng nhá các chị nhá, để ví dụ như vô tình mà có đau mắt không bị lây sang. Đấy nhá các chị, an toàn cả trẻ sơ sinh luôn ạ. Nếu như trẻ sơ sinh thì các chị lúc cho con ti để vào cổ này, cho sữa siếc nó có rớt dài nó thấm luôn vào. 62.000 là 10 cái khăn mặt luôn. Em chốt nhanh khăn mặt 62 ạ. Rồi khăn mặt 62 em cho chị Hà Bạch này, cho chị Hoa Hồng có khăn mặt này, Hổ Con khăn mặt này, Ngô Loan khăn mặt này, Thu Diện Nhật Trung khăn mặt này, khẩu trang cho chị Huệ Trần, Huệ Trần này, khăn mặt cho Sao Băng, khăn mặt cho Ánh Tuyết, khăn mặt cho chị Hoàng Long. Comment giúp em mã là khăn mặt 62 cho em ạ. Không có tháng nào là không mua hàng nhà em. Em cảm ơn chị Phúc Phạm. Khăn mặt cho chị Trần Thị Hồng. Trần Thị Hồng có luôn mã cho em là khăn mặt giúp em như các chị để chồng đây chị thả cho em. Mã cho em là khăn mặt 62.000 là 10 cái luôn các bác ơi. Khẩu trang cho chị Giang Hồng một thùng khẩu trang rồi. Ok chị Giang Hồng, em nói thật luôn, một set khăn mặt 10 cái này bán 62.000. Người ta bán 79.000, người ta còn khách còn đang kêu trời kêu đất là rẻ quá. 79.000 10 cái, khách đã kêu trời kêu đất là rẻ quá. Em làm phát 62.000 10 cái luôn, không cần nghĩ luôn. Rồi khăn mặt 62 cho chị Ngọc Diệp một set này, Linh Nga một này, Nguyễn Thị Tươi Tươi một này. Mẹ Nguyễn Thị thả cho. Thôi con ơi con không thả được. Cho chị Xuân Nguyễn một, cho chị Chu Thanh Thảo một này, cho chị Ngọc Lan một set, Chu Thị Bích một set này. Chu Thị Bích có, cho Sao Băng có rồi này, cho chị Thanh Hà một này, Huệ Trần, Huệ Trần một này, Trang Nguyễn một này, Kim Huệ một này. Hai set cho bác Nguyễn Bống này, hai set cho bác Nguyễn Bống. Một cho chị Trần Hà Thanh luôn này, cho chị Tuyết Nhung Bùi một set luôn này. Lên cho em là khăn mặt 62, chuẩn hàng rất thấm hút nước và thích luôn. Đơn giản này các chị này, dùng cho em đến cả hàng tỷ lần rồi. Rửa mặt đến cả tỷ lần. Khẩu trang cho chị Hoài Dương kìa, khẩu trang cho chị Thanh Ngọc kìa, khẩu trang cho chị mẹ Maria Hương kìa. Cái này các chị em mình kể cả rửa đến cả tỷ lần rồi, sau mình có bỏ ra, em nói thật nhá, làm cái khăn lau bàn, khăn lau tay hay là khăn lau kệ tivi hay là lau mặt tivi đều gọi là vẫn cứ mềm mịn luôn. Đúng không ạ?
Bây giờ các chị đang ngoài các chị mua cái khăn gọi là cái hình nó như kiểu cái hình nó có cái móc lên để các chị treo chỗ bếp ý. Đã là 15, 16 nghìn một cái. Mà chất còn không được đẹp bằng cái này luôn, cái khăn mặt này đâu nha các chị nhá. Rồi khăn mặt 6 hạng, khẩu trang cho chị Ánh Tuyết một thùng kìa. Khăn mặt cho chị Nguyễn Mai này. Khăn mặt cộng khẩu trang cho chị Thanh Xuân Lưu luôn này. Hổ con có khăn mặt rồi mình ơi. Còn chị nào lấy khăn mặt 62 cho chị Tân Trịnh có khăn mặt này. Nguyễn Hoa đuôi 794 nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nha chị ơi. Bùi Thu Trang có 2 set khăn mặt này. Hoa Hồng có rồi chị ạ. Khăn này vứt đi rồi vẫn chưa rụng lông đấy. Các bạn em nói thật là vì thật sự nó không có bị rụng lông, nó kiểu cảm giác là nó không có bị nhớp cái khăn mặt. Các chị bắt nước cái nó thấm hút nước rất là nhanh và nó khô cũng nhanh luôn. Khẩu trang không lấy 10 bịch mà khẩu trang là cả một thùng. Chị lấy 10 bịch như trước em lấy 10 bịch đó là 55.000 mà nhân với 10 đã thành mấy rồi. Khẩu trang em bán một thùng là 259.000, 300 chiếc và miễn ship đấy ạ. Khăn mặt cho chị Trí Trâm này. Khẩu trang cho chị Ngọc Diệp kìa. Ok chị Ngọc Diệp nhá. Khăn mặt cho chị Trinh Đoàn này. Khăn mặt cho chị Thanh Hồng này. Khẩu trang cho em Sa kìa. Ok em Sa có khẩu trang, Hà Bạch có khăn mặt rồi. Chị Hoa Nguyễn có khăn mặt. Cho chị Nguyễn Ngọc có khăn mặt. Hà Thu có khăn mặt. Hà Thu có, chị Hà Bạch có rồi nhá. Mai Nguyễn có khăn mặt rồi. Khăn mặt mềm lắm luôn, em cảm ơn chị Quỳnh My. Đấy bác Quỳnh My dùng cả cho con, kiểu trẻ sơ sinh đều dùng được hết luôn. Hoa Nguyễn có rồi, Hà Bạch có rồi chị ơi. Còn chị nào dạ vâng ok chị Hà Thu chuyển khoản ok bác nhá. Còn chị nào chưa được đúng không ạ? Lên comment vào đấy cho em là khăn mặt 62 cho em. 62.000 đồng 10 cái. Trời ơi cái này các chị mà vào siêu thị người ta bắn một cái gọi là cái nam châm ở chỗ này này, người ta bán cho các chị toàn 33.000 một chiếc. Hoặc là có những siêu thị gọi là người ta bán 27.000 một cái. Y xì không khác gì từng cái sợi lông luôn ạ, là 27.000 một chiếc. Khăn mặt này dùng thích lắm, em cảm ơn chị Lê Dung. Thêm một set khăn mặt cho chị Trần Hà Thanh này. Khăn mặt khẩu trang cho chị Thu Lợi Dương này. Khăn mặt cho chị Duyên Trần này. Duyên Trần có luôn. Khăn mặt này dùng thích lắm, ra chợ mua cùng mua loại 20k dùng trả mấy bữa đã nhớt đấy. Em là vì sao em, tức là khi mà em bán khăn mặt trước em cũng có nói cho các chị em mình là em rất ghét cái vấn đề khăn mặt nó bị nhớt. Các chị tức là nó không thấm hút nước, các chị mình vắt nó cứ nhợt nhợt nhớt nhớt đi các chị. Riêng cái khăn mặt này rất thấm hút nước luôn, vắt là khô. Đúng không ạ? Rất thấm hút nước và cũng rất nhanh khô luôn. Chứ không phải nó bết bết như kiểu cái khăn mặt hàng loại 2 loại 3 đâu. Rồi khăn mặt 62 này. Khẩu trang cho chị Quá Khứ mất đi kìa. Khăn mặt cho chị Nguyễn Huyền này. Nguyễn Huyền có luôn, em không còn khăn nhỏ hơn nữa chị ạ. Khăn mặt cho chị Thu Hồng này. Khăn mặt cho chị Nguyễn Nhung này. Khăn mặt cho chị Trang Trần này. Khẩu trang bé em lại không có hàng bác ơi. Vì hôm nay bán khẩu trang là mục đích là thật sự với các chị em mình là lý do là vì khách nhờ lấy. Nên là em làm phát 2.000 thùng là hiện tại chắc phải còn tầm bao nhiêu nữa em? Còn tầm bao nhiêu thùng khẩu trang nữa? Có trừ được. Ui bọn em không trừ được như thế thì hết thì làm thế nào? Thu Hồng có khăn mặt rồi ạ. Chị Nguyễn Nhung có khăn mặt, khẩu trang cho chị Nguyễn Loan. Khăn mặt cho chị Nguyễn Sang. Khăn mặt cho chị Hương Khánh Đặng. Hương Khánh Đặng có khăn mặt luôn này. Còn chị nào lấy khăn mặt các chị lên giúp em là khăn mặt 62 cho em nhé. Cho chị Mỹ Dung có khăn mặt 62 luôn này. 62.000 10 cái, khẩu trang cho chị Thanh Mai kìa. Khẩu trang là 259.000 không mất ship được đâu chị ơi. Khăn mặt 62 cho chị Thu Lợi Dương này. Khăn mặt cho chị Bảo Huyền này. Khẩu trang cho chị Thanh Nga này. Khẩu trang là 259.000 một cả một thùng 300 cái và không mất tiền ship được đâu ạ. Thì các chị em mình có thể khăn mặt cho chị Dịu Nguyễn kìa. Ok chị Dịu Nguyễn có luôn khăn mặt này. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment vào đấy cho em là khăn mặt giúp em. Khẩu trang là 259.000 cả thùng luôn chị ơi. Khăn mặt cho chị Bình Hiếu. Ok chị Bình Hiếu có khăn mặt này. Em ơi em thật sự em bán cái này 69.000 vẫn hết tuột 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 ngay. Nhưng thật sự với các chị em mình Bảo Huyền có rồi mình ơi. Nhưng đã nói là bán cho các chị được cái giá tốt thì thôi bán 69.000 làm gì. Cho chị Hoàng Thị Thông có khăn mặt. Khẩu trang cho chị Lina Hoàng. Ok chị Lina Hoàng. Nên em bán tặng có 62.000 10 cái. Chồng em cứ toàn bảo em là ôi dồi ôi vợ phải tính rằng là 10 cái khăn mặt này nó cồng kềnh nó bằng tận hàng 4-5 cái áo rồi. Mà vợ bán có 62.000 thế. Thôi kệ. Nó là cái sản phẩm để các chị dùng thêm. Khăn mặt cho chị Luy Vũ. Khẩu trang cho chị Rùa Tập Đi. Ok chị Rùa Tập Đi có luôn. Khẩu trang là em bán luôn cả thùng chị ơi. Lên cho em là khẩu trang 259 là được. Khăn mặt cho chị Hường Lê Thị. Hường Lê Thị có luôn này. Còn chị nào chưa được khăn mặt nữa các chị lên cho em khẩu trang cho chị Loan Hồng. Loan Hồng có luôn khẩu trang này. Khẩu trang là 259.000 các chị không mất tiền ship được đâu. Khăn mặt cho chị Nguyễn Liễu này. Ok chị Nguyễn Liễu có luôn khăn mặt. Khăn mặt cho chị Thanh Ngọc có luôn này. Ok chị Thanh Ngọc khăn tắm để lát cho các bạn đi kiểm tra xem còn em lên chị nhá. Còn hiện tại là chưa còn có vài cái chưa lên được cho các chị em mình khăn tắm đâu. Rồi còn chị nào lại đây khẩu trang đây chị ơi, khẩu trang là em bán cả thùng đây này. Khổ lắm 259.000 không mất tiền ship nữa đâu. Khách đã xả đơn rồi là em không chốt nữa đâu ạ. Này em ơi cầm cái khăn mặt cho chị.
Comment là khẩu trang 259 nhá các chị nhá. 259.000 một thùng 300 cái các chị được miễn ship rồi. Đây các chị nhìn em thả ra đây thì các bác mới biết là nó rất là nhiều. Chứ nhìn trên cái thùng này các chị lại bảo ui rồi ôi, nọ kia một thùng 300 cái và em miễn ship cho các chị em mình thì các bác mình biết em được mấy đồng trên một thùng khẩu trang của các chị em mình rồi. Mà em bán là chuẩn cho các chị em mình loại xịn luôn ạ. Chuẩn cho các chị em mình 4 lớp hàng theo tiêu chuẩn KF94 kháng khuẩn lọc bụi cho các chị em mình tuyệt đối nhá. Đấy đây các chị nhìn cho em này. Một thùng đấy, một thùng của nó 300 cái mà mỗi một túi này là em mới giữ chị cả nhà nó rơi kia. Thì các chị em mình bảo rằng là thà em ngồi em bán đến chục con áo còn sướng hơn gấp vạn lần. Tội gì em đi bán khẩu trang chưa đâu. Khẩu trang là chị Thu Dung này. Khẩu trang chị Thu Dung có. Nhưng có cái là các chị ạ, thật sự luôn là rất là nhiều khách nhờ em lấy. Toàn ôi dồi ôi Giang ơi, chuẩn loại mà khẩu trang xịn xịn này mua ở ngoài thì đắt, mà nếu như mà nhập thì giá nó cũng cao. Còn cái loại rẻ rẻ hơn tí mua về không đeo nổi. Không đeo nổi luôn đấy các chị nhìn đây này. Chứ thà các chị bảo 259.000 cả thùng khẩu trang như này em miễn ship cho các chị. Chứ thà em ngồi em bán mấy con áo luôn, nó phải bằng đến tầm khoảng 20 con áo như em đang mặc rồi. Đúng không ạ? Nên là em chỉ bán nốt lần này, chị nào mình muốn lấy thì mình lên comment thôi nha các chị nhá. Đấy comment vào đấy cho em luôn là khẩu trang 259 cho em ạ. Khẩu trang 259 giúp em nhá. Rồi khẩu trang 259 chị Trần Liền một thùng, cho Chí Trâm một thùng, cho chị Mai Trần một thùng. Mai Trần có luôn một thùng này. Còn chị nào mình chưa được mình lên comment cho em. Đừng vào bảo lên cái nọ đi lên cái kia đi nhá chị nhá. Em nhắc lại một lần nữa đấy. Rồi comment vào đấy cho em là khẩu trang 259 cho em. Giá cho các chị em mình 259 không phải 295 đâu chị ơi. Có 250 chị này em ơi cho vào thùng. Có 259.000 miễn ship rồi không phải 295. Em mà bán 295 thì có mà lại ngày em lại kiếm bao nhiêu tiền luôn. Ngày em bán cả mấy nghìn thùng khẩu trang rồi mà các chị bảo em bán 295.000 thì có mà. Đã quá. Thôi ăn thế thôi các chị ơi. Ăn ở quần ở áo bằng bao nhiêu rồi. Mấy cái vật dụng này bán thêm cho các chị em mình thôi nhá. Đấy chị nào chưa được thì các chị đây để một, luôn một thùng này đây cho chị luôn nhá. Để dành lại luôn. Khẩu trang 259 cho chị Vi Oanh Sang này. Ok chị Việt Anh có luôn một thùng này. Còn chị nào mình chưa được áo em mặc đợi em lát em lên cho. Còn chị nào chưa được khẩu trang các chị lên giúp em nhá. Dạ vâng chị ơi một màu trắng rồi nhà em dùng mỗi màu trắng. Em bán mỗi màu trắng. Khẩu trang 259 cho chị Suri có luôn một thùng này. 259.000 miễn ship các chị ơi. 259 miễn ship cho các chị em mình. Áo em mặc các chị em mình chốt nhanh này. Áo em mặc các chị lên comment luôn cho em là cái chỗ này của nó là đá nhá các chị nhá. Nó pha thêm cho các chị em mình gen trên này đẹp lắm. Mê cho các chị em mình luôn này. Xịn luôn. Hàng này thì nó có nhiều loại lắm. Em bán cho các chị em mình này. Mã A1. Siêu nhẹ. Nhẹ tênh luôn. Mỏng tanh luôn mà mặc lại siêu mát. Không gọi là hở độ y không cũng không sợ lộ béo luôn nhá. Các chị em mình từ 40 cân đến 63 cân cho em ok. Bán nhanh cho các chị em mình luôn ạ. 69.000 đồng một cái. Để đây chị em ơi 69.000 đồng. Khẩu trang cho chị lành nâu. Em tri ân nhá 69.000 cho các chị. 69.000 mã cho em là A1 kèm giá 69k. Bao các chị em mình cả giá luôn. Hàng này kể cả hàng thanh lý các chị em mình mà ôm loại đẹp đẹp. Gọi là loại đẹp như thế này này. Không có giá đấy cho các chị em mình được đâu. Khẩu trang 259 cộng khăn mặt cho chị Phước Hoa. Khẩu trang em bán là 259.000 một thùng miễn ship chị ơi. A1 kèm cho em cả giá 69.000. Em đẹp thế nhở. A1 kèm cho em cả giá 69.000 nhá các chị nhá. A1 kèm giá 69. Chị Mai Linh Nguyễn Thị một thùng khẩu trang. Chị nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Chị đừng comment số điện thoại trên này ạ. Nhà em không gọi điện chốt đơn đâu. A1 kèm cả giá cho em. A1 không kèm giá không lên đơn được. A1 cho chị Nguyễn Liễu này. A1 cho chị Tân Trịnh này. Tân Trịnh có A1 cho chị Thu Nguyễn này. A1 cho Huệ Trần. Huệ Trần này. Không kèm giá 69 đằng sau em không đọc tên. Trang Vũ một cái này. Thu Nguyễn có rồi. Lê Dung một cái này. Cho chị Mai Hương Mai một cái này. Cho chị Hiên Đặng một cái này. Cho chị Ánh Tuyết một cái. A1 kèm giá 69k giúp em ạ. Không kèm giá em không đọc tên nha bác ơi. Không là em lại bảo em là ô em ơi sao chị comment mãi mà em chả đọc tên. Ok cho chị Mai Nguyễn một cái. Cho chị Huyền Nguyễn một cái. Huyền Nguyễn có luôn đừng comment số điện thoại trên live stream chị ơi. Cho chị Thu Dung một cái A169K này. Cho chị Hằng Nguyễn một cái này. Hằng Nguyễn có luôn mã là A1 kèm theo giá 69.000. Em chào chị Nhung Dương nhá. Còn chị nào mình chưa được mình lên comment cho em là A1 kèm giá 69 cho em. 69.000 đồng một cái áo cho các chị luôn. 40 cân đến 63 cân 64 cân muốn mặc cho em vẫn ok luôn này. Cho chị màu vàng của áo kia nữa luôn em ơi. Tiếp cho các chị em mình rẻ mấy giờ đến rẻ 3 đúng không? Cái này A169 cho chị Thảo Huyền một cái này. Ok chị Thảo Huyền. Cho chị Thanh Phương Vi một cái. Chị Bảo Huyền một cái. Thanh Phương Vi có Bảo Huyền có. Cho chị Mỹ Dung một cái. Khẩu trang cho bác Lê Minh Hạnh kìa.
Chị Lê Minh Ảnh có khẩu trang xanh Phương Vi có A1 rồi. Rồi tiếp cho các chị em mình này, rẻ mấy em ơi? 13. Chị nào chưa chia sẻ lên comment vào đây cho em, chia sẻ nhấn chia sẻ lên cho em nhá. Chia sẻ xong lên rẻ 3 kèm giá 38.000. Rẻ 3 kèm theo giá 38.000, 40 cân đến 6566. Cái này các chị mua cho con trai các chị cũng mặc được. Con trai các chị cũng mặc cho em ok hết luôn, chẳng bao giờ gọi là sợ lỗi mốt hay nhầu nhĩ gì đâu. Mặc siêu mát luôn. A169 cho chị Nhai Đoàn một cái, chị Trần Thị Hồng một cái. Khẩu trang cho chị Thu Hoài. Ok, khẩu trang chị Thu Hoài có luôn này. A1 cho chị Trần Dung một cái. A1 là áo em đang mặc ạ. Rẻ 3 kèm theo giá 38.000 nhá các chị nhá, chữ này thêu hết. Ôi dồi ôi, mặc đôi cũng được các chị ơi. 38.000 đồng. Thật sự là nó rẻ bèo rẻ bọt luôn cho các chị. Rẻ 3 kèm giá cho em ạ. Rẻ 338 cho chị Ngô Loan một cái. Cho chị Hoa Nguyễn một cái, cho chị Đinh Dịu một cái. Đinh Dịu có, cho chị Đức Trinh một cái kèm giá cho em ạ. Cho chị Hồng Nhất một cái. Hồng Nhất có, cho chị Nguyễn Nhung một cái. A169 cộng khăn mặt cho Nguyễn Sinh. Ok, bác Nguyễn Sinh cho chị Trần Ánh Tuyết một cái. Trần Ánh Tuyết có rẻ 3 này. Vũ Ngọc Ánh có rẻ 3 này, bác Nguyễn Bống có rẻ 3 này. Thanh Xuân Lưu rẻ 3, Hà Bạch có rẻ 3. Em Sa một cái. A169 cho chị Thân Hồ này. Ok chị Thân Hồ. Huyền Nguyễn Công Dầu có rẻ 3, Hào Nguyễn Thúy một cái. Chị Đinh Dịu có rồi, 2 thùng khẩu trang cho bác Nhung Dương. Rẻ 3 cho chị Tô Hường, rẻ 3 cho Thu Lợi Dương. Rẻ 3 cho chị Trương Thị Thế Mỹ. Cho Trang Nguyễn có rẻ 3, Bảo Bình rẻ 3, Như Tình có rẻ 3. Như Tình có luôn, cho ngày ấy có rẻ 3. Ok, Bảo Bình chuyển khoản. Hoàng Hương có rẻ 3, Trần Thị Hồng có rồi ạ. À. Cho chị Thúy Khoa một cái rẻ 3, Nguyễn Soang rẻ 3. À, Nguyễn Sang một cái, Hà Hải Long một cái, hết hàng. Rồi em hết luôn rẻ 3, em không còn ạ, cho chị nốt màu da. Màu da lên cho em là rẻ 4 kèm theo giá 36.000. Rẻ 4 kèm giá 36.000. Quần 35 mua qua còn không em, quần em? Thế để tí nó lát em được. Kinh khủng nhá, sợ thật. Rồi tiếp lên cho em rẻ 3 em hết hàng. Lên giúp em là rẻ 4. Ui dồi ôi đẹp lắm các chị. Rẻ 4 kèm giá 36.000 cho em. Rẻ 4 kèm theo giá 36. Chị nào chưa chia sẻ các chị nhấn chia sẻ lên giúp em ạ. Để lát nữa em quay số may mắn nhá các bác nhá. Lát em quay số may mắn. Chị nào mà mình chưa chia sẻ mình nhấn chia sẻ lên giúp em. Cho em độ 1 lần về trang cá nhân, 2 lần, 3 lần lên các trang hội nhóm là ok rồi. Không cần các chị phải chia sẻ quá nhiều đâu. Nhưng miễn là các chị em mình có logo người chia sẻ giúp em là được nha mọi người. Có logo người chia sẻ cho em là được. Comment vào đây cho em là rẻ mấy em nhỉ? Rẻ 4 giúp em ạ. Rẻ 4, rẻ 4 cho em nha. Rồi rẻ 4, 3, 6 em cho chị Dung Anh một cái, Nguyễn Hương một cái, Hồng Nhất một cái. Hồng Nhất có, cho bé Còi một cái, Y Phụng Phạm một cái. Cho chị Nguyễn Hà Trang một cái. Nguyễn Hà Trang có luôn này. Cho chị Hà Bạch một cái. Hà Bạch có luôn, ủa rồi em ơi bảo anh xuống cái này nó nháy nháy đằng sau. Cho chị La Huỳnh một cái, Nguyễn Huyền một cái. Cho chị Nguyễn Minh Lý một cái. Bảo anh xuống này, cái tibot nó cứ nháy nháy này này. Cho chị Diệu Hoa một cái. Cho chị Sô La Thu một cái. Đức Trinh một cái, Trang Nguyễn một cái. Cho chị Trinh Đoàn một cái. Trinh Đoàn có luôn này. Hai cái cho chị Lê Dung này. Hai cái chị Lê Dung, cho chị Thúy Bích Thúy một cái. Nguyễn Minh Lý có rồi ạ. Thanh Hồng một cái, Hổ Con một cái. Như Tình một cái. Như Tình có, khẩu trang chị Thu Hoài có rồi. Rẻ 436 chị Thu Đông một cái. Cho chị Thu Nguyễn Không Giấu một cái hết à. Cái này bảo anh xuống xem mà chị đi tibot nó nhảy nhảy như thế này thì làm sao mà nhìn được. Ôi giời, chị chóng hết cả mặt luôn ấy. Em hết luôn rẻ 4 rồi các chị ơi. Áo em mặc là các chị em mình lên comment cho em là A1 kèm giá 69. Áo em mặc là các chị lên cho em là A1 kèm theo giá 69 cho em ạ. Khăn mặt cho chị xem là em ơi, vẫn cho chị khăn mặt. Đây khăn mặt nhé bác nhé, khăn mặt là lên cho em là khăn mặt 62 chị ơi. 62.000 10 cái. 62.000 10 cái. Tính ra các chị em mình đã mua 79.000 10 cái rồi thì các chị cũng đừng so sánh giá làm gì. Thì em nói thật đây, bán tri ân cho các chị có 62.000 10 cái khăn mặt. Siêu thấm hút nước, siêu sướng cho các chị luôn. Quần bo, quần tôm boy dài em có hàng đâu, chị cháy lòi hết cá mắt ra. Không có hàng đâu mà bán chị ơi. Bây giờ mà bảo nhập hàng rẻ cho các chị em mình về em bán thì cũng ok ngay. Nhưng nhập cái hàng rẻ hơn tí về bán các chị lại so sánh. Các chị lại bảo ôi dồi ôi Giang ơi, em đang đông khách như thế em thấy bán chạy nên em nhập hàng loại 2, loại 3 về em bán à. Tự dưng lúc đấy gọi là mất tình cảm với nhau ra các chị ạ. Nên thành ra là các chị nếu như các chị muốn chờ hàng lẹ tôm boy đẹp của nhà em thì các chị phải chờ em. Còn nếu như các chị muốn mua hàng rẻ hơn thì các chị em mình qua những chỗ khác, các bạn ấy bán rất là nhiều quần tôm boy đấy này. A169 cho chị Thu Nga này. Khăn mặt cho chị Hà Thanh này. Đưa cái máy lên cho chị tạo lên chị. Nháy nháy như này, bay là cho vào được chấm, đóng, được. Không được.
Chị Thu Nga có A169 rồi. Khăn mặt cho chị Mai Nguyễn một set này. Ok, chị Mai Nguyễn có luôn khăn mặt, chị Hà Thanh có rồi. Nay nhận một lúc mấy đơn nhà Giang. Khẩu trang cho chị Lan Ngọc kìa. Khẩu trang là 259.000 miễn ship chị gái ơi. 259 miễn ship A169 cho chị Thùy Vân. A169 chị Thùy Vân với chị gì vừa nãy. Còn chị nào mình chưa được đúng không ạ? Có, nay có quần sóc đấy, nay có mấy trăm cái quần sóc đúng không? Bộ anh mặc đẹp thế á, ôi dồi ôi, đây đây, em lại ba lại đây. Cho các chị nhìn cái áo. Chồng em mặc cái áo này 3 năm nay rồi chị ạ, đây. Chồng em mặc cái áo này 3 năm nay rồi chị ơi. Các chị em mình thích lên bộ nam, lát em lên cho. Có bộ lửng, rẻ 4 em hết hàng rồi các chị ơi, em không còn rẻ 4 nữa đâu nhá. Khẩu trang chị Lan Ngọc có rồi. Rồi, tiếp chị lấy cho chị... mang chị mã quần sóc tomboy vào đi. Sóc tomboy vào đây cho chị luôn. Lan Ngọc có khẩu trang rồi mình ơi. Chị nào chưa chia sẻ cho em xin nút chia sẻ nhá mọi người nhá. Áo em mặc là A169.000 kèm cho em là A1 kèm cả giá 69. Còn khăn mặt này mã cho em là khăn mặt 62. 62.000 là 10 cái khăn mặt ạ. Rồi đây lên cho các chị em mình hàng này. Các bác mình chậm tay thì các bác đừng bảo em là thiên vị. Đấy là em nói luôn. Nay tổng cộng là về được 2.700 cái quần sóc. Thì hiện tại còn tầm mấy trăm em ơi. Lên cho chị luôn hai cạc nhá. Cái này nhà em mà các chị không mua được thì thật sự nó rất là tiếc luôn. Ui đẹp lắm các chị ơi. Không bao giờ sợ xù xì cắn chỉ. Mà của em chuẩn, cái dáng của nó là dáng A lên. Và cạp của nó là cạp cao. Đúng của nó là đúng cao, không sợ bó và bẹn đâu. Đẹp lắm luôn nha các chị, cho chị thêm cạp nữa. Còn tầm khoảng mấy trăm em. Rẻ 4 em hết rồi, em không còn rẻ 4 đâu. Mua khẩu trang cùng món, dạ vâng chị ơi. Khẩu trang mình mua cùng quần cùng áo gì, tức là trong một like này này, miễn là chị có khẩu trang rồi thì chị mua thêm cái gì cũng đều là miễn ship hết. Cứ một thùng khẩu trang kèm theo cả chục cái áo vẫn là miễn ship chị nhá. A169 cho chị Hoàng Oanh kìa. Ok chị Hoàng Oanh này. Rẻ 4 em không còn nữa đâu các chị ơi, rẻ 4 em hết rồi. Đây em lên cho các chị em mình luôn này. Đẹp lắm luôn, hai cái là hai cạp này. Các chị thông cảm giúp em là không chọn cạp nhá. Không chọn cạp đâu ạ. Hai cái là hai cạp. Cắt hết ra đi xong rồi mà thả ra đằng sau rồi buộc sau đi chứ em. Đếm như thế chị sợ không chuẩn đấy, những cái chỗ nó sộp sạch em mà đếm gấp như này thì chuẩn ra được. Mai thiếu là không có hàng bù cho khách đâu. Đây các chị nhìn cho em này. Cho chị thùng khẩu trang, ok chị Phạm Thảo có thùng khẩu trang luôn ạ. Ok bác này. Rồi các chị em mình đã chia sẻ rồi. Của em chuẩn u mì mắc nâu nhá. Hàng này mặc đến bao giờ xù xì. Giang ơi chị mặc, mày bảo không xù mà chị vừa mới mặc phát xù rồi, để cho em đang nhận lại. Bao cho các chị quá đẹp luôn. A169 cho chị Chi Trúc, và Chi Trúc này như hôm nay cũng chưa nhắn tin lên hay sao nhỉ. Ok chị Chi Trúc có A169 rồi này. Cái này các chị lên comment cho em luôn là em có 4 size S, M, L, XL, 38 cân đến 46-47 cân mặc cho em size S, 47 cân đến 51 cân mặc M, từ trên 51 đến 56 cân mặc L, từ trên 56 đến 63 cân mặc cho em XL. Em bán cho các chị em mình 69.000 đồng một cái. Lên rõ cho em là Q69 kèm size kèm số lượng giúp em ạ. A169 cho chị Thanh Thanh Hường. Comment cho em quần này mặc thích lắm. Cảm ơn chị Nguyễn Liễu, quần đẹp thế. Quần đùi này mặc thích lắm em ạ. À. Em cảm ơn chị Nhung Trần. Khẩu trang 259 cho chị Hoa Nguyễn một thùng. Comment vào đây giúp em là Q69 kèm size kèm số lượng giúp em ạ. Hai cái là các chị hai cạp này nó khác nhau nhá. Đấy, kèm size kèm số lượng luôn mà các chị ơi, shop này nhà em ý. Không phải là chỉ mặc nguyên mùa hè đâu. Mùa thu mùa đông mà các chị thích mặc, sao các chị đi đôi bốp cho em cũng đẹp luôn. Nó không phải là sót chỉ mặc ngủ. Sót này của em mặc đi chơi, du lịch, du liếc các thứ. Mùa đông các chị mặc xong đi thêm đôi bốp, làm con áo choàng ra bên ngoài, đẹp nhức nách luôn ạ. Rồi em chốt nhanh nhá. Q69 kèm size kèm số lượng 69.000 một cái ạ. Hai cái XL cho chị Dung Anh, hai cái size L cho chị Đặng Ánh, hai cái size M cho Nguyễn Đường, hai cái size M cho Hạnh Bùi Thị, một cái XL cho chị Huyền Trang, hai cái XL cho chị Thanh Trúc, 1M cho Thu Hồng, 2L cho Hoàng Long, A1 cho chị Hải Yến Nhật Hoàng này, A1 cho chị Hà My có A1 này, hai cái M cho chị Hà Trang, 2L cho bác Kem Bông, 1L cho Hải Yến Nhật Hoàng, 3L cho chị Xanh Bơ, Xanh Bơ có luôn, 2S cho Thu Trang, 1M cho Thanh Hải, à Thanh Mai, Hoàng Long có rồi, chị ơi chết mắt em đang mờ quá, Nguyễn Đường có rồi, M cho Thu Nguyễn, hai cái size M cho Thương Phạm, S cho chị Nhất xinh đẹp, hai cái S cho chị Hào Nguyễn Thúy, 2M cho Doan Nhiễu, Thu Hồng là có 1M rồi, 2M cho Phương Anh, 1S cho Lê Dung, 2M cho Chu Thanh Thảo, 2L cho Viên An Ni, 1M cho chị Giang Hồng, chị Thanh Mai 1L, chị Giang Thanh Phương Vi 1L, hai cái M cho Huệ Trần, 1M cho Thảo Vi,
Đặng Ánh có rồi ạ. 3L cho chị Phong Nguyễn, 2L cho Nguyễn Nhung, 2S cho Lan Anh Phạm, 2M cho Thu Lợi Dương, 3 cái size M cho Nhi Nhi, 2 cạp nhá chị nhá, 2 cái M cho chị Hương Phạm, 2L cho Đặng Diệp. Đặng Diệp có luôn 2M cho Phương Harry, 1 cái M cho chị Lương Thị Duyên, 2 cái XL chị Nguyễn Nhung, 2 cái size S cho chị Chuyên Trần, 2S cho Thu Trang, 2 cái XL cho Thanh Thanh Hường, 2 cái size L cho chị Tân Trịnh. Tân Trịnh có luôn. Dạ vâng, ok bác xanh bơ ạ. 2 cái L cho chị Giang Nguyễn, 1S 1L cho chị Lã Triển. Khẩu trang cho chị Trang Trần, khẩu trang cho chị Lê Hương. 2 cái size L cho chị Lê Minh Hạnh, 1 cái size M cho Ngân Lê, 2M cho Yến Jenna. Hết luôn M à em? 2L cho chị Hoàng Bình, 2S cho chị Phước Hoa, 1L cho chị Hoa Hồng. Hoa Hồng có luôn. 2 cái XL cho chị Lê Gấm, 1L cho chị Hoa Vũ, 2S cho chị Hồng Phú. Hào Nguyễn Thúy có rồi ạ. 2S cho chị Nguyễn Huyền. Hết M nha các chị, hết M rồi. 1 cái XL cho chị Nhung Dương, 2 cái S cho chị Hoàng Hương. Hoàng Hương có luôn này. Em hết M các chị ơi. Nhất xinh đẹp đó có S rồi. Không còn M đâu ạ. 2 cái L cho chị Trần Hiền. À Trần Liền. 2 cái S cho chị bé còi dự bị 2L chị Hương Đặng, hết L luôn ạ. Còn S, M, à S với XL đúng không? Vâng. S cho chị Loan Hồng một cái. Không còn M, không còn L luôn. Nguyễn Nhung có 2 cái XL rồi. 2 cái XL cho chị Ngọc Hân. Không có 2 cái S chị Chuyên Trần có rồi chị ạ. Chị Nhung Dương thêm cái XL nó là 2. 1S cho chị Trang Huyền, 2 cái XL cho chị Nana. Chu Thanh Thảo có rồi mình ơi. Hiện tại em chỉ còn 1S với XL thôi. Nguyễn Nhung có rồi chị ạ. 2 cái size S cho chị Bảo Ngọc. Ok chị Bảo Ngọc, 1 cái size S cho chị Đỗ Thoan. Thêm cái size S nữa cho chị Hoa Hồng là 2. Lan Anh Phạm có rồi. Lê Gấm có 2 chữ XL rồi. 2 cái size S cho chị Nguyễn Yên, Nguyễn Yên. Ok chị Nguyễn Yên, Nguyễn Yên này. 1 thùng khẩu trang cho chị Vi Phương. Ok chị Vi Phương ạ. Trang Trần là có khẩu trang rồi. Phương Harry chuyển khoản ok mình. Không còn L luôn, em các chị comment L nhiều kinh khủng. Hiện tại em chỉ còn mỗi S với XL thôi. Nguyễn Yên, Nguyễn Yên có rồi nhá. 2 cái size S cho chị Dương Phương. Em còn mỗi S với XL thôi. Trang Huyền là có S rồi ạ. 2 cái XL cho chị Nguyễn Ngọc. 1 thùng khẩu trang cho chị An Nguyễn. Còn những chị nào mình chưa được, Nana có rồi. Chị Hương Đặng em đọc rồi, Hương Đặng là size L em đọc rồi đấy chị ạ. Rồi hiện tại em chỉ còn S với XL thôi. Còn bác nào chưa được nữa các bác lên comment nốt nhá. 55 cân chị mặc cho em size L là đẹp. 55 cân chị mặc L đẹp, muốn mặc thoải mái chốt luôn XL về cũng được. Rộng thì chả sợ rộng đâu. À, vậy váy ngắn. Dạ không chị ơi, nó là quần short umi. Nó là short tomboy ạ. Che khuyết điểm bụng mỡ, bụng miếc các thứ cho các chị em mình luôn, cả cao nha các chị nhá. Yên tâm luôn, cho em sướng lắm, không bao giờ sợ xù hay cắn chỉ đâu. 2 cái XL cho chị Trí Trâm. Ok chị Trí Trâm này, 2 cái XL. Đây em mặc bác ơi, mình nhìn cho em nhá. Chuẩn cho em của em là short, nó cạp cao luôn. Cái này kể cả mùa thu mùa đông các chị mặc bên trong à, để xong rồi mình đi với bốt ấy, xong mình làm con áo choàng ra bên ngoài nét luôn. Hoặc nếu như đi giày thể thao thì làm thêm cái quần tất vào bên trong cho em. 2 cái size S cho chị Thu Trang Đinh. Rồi hết luôn, 1S cho chị Thúy Bích Thúy thì hết luôn S này. Hiện tại còn mỗi XL thôi đúng không? Thu Trang Đinh có rồi, Nguyễn Ngọc là có XL rồi. S em cũng hết hàng luôn ạ, à, còn mấy cái XL ấy. Hiện tại em chỉ còn XL nữa thôi là em hết nhá các chị nhá. Áo em mặc thì lên giúp em là A1 kèm giá 69.000. Em không còn L đâu, em chỉ còn mỗi XL thôi ạ. Áo em mặc là A1 kèm theo giá 69k. Áo này thì nhẹ tênh ra mà mát, chuẩn hàng loại 1 cho các chị luôn ấy, xịn sò luôn. 2 cái XL cho chị Lý Thị Nết. Ok bác Lý Thị Nết 2 cái XL. 1 cái XL cho chị Nhung Vũ. Ok bác Nhung Vũ này. Thoải mái, em nói thật luôn, quần đấy nhà em các chị mua về thì em nói thật là không chê được một nửa lời nào luôn. Chứ không phải ba cái hàng như kiểu cái hàng mát trắng. Về các chị sờ cái chất nó sơ xác ra. Xong giặt thì phai màu, phai màu linh tinh hết cả. Xong vài bữa là nó sơ xác hết cái sợi vải ra đâu. Cái này nhà em các chị mặc cho em kể cả 5 năm, 7 năm. Thật sự luôn ấy. Em mặc đến nào 3 năm, sang năm thứ tư nó vẫn như mới rồi. Em còn trà hoa một thùng khẩu trang ok chị Phương Linh ạ. Khẩu trang là 259.000 một thùng, em miễn ship bác ơi. Hạnh Bùi Thị có được quần rồi đấy em, Hạnh Bùi Thị là được quần rồi. Còn chị nào lấy Q69 nữa các chị lên cho em Q69. Em ơi quần nam size đại ấy. Hàng xước giãn hôm nay về mang đây chị luôn em ơi. Hàng cao cấp. A169 cho chị Trần Ninh một cái. Không còn Q69, không còn L đâu chị ơi. Q69 chỉ còn mỗi XL thôi. 2 cái XL cho chị Hà Lê. Ok bác Hà Lê là 2 chiếc XL của Q69 luôn này. 60 cân lên XL đấy chị, lên là Q69 kèm theo size XL vào đấy. 10 hộp trà hoa cho bác Dung Bùi. Ok bác Dung Bùi là 10 hộp trà hoa.
Cho chị quần này màu than lên đây em ơi. Em lên một chút quần nam cao cấp nhá. Đẹp lắm luôn các chị ơi, em nói thật luôn là như quần này các chị đã mua rồi thì các bác mình biết rất là đẹp luôn. Đấy và chỉ có duy nhất. Ok, một thùng khẩu trang các chị view ấy. Em không còn M đâu, Nguyễn Ngọc có hai cái XL rồi chị ơi. Hiện tại là Q69 em chỉ còn một XL thôi đây các chị nhìn cho em, nhớ cho em là hàng này nó là hàng giãn nhá các chị nhá, xước giãn luôn cho các chị luôn. Chứ không phải là hàng thường cho các bác đâu, size đại luôn cho các chị, đẹp kinh khủng luôn này. Ơi, nó là ngố đấy. Ngố, hai bên túi quần này đều có kéo khóa cho các anh luôn này. Hai bên túi quần đều có kéo khóa. Đẹp lắm luôn, túi sau cũng kéo khóa luôn ạ. Và chất của nó là chất gọi là xước giãn nha các chị nha. Đây các chị nhìn này. Đẹp lắm luôn, hàng cao cấp. Đi đơn, ừ ok, Thảo Vy đi đơn Viettel. Cái này các chị em mình mà thật sự là không mua được thì tiếc luôn. Nhưng em nói luôn, cái này là từ 60 cân đến tầm khoảng 82, 83 cân vẫn mặc được. Nó là hàng đại quần, nó gọi là rút cái cạp chun của nó là chun rút bên trong. Nhìn nó rất là tinh tế, để các anh có thể mặc đi chơi đi trước cho em thoải mái. Nó là ngố ạ. Không phải là sóc lên trên nha các chị nhé, nó là ngố đấy. Đấy các chị nhìn cho em này. Comment vào đây cho em luôn, mã là mã. Lên cho các chị em mình từng màu một nhá. Màu này là màu xanh than rất là đẹp, màu than này. Mã cho em là mã. Này là vừa mới để 89 đấy đúng không? Q85 cho em ạ. Q85 giúp em nha các chị nhá. Q85 là màu này cho các chị luôn, 85.000 một cái. Lưu ý cho em, hàng này các chị mua không có giá tiền chục đâu. Hầu như tất cả các chị em mình mua những dòng này tầm khoảng 106, 108, không có giá dưới, nhưng nhớ từ 60 cân đến 80, 82 cân vẫn mặc thoải mái luôn cho em này. Quần ngố nha các chị nhá. Hàng đại đấy các bác ơi, không phải là hàng bình thường đâu. Chả lại bảo ui dồi ôi chị thấy nó dơ y như này, y như này, nhưng mà hàng nó chỉ đến tầm khoảng 60 cân thôi. Là người ta thường bán cho các chị em mình là 85, 89 nghìn rồi. Đây của em hàng size đại nó tốn vải hơn, nặng nữa chứ. Lên vào đây cho em luôn này. Q85 cho em ạ. 80 cân em bảo thoải mái luôn chị ơi, 82, 83 cân còn đang mặc được cơ. Cho chị Thu Huệ một cái, Đặng Ánh một cái, Hà Lê một cái, Linh bé bé một cái, hai cái cho chị Đỗ Thoan này, Đỗ Thoan 2, Nguyễn Bóng 1, Trần Ninh 1 này. Trần Ninh có, Đặng Diệp một cái, Phương Phương một cái, Lường Miệng một cái, cho chị Vũ Mai Liên một cái, chị Nguyễn Nhung một cái. Nguyễn Nhung có luôn A169, chị Trần Thị Hồng có rồi. Q85 cho chị Nhung Vũ một cái, chị Ánh Tuyết có hai cái, chị Mi Bùi một cái. Mi Bùi có hộp Tư Mật một cái, Thu Lợi Dương một cái, hai cái cho chị Lê Dung một cái, cho chị Trần Bình. Trần Bình có chị Trần Luyên một cái, Tâm Phạm một cái. Tâm Phạm có thêm cái nữa cho chị Phương Phương này. Một thùng khẩu trang cộng với lại Q85 ok chị Dung Văn ạ. Hai cái cho chị Yến Trang, một cái cho Dị Nguyễn, một cái cho Tường Vi, một cái cho Loan Lê này. Cho chị Phương Tho một cái luôn này. Phương Tho có Triệu Vinh Hạnh một cái, Nguyễn Thị Hòa một cái. Trần Bình có rồi ạ, Dị Nguyễn được một cái. Hai chị Dị Nguyễn đều có, Mi Bùi có rồi nhá. 85.000 đồng bao cả giá nhập cho các chị luôn ạ. Hàng này thì các chị yên tâm luôn cho em. Cho chị Khâm Hà một cái. 85.000 chắc các chị chỉ mua được cái hàng đũi thường thôi, chưa mua được đũi xước luôn, chứ đừng nói đây là đũi xước giãn nhá các chị nhá. Cho chị Trần Trang Trần một cái, Thanh Ngọc một cái. Thanh Ngọc có, chị Tiến Hòa một cái, Lê Minh Hạnh một cái, Triệu Vinh Hạnh có rồi, Lê Minh Hạnh có rồi, chị Mai Nguyễn một cái. 60 cân đến 83 cân giúp em, 60 đến 83 cân giúp em ạ. Đẹp lắm các chị ơi. Em nói thật luôn, chưa cái mã quần nào mà mình cảm giác ngon bổ rẻ như thế này luôn cho các chị. Cho chị Phong Nguyễn một cái. Ok, chị Phong Nguyễn có luôn này. Thật sự là ngon bổ rẻ đẹp. Quần trần chun trần cạp hết tồi sướng luôn. Q69 một cái XL cho chị Yến Trang. Ok, chị Triệu Vinh Hạnh là chuyển khoản. Rồi còn Q85 chị nào chưa được nữa, các chị lên comment cho em là Q85 em qua mã nhá. Chị Bùi Tâm đuôi 536, chị nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại vào tin nhắn chị ơi. Cho chị Nguyễn Ngọc một cái. Cho chị Thanh Phương Vi có một cái. Chị Lê Minh Hạnh có rồi ạ. Chị nào chưa được nữa các chị lên cho em là Q85 giúp em nhá. Khẩu trang là 259.000 miễn ship chị ơi. Có được chị lấy một quần với một khẩu trang thì đều là, cứ là có khẩu trang kèm vào đơn khẩu trang là miễn ship. Ok chị Dung Bùi chị chuyển khoản ok bác. Chị Đặng Diệp là có Q85 rồi. Chị nào chưa được Q85 cho chị quay một cái. Quay có luôn, bác Mai Nguyễn có rồi ạ. Chị nào chưa được nữa lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Em qua mã này. Q69 chắc chị cứ dự bị cho S, còn các bạn chốt cho em xe chuyển khoản ok mình này. Q85 mà chị Dương Thị Cần một cái. Q85 là 85.000 luôn chị ơi. Ok, Bảo Ngọc chuyển khoản. Q85 là 85.000 chị nhá. Không dự bị được L của mã Q69 size XL cho chị Hộp Thư Mật kìa. Em không dự bị thêm Q69 đâu ạ.
Rồi còn chị nào mình chưa được ok, một thùng khẩu trang cho bác Lá Triển. Bác Lá Triển có luôn một thùng khẩu trang, đừng ai lên Q69, nó không còn nữa đâu các bác ơi. Q69 là em hết rồi. Cho chị Q69 không còn size M đâu, chị ơi đừng comment. Em chả có dự bị cho ai cả hết nhá các chị nhá. Nên Q69 em còn một XL, ai lấy thì lên comment Q69 kèm size XL thôi. Chứ còn em không bấm dự bị cho ai cả đâu. Ok, chị Đỗ Thoan chuyển khoản này. Q69 đừng comment một size gì khác ngoài size XL ạ. Vì tất cả những size khác đã hết, chỉ còn duy nhất XL. Nên các chị vui lòng đừng comment Q69 đi, comment size S với M bây giờ lấy đâu ra hàng nhá. Nên lưu ý cho em. Rồi qua mã cho các chị này. Q85 mà chị Hương Sinh một cái này, cao giá em hết chị ơi. Hương Sinh có luôn Q85 này. Cho chị em ơi, chiều các bạn ấy chốt khẩu trang chưa? Chị ơi chị xem tin nhắn, nếu như các bạn ấy chốt trong tin nhắn rồi là đóng đơn rồi chị nhá. Nhà em là không tự nhiên gửi hàng đâu, chị cứ xem cho em trong tin nhắn, nếu như đã chốt rồi thì là đóng đơn rồi. Cho chị một báo bộ mẹ. Lên nhanh cho chị luôn bộ mẹ. Khăn mặt là 62.000 10 cái chị ơi. Khăn mặt là mã cho em là khăn mặt 62 nhá. Áo em đang mặc là A1 kèm theo giá 69.000. Mã là A1 kèm giá 69 ạ. Còn cái này lên là khăn mặt là 62.000 10 cái khăn mặt luôn. 62.000 là 10 cái khăn mặt nhá. Rồi lên cho các chị em mình một mã bộ mẹ, comment cho em ủng hoàn đẹp hết, mới toanh luôn rồi các chị. Hoa này mới toanh chưa lần nào bán lẻ đúng không? XL của quần đấy các chị em mình cứ tầm độ 55 cân đến 63 cân của mã Q69. Mặc đẹp các chị em mình muốn mặc đẹp nhất, căng gọi là nó căng nhất thôi các chị em mình thì cứ từ tầm khoảng 56 đến 63 cân cho em. Khăn mặt cho chị An Nguyễn Q85 cho chị Thu Nguyễn này. Thu Nguyễn có rồi, bảo anh cái máy này nó lại như thế rồi. Lại như thế thôi, lại phải chốt đơn bằng cái này. Này một đứa thoát ra cho chị. A1 các chị kèm cho em cả giá 69.000. Bộ mẹ này các chị lên cho em B1 eo hoa mới toanh luôn. 40 cân đến 65, 66 cân cho em. Các cô, các bác, các bà đều đang mặc được 59.000 đồng một bộ. 59.000 đồng một bộ à. Thêm một cái Q69XL cho chị Giang Nguyễn kìa. A169.000 cho chị Hương Sinh kìa. Ok bác Hương Sinh ạ. Cái này lên cho em là B1 kèm theo giá 59.000 cả bộ. Má thôi nó vẫn nháy này em này. Thoát hẳn ra luôn không vào lại. Hẳn, thoát hẳn cả tin box ra xong đấy. Vào lại ngay từ đầu. Lên cho em là B1 kèm theo giá. Ui giời đẹp thế nhờ bộ này. Eo ơi. Nào em ơi để B1 lên cho chị. B1 59.000 cả bộ. Mã cho em là B1 kèm theo giá 59k. B1 kèm giá 59k cho em ạ. Rồi B1 59 cho chị Hào Nguyễn Thúy một bộ này. Cho chị Y Phụng Phạm một này. Nguyễn Kim Tuyến một này. Nguyễn Kim Tuyến có luôn này. Em nhận hai bộ mẹ rất ok. Cảm ơn Quỳnh My nhá. Comment B1 phải kèm cho em cả giá chị ơi. Kèm cả giá, bác Y Phụng Phạm có rồi. Bộ mẹ chờ e bộ nam em có lên được. Em lát em lên cho. Cho chị Hoa Lê một bộ này. Cho chị em Sa một bộ này. Hai cái quần Q85 ok. Chị Nguyễn Thao này. À Nguyễn Thị Thao này. B1 59 cho chị Nguyễn này. Cho Quay Quay một bộ luôn này. Quay Quay có luôn một bộ này. Cho chị Diệu Ngân một bộ này. Diệu Ngân có. Cho chị Hộp Thư Mật một bộ này. Cho chị Đậu Thu Thủy một bộ này. Hai bộ cho chị Liễu Phương này. Hai bộ chị Liễu Phương, một bộ cho Hà Hải Long này. À Liễu Lương có hai bộ nhá, Hà Hải Long có. Cho chị Thu Lợi Dương một bộ, Quỳnh Hương một bộ. Nhận hai bộ mẹ đẹp lắm Giang. Em cảm ơn chị Đồng Thoa, cảm ơn chị nhiều nhá. Cho chị Trần Thị Hồng một bộ này. Ninh La hai bộ kèm giá của Ninh La của chị em ơi. Cho chị Trần Dung một bộ này. Trần Dung có luôn. Cho chị Huyền Nguyễn không giống một bộ. Sao Băng một bộ. Hà Hải Long có rồi. Bác Nguyễn Thị Thao một bộ. Q692 cái XL cho chị Loan Lê kìa. Cho chị Vũ Ngọc Ánh một bộ. Ngọc Diệp một bộ này. Ngọc Diệp có. Cho chị Vũ Mai Liên một bộ. Đặng Diệp một bộ. Đặng Diệp có luôn ạ. Cho chị Hà Mi một bộ. Mi đuôi Hà Mi đuôi 048. Nhắn giúp em địa chỉ với điện thoại và tin nhắn chị ơi. Linh Thơm một bộ này. Hai bộ cho chị Diệu Nguyễn hết hàng luôn ạ. Hết rồi đúng không? Vâng. Hai bộ cho chị Diệu Nguyễn hết này. Dự bị cho chị Trinh Đoàn một bộ nhá. Em hết luôn này. Hết luôn B1 rồi các chị ơi, không còn B1 đâu. Chuẩn bị cho chị bộ nam. Bộ nam xịn mang vào cho chị luôn nhá. Rồi trong lúc đợi bộ nam thì lấy cho chị bàn chải lớn đi, bàn chải luôn. B1 em hết hàng các chị ơi. Khăn mặt là khăn mặt 62, bàn chải đâu? Bàn chải là 35.000 10 cái, các chị lấy các chị comment cho em mã là bàn chải là được. Comment cho em là bàn chải để em bấm tạo đơn nhá. Bàn chải là 35.000 10 cái cho các chị. Hậu Covid cái vấn đề, cái việc đầu tiên các chị nên làm là thay bàn chải cho cả nhà đi. Kéo khăn của em có kéo hẳn nữa lên cho đỡ nóng tóc. Kéo lên là kéo vào tay đấy. Nặng thế có xách được không? Ôi em ơi chưa thấy bàn chải à?
Ôi thì chết rồi, giờ này cầm luôn cho chị bó xuống cái cô bó hết rồi mà. Hay là cái hàng bó cũng đã hết rồi á? Ôi rồi ôi. Ok, bàn chải là 35.000 10 cái. Các chị ơi em chốt nhanh nhá. Bàn chải cho chị An Nguyễn một set, Hào Nguyễn Thúy một set, cho chị Nguyễn Kim Tuyến một set bàn chải, Trần Kim Dung có luôn bàn chải 4. Comment cho em là bàn chải giúp em cho chị Nhai Đoàn bàn chải. Q85 cho chị Giang Hồng một cái quần Q85 này. Comment cho em là bàn chải là 35.000 10 cái, cho chị Linh Tơ một set bàn chải. Comment vào đấy cho em luôn mã là bàn chải cho em nhá các chị nhá. Bàn chải là 35.000 10 cái cho các chị. Hộp thư mật có bàn chải, Trần Thị Hồng có bàn chải này. Cho chị Yến Trang bàn chải, Nguyễn Sinh bàn chải. Nguyễn Sinh có luôn ạ. Cho chị Hoài Dương bàn chải, Thu Nguyễn bàn chải. Bàn chải 35.000 các chị em mình được hẳn 10 cái bàn chải luôn các bác ơi, đẹp lắm. Bàn chải này đợt này về mềm lắm, cái đằng trên của nó mềm cho các chị em mình sướng cực luôn. 35.000 10 cái bàn chải cho các chị nhá. 35.000 10 cái. Chốt nhanh cho em là bàn chải giúp em ạ. Chị Hoài Dương có rồi, cho chị Nhung Vũ có bàn chải, Thu Hoài có bàn chải. Thu Hoài có luôn này, khách đã xả đơn em không chốt đâu ạ. Phong Nguyễn có bàn chải, Hoa Hồng có bàn chải. Thu Nguyễn có rồi chị ơi. Hàng nhà chị chưa bao giờ khiến em thất vọng. Trời ơi, cảm ơn Sen Phạm nha. Cho Dung Nguyễn Thị bàn chải, quay quay bàn chải. Hai set cho chị Viu Anh Sang, bàn chải cho chị Ninh La, bàn chải cho chị Liễu Lương. Ba set bàn chải cho chị Thùy Nguyễn, bàn chải cho chị Sao Băng, bàn chải cho Nguyễn Sang, bàn chải chị Nguyễn Thị Trâm, ok chị chuyển khoản. Hương Nguyễn bàn chải, La Huỳnh bàn chải. Khẩu trang 259 cho chị Loan Lê một thùng. Ok chị Loan Lê này. La Huỳnh có bàn chải rồi. Quần đống sớ năm nay em chưa có luôn chị ạ. Bộ nam 99 đúng rồi, còn đây nay chuẩn bị lên. Dung Nguyễn Thị có bàn chải, bàn chải cộng khăn mặt cho chị Trần Tươi, bàn chải cho Nguyễn Hà Trang, bàn chải cho chị Hồng Phú. Vi Anh Sang có hai set rồi, Kim Huệ có luôn bàn chải. Còn chị nào mình chưa được không ạ, mình lên giúp em là bàn chải cho em nhé. Bàn chải là 35.000 10 cái, thêm một set bàn chải cho chị Nhai Đoàn. Ok bác luôn ạ, chị nào chưa được nó lên giúp em là bàn chải cho em. Sao Băng có rồi, chị Thanh Phương Vi có bàn chải. Thanh Phương Vi có bàn chải nào, cho chị luôn bộ nam đẹp lắm các chị ơi, em nói thật luôn. Bàn chải cho chị Nhung Thường. Ok chị Hương Nguyễn chuyển khoản, ok bác. Bàn chải cho Dịu Nguyễn, bàn chải cho Nhung Lê. Em Sa có bàn chải rồi. Còn bác nào mình chưa được đúng không ạ? Mấy hôm nhận được hàng mình ơi, phải biết ở đâu chứ. Tự nhiên vào hỏi mấy hôm nhận được hàng, em biết chị ở đâu để mà trả lời chị mấy hôm. Bàn chải cộng khăn mặt đó chị Nguyễn Thúy. Ok chị Nguyễn Thúy này. Chứ làm sao mà biết chị ở đâu được. Bàn chải 35 cộng một set khăn mặt 62. Ok chị Vũ Thảo. Ok bác Vũ Thảo này. Còn chị nào mình chưa được nữa, mình lên comment vào đấy cho em là bàn chải để em chuẩn bị lên bộ nam cho các chị em mình luôn ạ. Chuẩn bị lên bộ nam nha các chị ơi. 15 thùng khẩu trang cho Hảo nhé. Rồi còn chị nào mình lấy bàn chải nữa, mình lên comment giúp em là bàn chải cho em. Khăn mặt là 62.000 hẳn 10 cái, không phải 62.000 5 cái mưa khăn mặt đâu chị ơi. Bàn chải là 62.000 10 cái thôi. Nào bác nào chưa chia sẻ nhấn chia sẻ để lên. Bộ mẹ em còn đầy chị ạ, lát em lên cho sẵn mấy nghìn bộ mẹ cơ mà. Bộ nam 99 xịn lắm đấy, em bảo rồi, nhanh cho em. Nay chị nhận 3 cân chè của bà ngoại sâu, em cảm ơn bác Phúc Phạm nha. Ui em nói thật là đẹp lắm. Thật sự luôn. Đây các chị nhìn cho em này. Chốt nhanh giúp em nha các chị nhá. Hàng này người ta đóng hộp cho các chị em mình. MLX đúng không? Vâng ạ. Đóng hộp người ta bán cho các chị em mình toàn gọi là 350, 380 một bộ. 3 size MLXL ạ. M cho các chị em mình từ 50 cân đến 60 cân cho mua cho chồng. Em nói luôn nhá, size này là nhỉnh hơn cho các chị. Tức là 60 cân trở lại mặc cho em size M, 69 cân trở lại mặc cho em size L, và 78 cân trở lại mặc cho em size XL. Bao thoải mái luôn. Quần hai bên túi đều có kéo khóa. Mã cho em là B mấy? B2 ạ. Lên luôn cho em là B99 kèm size đi. B99 kèm size cho em MLXL nhá. Nhớ cho em M cứ 60 cân trở lại, L 69 cân trở lại, XL là 78 cân trở lại. Bao mặc ok luôn. Chất của con này đấy, như các chị em mình. Chị nào chả vào hỏi con bộ 99 không? Chị nào cũng hỏi luôn em nói thật. Chứ không phải là không luôn các bác. Nói đây các chị nhìn cho em đẹp kinh khủng luôn. Siêu mát luôn, khử mùi cho các ông ấy luôn nhá. B99 kèm size ML XL giúp em đẹp nhở. Em nói thật đẹp kinh khủng, em chốt nhanh các chị ơi. Chả không có nhiều hàng đâu. Rồi XL cho chị Dung Anh, L cho Tường Vi, XL cho Nguyễn Kim Tuyến, L cho Y Phụng Phạm, XL cho Bảo Yến, L cho Đào Thu Mận, L cho chị Phạm Thảo, XL cho chị Trần Đánh Tuyết, M cho Giang Hồng, M cho Hoa Lê, M cho Dung Bùi, L cho Nguyễn Hà Trang, M cho Thơm Trần, M cho Phùng Thơm, M cho Võ Thị Thúy,
bàn chải cho công chúa bong bóng kìa. Khẩu trang hai, khẩu trang là 259 thôi. Khẩu trang hôm nay em bán có 259 miễn ship thôi, không phải 265 đâu ạ. À. Rồi B99 kèm size này. B99 kèm size M cho chị Hương Thu, M cho Mai Phương, L cho chị Lê Dung, Phùng Thơm có rồi, Bảo Yến có rồi ạ. L cho chị Hộp Thư Mật, XL cho Nguyễn Liên, M cho Ngọc Ánh, Thơm Trần có rồi nhá. XL cho Ánh Tuyết, M và XL cho Tuyển Min, XL cho Quỳnh My, L cho Vũ Mai Liên, M cho Ngọc Diệp, XL cho Thu Gia, M cho Nguyễn Bóng, M chị Nguyễn Bóng, L cho chị Bình Thuyên, Q85 cộng B99, XL cho chị Quyên Hoàng. Ok chị Quyên Hoàng, hai bộ XL cho chị Thu Lợi Dương. Hết M đúng không? L, L cho chị Nguyễn Minh Lý, XL cho chị Phạm Ngọc. Phạm Ngọc có luôn hết luôn XL à? Còn mấy bộ size L? Còn 2 bộ. L cho chị Bích Diên Thị, một bộ size L này. L em còn một bộ cuối cùng là em hết luôn ạ. Còn duy nhất một bộ size L nhá. Chị nào mình chưa được nữa. L em cho chị Mai Trần một bộ hết hàng. Hết luôn, còn màu nào kiếp cho chị em ơi. Ui dồi ôi, các chị comment còn dài cả cây số mà không còn hàng. Hết 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 luôn B99 các chị ơi, không còn. Hết B99. Nào cho chị tiếp nào. Rồi tiếp theo cho em ạ. Cái này lên cho em là B98 nhá. B98 là màu này, kèm size cũng ML, XL. Không có nhiều chị nào mà chậm tay để em nói thật là hết không. Phân vân cái là hết luôn. Ủa ôi đẹp kinh khủng luôn. Nguyên một con áo này bán cho các chị em mình 160-170 rồi. Nói gì đến cả bộ em bán 98.000. Mã giúp em là B98 kèm size ạ. Bàn chải cho chị Thanh Nga kìa. B99 em hết hàng rồi, lên B98 đi ạ. B98 cũng kèm size ML, XL, eo đẹp đấy nhỉ. Eo mình bán cái này như đọc như bị nhầm giá. 98.000 bộ quần áo. Sợ luôn này. Chốt nhanh cho em B98 kèm size ạ. Bàn chải cho Bảo Yến kìa. Rồi B98 M cho Lê Thị Thuận, L cho Đào Thu Mận, L cho Nguyễn Minh Lý, L cho Hạ Phạm, L cho Nguyễn Hạ Trang, L cho Tường Vi, XL cho Nguyễn Liên, L cho chị Bích Diên Đàm, M cho Quá Khứ Mất Đi, L cho chị Y Phụng Phạm, L cho chị Luân Hiếu, M cho Ngọc Hương, L cho Phong Nguyễn. Phong Nguyễn có luôn này. L và XL cho chị Nguyễn Sang, M cho Phùng Thơm. Phùng Thơm có, L cho chị Lê Hương. Hết L ạ. M cho chị Hương Bóng, M cho Nghĩa Nguyễn, Nghĩa Nguyễn. 98, 60 cân ok chị Đỗ Ngáp bộ size M. Nhớ nhất chị comment 60 cân đấy. M cho chị Trần Ánh Tuyết, M cho chị Thu Đông, M cho chị Quay Quay, XL cho chị Nguyễn Nhung. Chỉ còn M với XL đúng không? Vâng. XL cho chị Nga Sinh, XL cho Bích Ngọc, XL cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương có, không còn L đâu ạ. 3 bộ size M cho em Sa. Vâng, có 1 ạ. Rồi, 2 bộ XL cho chị Phạm Thu, 1 bộ XL cho chị Trần Bình, 1 bộ size M cho Nguyễn Mai. Hết M luôn, em không còn M ạ. XL cho Thùy Nguyễn. Thùy Nguyễn hết luôn hả em bây giờ? Còn ạ. Em còn XL nhớ các chị nhá. Rồi em không dự bị, không dự bị được rồi. Q85 hai cái với dự bị được B98 size L không? Chắc không nhỉ. Ừ thì cho chị Lợi Suki đi. Ok chị Lợi Suki ạ. XL cho Ngọc Lan, XL cho chị Dung Văn. Dung Văn có luôn. XL cho bác Đỗ Thị Gấm, hai bộ XL cho Cốc Cốc. Rồi em hết hàng luôn. Khăn mặt cho chị Hương Nguyễn. Hết hàng các chị ơi. B98 cũng hết luôn. Eo đẹp kinh khủng luôn nhá các chị, sợ thật. Đưa chị bộ mẹ này. Hết, các bác ơi có hàng mà bán đâu. Em thật chứ không có hàng mà bán luôn đấy chứ. Cái đấy mà có thì cả mỗi một size của em bằng 200 bộ. Một màu tầm 600 bộ là em bán hết trong vòng một nốt nhạc ngay. Một màu mà 600 bộ là em bán hết trong vòng một nốt nhạc ngay. Không có hàng mà bán. Cái này các chị lên B mấy? B2 ạ. Lên cho em là B2 kèm giá 60 lạng 59.000 đi. Cái này thì em nói thật là em chưa bán một bộ nào 59. Mã này là chưa bán một bộ nào 59 đâu đúng không? Cái này lên luôn cho em B2 kèm giá 59.000 cho các bà, các mẹ, các cô, các chị, các bác luôn. 40 cân đến 65, 66 cân cho em ok. Bán tặng 59.000 cả bộ. Mã cho em là B2 à? Vâng. B2 kèm giá 59.000 cho em này. Các chị em mình vào các chị chia sẻ lên giúp em nha các chị nhá. Chị nào mà mình chưa chia sẻ thì cho em Giang xin biết chia sẻ được không? Chia sẻ xong rồi comment giúp em là B2 kèm giá 59.000. Bộ này mặc thì không bao giờ biết nhăn biết nhầu đâu. Họa tiết mới toanh của năm nay đấy các bác. À, chị Giang có xịp xịp nam chắc còn hàng, lát em lên, nếu như còn lát em lên cho các chị. Rồi
B259 cho chị Nguyễn Kim Tuyến một bộ, Dung Bùi một bộ này, Huyền Trang một bộ, Thu Nga một bộ. Chị Liễu Lương là có khăn mặt rồi chị ơi. B2 kèm giá 59 cho chị Nhung Vũ một bộ này, Phương Phương một bộ này. Hai bộ cho chị Bảo Hoa, Bảo Hoa kèm giá Bảo Hoa, Bảo Hoa. Khẩu trang 259 cộng với khăn mặt cho chị Đỗ Thị Gấm, ok chị này. Chị Triệu Hiền em cũng thêm giá luôn. Triệu Hiền kèm cho em cả giá B2 đi. Trần Thị Hồng một bộ này, cho Quỳnh Hương một bộ, Ngọc Diệp một bộ, Hà Lê một bộ, Lan Trần một bộ, Nguyễn Minh Lý một bộ. Chị Trần Giang cũng kèm giá cho em, chị Trần Giang một bộ này. Q85 thêm cộng bàn trải, ok chị Trần Luyến. Q69 em chỉ còn nguyên XL ạ. Cho chị Tâm Hằng Minh một bộ này, cho chị Nhai Đoàn một bộ, Bảo Ngọc một bộ này. Bảo Ngọc có hai bộ cho chị Như Đào Thị này, Như Đào Thị hai bộ, Trần Ngọc Ánh một bộ, Hoa Lê một bộ, Quỳnh Hương có rồi, Dung Nguyễn Thị một bộ này, cho chị Liễu Lương một bộ, Hà Thanh một bộ. Khăn mặt cộng bàn trải cho chị Nhung Lê này. Đợt này còn bộ VIP Nam Nhôm trước đang cháy hàng bác ơi nhá. Cho chị nào đây, đừng comment số điện thoại, kèm giá hai bộ cho chị Mai Ngọc này, một bộ cho chị Thùy Vân này. Bảo Ngọc thêm bộ nữa là thành hai bộ à, ok chị. Cho chị Thơm Nguyễn không giấu một bộ, Vũ Ngọc Ánh một bộ, 65 cân mặc bao cho em ok. 65 cân dòng này mà mặc chật em đền thêm cho các chị em mình luôn, yên tâm nha các chị nhá. B2 thêm bộ nữa cho chị Trần Ngọc Ánh này, một bộ cho Nguyễn Huyền này. Thơm Nguyễn có rồi ạ. Ok, Q65XL cho chị, Q69XL cho chị Lường Niệm. Sóc Tomboy nhé cho chị Lường Niệm. Cho chị Ngân Lê có luôn B2 này, Dung Anh một bộ này, Sao Băng có một bộ này, Mai Ngọc có hai rồi. Thêm khăn mặt ok chị Dung Nguyễn Thị luôn này. Cho chị Duyên Trần một bộ này, Như Đào Thị có hai bộ rồi. Cái này các chị em mình bóp đi một cốc trà sữa đi. Cho chị Phong Nguyễn một bộ, em nói thật cốc trà sữa mà to to, size to là 59.000 các chị còn không mua được. Nhưng các chị em mình mua một bộ này về tặng mẹ cho em. Mẹ đẻ một bộ, mẹ chồng một bộ. Lên kèm cho em cả giá, chị ơi Ngân Lê có rồi, Nguyễn Hà Trang có rồi. Cho chị Ngọc Bảo Trâm một bộ này. Lên cho em là B2 phải kèm cho em cả giá 59.000 chị ơi. Kèm cho em cả giá, chị Khoa Nguyễn kèm giá thì em ơi, Khoa Nguyễn hai bộ. Huyền Anh kèm luôn giá đi. Khoa Nguyễn hai bộ này. Còn chị nào chưa được cho chị Ánh Thơm một bộ này. Ánh Thơm có luôn một bộ ạ. Cho chị Nguyệt Nguyệt một bộ này. Nguyệt Nguyệt có luôn này. Mã cho em là B2 kèm giá 59.000 cho em ạ. 40 cân đến 65, 66 cân các cô, các bác, các bà vẫn mặc được. Quần của em là quần qua đầu gối đấy các chị nhá. Quần qua đầu gối đây các bác nhìn này. Quá đẹp luôn cho các chị luôn. Thùy Nguyễn có rồi, Khoa Nguyễn có hai bộ rồi ạ. Khoa Nguyễn là chị mới bấm bên trên luôn. 40 cân đến 65, 66 cân thoải mái. Cho bác Huyền Nguyễn không rõ một bộ này. Huyền Nguyễn không rõ một bộ, khách mà đã xả đơn là em không chốt nữa đâu chị ơi. Cho chị Hoan Nguyễn một bộ này, Hải Yến Nhật Hoàng một bộ này, Nguyễn Ngọc một bộ này, ba bộ nhập vào đây này. Sao Băng có rồi ạ. Hải Yến Nhật Hoàng có rồi, khách đã xả đơn là em không chốt nữa bác ơi. Rồi còn chị nào chưa được nữa. Nguyệt Nguyệt có rồi, Phạm Quyên một bộ. Khẩu trang 259 cho chị Nguyễn Thị Thao rồi. Ok bác Nguyễn Thị Thao, khẩu trang là 259.000 một thùng 300 cái và được hỗ trợ miễn ship luôn đấy ạ. B99 em hết hàng chị gái ơi. B259 cho chị Phạm Lành này, cho Hà My một bộ này. Hà My nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn chị ơi. Cho chị Phạm Phương Chi một bộ này hết chưa? Phạm Phương Chi có luôn một bộ này. Khăn mặt cộng bàn trải cho chị Đỗ Xuyến này. Bàn trải là 35.000 10 cái. Khăn mặt là 62, mã là khăn mặt 62. B259 cho chị Linh Tơm một bộ này. Rồi còn bác nào chưa được nữa các bác lên giúp em nha. Em qua mã chị nào mình mới vào mình cho em xin nút chia sẻ. Mới vào cho em xin nút chia sẻ để 300 người chia sẻ là em quay số nhá các chị nhá. B259 cho bác Bùi Hảo này. Ok bác Bùi Hảo có luôn một bộ, em qua mã nha mọi người. Cho chị Thanh Tâm một bộ này. Ok chị Thanh Tâm có luôn ạ. Còn chị nào chưa được, khăn mặt cho chị Dung Nguyễn Thị có rồi bác ơi này. Cho chị còn cái quần u mì của Nam mang cho chị luôn. Quần u mì nhá. Khẩu trang có đi kèm các thứ khác bác ơi. Khẩu trang tối nay có đi kèm chị nhá. Mai chắc toàn đơn đóng đơn to. Cho chị quần chip đây chị bán tri ân. Áo em mặc là A1. À thôi từ từ từ, quần chip đi cho chị luôn áo. Dây đen rồi, chị mang chị màu đen này. À trong thôi chờ lúc màu lên màu đen đưa chị luôn quần nam của chị lên. Bàn trải chị Thanh Ngọc có rồi bác bàn, bác Thanh Ngọc ơi. Nào cho chị luôn quần nam. Đây là quần u mì của Nam, phân size cho chị nhé. X2, X3X đúng không? Phân size rồi đi. Cái này thì không có nhiều đâu. 89.95.000 còn chả phải nghĩ ngợi cơ. Cái này các chị lên cho em luôn, em nói luôn em bán con này đẹp lắm luôn. Sóc u mì của Nam đây, các chị thấy người ta đang bán 99.000 một quần. 99.000 còn 89.000 toàn chất pony thôi.
Đây em bán cho các chị em mình, cái này rẻ nhất 99.000, em bán cho các chị em mình tối nay là 87.000 một cái nhá. 87.000 trừ luôn một cái này chị để cho anh luôn em nhá. Hôm trước ông ấy không biết ông vừa mua một cái 180. Thật sự luôn với các chị em mình là quần này là bao cả giá luôn này. Có 3 size cho các chị em mình, XL, 2XL và 3XL. XL là từ tầm khoảng 48 cân đến 58 cân. 2XL từ trên 58 đến 65, 66 cân cho em. 3XL là từ tầm khoảng 60 trên 66 đến tầm 75, 76 cân giúp em. B259 cho chị Vũ Thị Hạnh nhỉ. Khăn mặt với bàn chải cho chị Bảo Thoa, Bảo Thoa. A169 cho chị Hương Nguyễn. Bàn chải là 35.000 thôi chị ơi. Cái này các chị lên cho em luôn là Q87 kèm theo size nhá. Q87 kèm theo XL, 2XL và 3XL. 48 đến 58 cân mặc cho em XL. Từ trên 58 đến 66 cân mặc cho em size 2XL. 67 đến 75, 76 cân mặc cho em size 3XL. Comment vào đấy cho em là Q87 kèm size nhá. Hai bên túi quần kéo khóa, túi sau kéo khóa chuẩn cho các chị em mình là mì cao cấp. Em bán 87.000 em để một cái cho chồng em mặc luôn này. Đẹp lắm luôn đấy. Q87 kèm size ạ. XL cho chị Nguyễn Hà Trang. Chị Nguyễn Thị Thao là có khẩu trang rồi chị ơi. 3XL cho chị Thu Nguyễn, 3XL cho Bảo Yến, XL cho Mai Phương, XL cho Huyền Trang, 3XL cho Trần Tươi, XL cho chị Mai Tôm. Chị Hương Nguyễn có khăn mặt với A69 rồi, A1 rồi. Hai cái XL cho chị Thùy Vân. Một cái XL cho chị Hồng Thủy. 3XL cho chị Trần Bình, XL cho chị Ánh Tuyết, 2XL cho chị Hạ Phạm, 2XL cho Phạm Thảo, 2XL cho chị Đào Phượng, 2XL cho Tuyển Min, XL cho Hương Bóng, 3XL cho Vũ Mai Liên. Q87 nhỏ nhất là XL. XL là từ 48 đến 58, 2XL từ trên 58 đến 66 cân, 3XL từ 67 đến 75, 76 cân cho em ạ. Q87 2XL cho chị Phong Nguyễn, 2X cộng 3X cho chị Nguyễn Kim Tuyến. Mai Tôm có rồi mình ơi, 2X cho Đỗ Ngọc Anh Thư. Giang ơi đổi cho chị XL, đổi cho chị Nguyễn Hà Trang, comment lại giúp em đi. XL cho chị Nguyễn Nhung, 3X cho chị Linh Bé Bé, 3X cho Phương Phương, XL cho Thanh Huyền. Mai Tôm có rồi ạ. 2 cái XL cho Nguyễn Thanh Thủy, 1 cái 2X cho chị Diệp Nguyễn, XL cho chị Đức Trinh, XL cho Dung Nguyễn Thị, XL cho Ngọc Diệp, bàn chải cho Khoa Nguyễn, 3XL cho Lan Anh Phạm, 2XL cho Thơm Nguyễn, 2XL cho Đỗ Thúy, thêm 1 cái Q85 cho chị Tiến Hòa, 2XL cho chị Hân Hà, 3XL cho chị Thu Gia, 2 cái 3X cho chị Lan Trần, 1 cái 2X cho chị Nga Sinh. Nga Sinh có 1 cái XL cho chị Hương Henley. Đỗ Ngọc Anh Thư có rồi. Bàn chải 35 cộng khăn mặt 62 cho chị Khương Hải Linh Trúc, ok bác. 2XL dạ, vâng ok chị. Thêm thế là thành 2XL, còn lại cái XL để lại. Để ra ok chị Nguyễn Hà Trang ạ. 2XL cho chị Ngọc Lý, 3XL cho chị Lường Niệm, 2XL cho Lê Minh Hạnh, XL cho Thu Trang, 3XL cho chị Đào Phượng có. Nguyễn Kim Tuyến có rồi. 3XL cho Linh Nga, 2 cái XL cho chị Như Đào Thị, 3XL cho Nguyễn Sang, 2XL cho chị Hường Hường, 2XL cho chị Hương Sinh, XL cho Hồng Phú, 2XL cho Hân Hà, XL chị Thanh Huyền có rồi, 2XL cho Hoài Vũ. Còn chị nào chưa được không ạ? Chị nào chưa được nói mình lên comment cho em nhé. Lan Anh Phạm có rồi, XL cho chị Huệ Kim, XL và 3XL cho chị Bình Thuyên. Chị Hương Nguyễn có khăn mặt rồi, không cần comment lại chị ơi. Chị nào chưa được đâu ạ? Các chị lên comment rõ vào đây cho em là Q87 kèm size cho em nhé. XL, 2XL và 3XL. Chị Huệ Kim có rồi, Hoài Vũ có rồi. Trúc Thảo Hoàng, 2 cái XL cho chị Trúc Thảo Hoàng. Trúc Thảo Hoàng là 2 chiếc XL. Rồi còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment cho em. Q87 kèm size nhé, không còn mã khác đâu chị ơi. Quần u mì 2 cái XL cho em xa. Trúc Thảo Hoàng có rồi. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment cho em qua mã nha các chị nhá. Các chị em mình không nghe kỹ, các chị tự ý comment, các chị đòi đổi nọ đổi kia em xả luôn cả đơn đấy, em nói luôn. Em bàn chải 35 cho Mai Nguyễn này, vì em đọc rất là rõ ràng là chị Dung Văn có 3X rồi. 2XL cho chị Trần Ninh, 2XL cho chị Hà Lê. Còn chị nào mình chưa được nữa mình lên comment giúp em nhá. 3XL cho chị Thanh Ngọc, 3XL chị Thanh Ngọc này. XL còn hết rồi. XL em hết hàng, em không còn nữa nha. Các chị thấy không báo hết à? Ồ. Cái đấy chị để cho anh rồi gì? Ồ, chị để cho anh rồi, còn đâu nữa mà còn nữa. Một thùng khẩu trang cho chị Huệ Kim, ok chị. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên comment này. Khách lòng hoàng xả luôn cả đơn em nhé. Không cần phải nghĩ luôn, không cần phải tiếc luôn. Những khách mà không tôn trọng cái mồ hôi công sức của người khác, xong rồi cứ cố tình đặt xong rồi ối rồi sai nọ, ối rồi sai kia, nghe tai nọ bỏ tai kia.
những người mua hàng như thế thì không cần thiết luôn, em nói luôn. 2XL cho chị Nguyễn Thúy một cái, 2 cái 3X cho chị Tuyết Nguyễn, 2 cái 3X cho chị Tuyết Nguyễn này. Chị Huệ Kim là có một thùng khẩu trang rồi chị ơi. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment vào đấy cho em. Em hết mất XL rồi, em chỉ còn 2X với cả 3X thôi các chị. Không còn dung dịch dùng thử đâu bác ơi, dùng thử em cũng hết hàng. 2XL cho chị Đỗ Thị Gấm. Ok bác Đỗ Thị Gấm, em chỉ còn có 2X với cả 3X thôi nha các chị nhá. 58 cân mặc XL thôi chị ơi. Chồng em mặc 61 cân nhưng em vẫn để XL này. 61 cân em vẫn để XL vì là kiểu nhiều khi là chồng các chị em mình thì thích mặc thoải mái, nhưng chồng em thì thích mặc nó kiểu ôm ôm tí. Chồng em là cao 1m71-72 nên nặng 61 cân có dư, hôm nay vừa cân xong. Nhưng mà em vẫn để cho ông ấy size XL thôi, không được nhặt cái này ra đâu nhá. Tí nó mang lên trên nhà cho chồng em mặc luôn. Đấy, tại vì rằng là nó là chất u mì, co giãn thoải mái vào đấy cho em. Khăn mặt cho chị Hường Hường một set khăn mặt này. Là còn mấy set khăn mặt nữa em nhỉ? Khăn mặt vẫn còn đúng không? Để ý đấy nhá. Khẩu trang là 259.000 một thùng 300 cái miễn ship. Hàng chuẩn xịn đét cho các chị em mình luôn. Không phải hàng vơ vẩn cho các bác mình đâu. Cho chị áo chị mặc luôn này. Q87L là size gì à chị? Q87 nhỏ nhất là XL nhưng hết hàng rồi. Q87 chỉ còn 2X và 3X thôi ạ. 2X từ tầm độ 59 cân đến 66 cân cho em. 3X từ 67 đến 76 cân cho em cơ. 2 cái 2X cho chị Đào Thu Mận nhỉ. Khẩu trang là 259 một thùng 300 cái chị ơi. Để công khai cả giá rồi vào fanpage cho em đi các chị nhá. Ui đẹp dã man luôn cho các chị luôn. Thêm mã nào cũng phải có mã chị ơi. Một set khăn mặt cho chị Đào Như Thị. Khẩu trang cho bác Nguyễn Bống. Khẩu trang cho bác Nguyễn Bống này. Một thùng khẩu trang cho bác Dung Bùi. Ok bác Dung Bùi. 3 cái 3X cho chị Trang Thùy. Một thùng khẩu trang cho chị Đào Phượng. Bác Dung Bùi có rồi. Ok chị Trúc Thảo Hoàng chuyển khoản. Một thùng khẩu trang cho chị Bền Phạm. Một thùng khẩu trang cho bác Khánh Bình. Đồng hồ còn không em? Đồng hồ có còn cái nào không? Ok chị Hường Hường chuyển khoản. Đồng hồ em hết hàng các chị ơi. Đây cái này các chị em mình lên comment nhanh luôn giúp em nha các bác nhá. Áo như em đang mặc luôn, có đệm ngực bút ngực. Cái này các chị em mình 38 cân đến 60 cân các chị mặc ok đi. 38 cân đến 60 cân như em đang mặc cái này các chị này. Comment vào đây cho em luôn là mặc A mấy em ơi. A2 em bán tặng cho các chị em mình 39.000 một cái. Một thùng khẩu trang cho Trần Trần Thư. Ok chị Thu Huệ chuyển khoản. Thêm 2 cái 3XL của Q87 còn không em? Thêm 2 cái 3XL còn không? Ok cho chị Ánh Tuyết. Cái này lên cho em là A2 kèm theo giá 39.000 nhá. Có đệm ngực múc ngực luôn. Hàng này thì mặc cho em quanh năm suốt tháng 4 mùa. Để lên cho chị em ơi. Ok chị Quỳnh Hương cũng chuyển khoản. Rồi A2 cho em ạ. A2 39 cho chị Đỗ Phượng này. A2 39 cho Lại Thị Lan một cái. Cho chị Đặng Diệp một cái. Kèm giá cho em nhé. Cho Bảo Yến một cái. Đỗ Phượng có rồi, Bảo Yến có rồi ạ. Cho chị Hổ Con một cái. Bàn Trải cho chị Loan Hồng này. Cho Hoàng Long một cái. Cho Ân Hà một cái. Nhật Đào một cái. Nhật Đào có cho chị Diệu Hoa một cái. Bé Còi một cái. Kèm giá cho em ạ. 2 cái cho chị Cúc Hoàng. Một cái cho Trần Ninh. Một cái cho Hương Phạm. Một cái cho chị Hà My. A2 đúng không, chuẩn không? Thêm cái nữa chị Đỗ Phượng là 2 cái. Ngân Lê một cái. Cho chị Vũ Mai Liên một cái. Cho chị Khánh Huệ một cái. Diệu Hoa có rồi, Phạm Thu một cái. Cho chị Nguyễn Kim Xuyến một cái. Làm gì có Q89 đâu. À Q98 đâu, không có Q98 đâu chị ơi. Nga Sinh đã được đọc tên để nhắn địa chỉ của điện thoại và tin nhắn đấy chị nhá. 2 cái cho chị Quỳnh Đỗ này. 1 cái cho Đỗ Ngọc Anh Thư này. 1 cái cho Nguyễn Minh Lý này. Nguyễn Minh Lý có luôn ạ. Cho chị Như Tình một cái này. 2 cái cho chị Dung Nguyễn Thị này. 5 cái cho chị Bảo Thoa, Bảo Thoa này. 4 này, 5 cái cho Bảo Thoa, Bảo Thoa. 1 cái cho Khương Hải Linh Trúc này. 1 cái cho chị Thơm Nguyễn này. 1 set khăn mặt ok chị Lê Dung ạ. Nguyễn Minh Lý có A2 rồi. Bàn Trải cho chị Khánh Huệ. Cái này lên comment. Chị Diệu Hoa có A2 rồi.
Khánh Huệ có rồi nhá chị nhá, chị nào mình chưa được Phạm Thu cũng có rồi. Dạ vâng, ok chị Hoàng Long, chị nào chưa được các chị lên comment giúp em. Là A2 kèm theo giá 39.000 cho em. A2 kèm giá 39. Ok chị Trần Dung chuyển khoản. Bác nào chưa được nữa các bác lên comment cho em. Hai set bàn chải cho chị Lina Hoàng. À, báo tin nhắn mình chuyển khoản. Ok chị Hoàng Long ạ. A2 là áo em đang mặc đây bác này, áo dây em đang mặc. Kèm theo giá 39.000. Ok bác Quỳnh Đỗ đang trong danh sách khách chuyển khoản rồi. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em nhé. Có đệm ngực mút ngực cho các bác luôn này. Này em ơi. Còn chị nào chưa được các chị lên comment em qua mã cho các bác này. A239 cho chị Tuyết Nhung một cái. Ok chị Tuyết Nhung này. Diệu Hoa chuyển khoản. Ok bác này cho chị một set bàn chải cho chị Dung Thùy. Dây gì em cũng hết chị ơi, em không còn dây gì đâu bác ơi. Em còn mỗi một mã dây trơn thôi. Quay chị cái quạt dịch vào trong. Ok bác Nhật Đào cũng chuyển khoản này. Lan Anh Phạm đang trong danh sách khách chuyển khoản. A239 nó chị Hà Mai Cúc một cái kìa. Ok chị Hà Mai Cúc, bác Đỗ Thị Gấm cũng trong danh sách khách chuyển khoản rồi. Ok chị Quyên Hoàng cũng chuyển khoản này. Ngọc Anh, cái này rẻ mấy em ơi? Cái này các chị lên comment giúp em là rẻ 5 cho em này. Rẻ 5 nhá, 40 cân đến 65 cân cho em. Chỗ này là theo kèm giá 37.000. Thêm cái A2 nữa cho chị Tuyết Nhung là hai cái. Ok bác, cái cho em là rẻ 5 kèm theo giá. Bao tiền đấy chị Quyên? 37 ạ. 37.000 cho các chị em mình luôn ạ. Mã cho em là rẻ 5 kèm theo giá 37.000 nhá. Ok chị Nguyễn Minh Lý cũng chuyển khoản. Thuốc ngứa hình như em hết hàng. Vâng bác ơi, bác chỉ lấy hai cái A2 thôi chứ mấy cái bác. Nào đến đây chị em ơi. Comment cho em rẻ 5 kèm giá 37.000 cho các chị luôn, mặc sướng lắm. Cho chị Nguyễn Minh Lý một cái, cho chị Kem Bông một cái, Bình Thuyên một cái, Bùi Hảo một cái, Thanh Hồng một cái, Khoa Nguyễn một cái. Khoa Nguyễn có chị Thanh Hà một cái, Nguyễn Hà Trang một cái. Nguyễn Hà Trang có 40 cân đến 65 cân cho em thoải mái. Hai cái cho chị Nguyệt Nguyệt, 37.000 một cái các chị gái ơi. Kèm giá cho em ạ, cho chị Nguyễn Thúy một cái, Giang Nguyễn một cái, Ánh Tuyết một cái. Ánh Tuyết có chị Nguyễn Huyền một cái, Nga Sinh một cái, Thanh Huyền một cái, Nhung Thường một cái. Cho chị Trương Thị Thế Mỹ một cái. Cho chị Trần Tươi một cái. Tuyết Nhung có hai cái A2 rồi. Cho chị Quỳnh Cun một cái, Thu Lợi Dương một cái, Trần Thị Trâm một cái. Hai cái cho em Sa. Em Sa hai cái, Nga Phương một cái, Ngọc Lý một cái. Ngọc Lý một cái, Phạm Thu một cái, Dung Văn một cái. Cho chị La Sơn Bình An một cái, Hoa Hồng một cái. Kèm giá cho em chị ơi, chị Trần Bình có rồi ạ. Hai cái cho chị Linh Bé Bé, một cái cho Vũ Ngọc Ánh, một cái cho Lê Dung. Lê Dung có cho chị Vũ Thảo một cái, Nguyễn Ngọc một cái. Cho chị Huyền Nguyễn Công Dấu một cái. Cho Linh Tơn một cái. Ok chị Nga Sinh chuyển khoản. A239 cho chị Hương Nguyễn đuôi 181. Nhắn cho em địa chỉ điện thoại vào tin nhắn chị ơi. Linh Nga một cái, Ánh Thơm một cái. Em Sa có hai rồi. Hai cái cho chị Hoài Dương, chị chuyển khoản. Ok bác. Cho chị Trang Vũ một cái có 37.000 thôi ạ. Cho chị Trần Hiền một cái. A2 cho chị Nguyễn Xuân là hai chiếc thì ok chị. Quỳnh Đỗ một cái, Nguyễn Thị Hòa một cái. Rồi rẻ 537 cộng một set bàn chải cho chị Đoan Hồng là hết luôn. Ok bác luôn này. Cho chị má này đi, thanh lý lỗ lòi pha luôn. Cái này các chị lên A mấy em ơi? A3. Cái này các chị lên luôn cho em là A3. Kèm theo giá 69-65.000 cho các chị luôn. Nhớ cho em đây là chất cốt tông non ạ. Hàng này các chị em mình mua nếu như rẻ thì em cũng bán cho các chị em mình 78-79.000. Đây em bán luôn cho các chị 65 nhé. Cái này kể cả các chị mua cho con, các chị từ 35 cân đến 60 cân cho em vẫn mặc được. Nó là cốt tông non tay lỡ, 35 cân đã mặc được đến 60 cân cho em vẫn ok luôn. Mã cho em là A3 kèm giá 65.000. Rẻ 3 em hết hàng, ok chị Nghĩa Nguyễn chuyển khoản. Cái này các chị lên comment vào đây cho em này. Đọc xong quên mất mã gì rồi. A3 kèm theo giá 65.000 cho em nhá các chị nhá. Sợ luôn con này đấy, con này cũng bị phải vía. Giá này là lỗ lòi pha hết cả. A3 kèm giá 65.000 cho em các bác ơi.
A3 kèm giá 65 này. Ok, cho chị hổ con một cái. Kèm giá cho em ạ, tuyển min một cái, cốc cốc một cái. Cốc cốc có luôn này. Kèm giá, đừng kèm số điện thoại trên line làm gì chị ơi. Cho chị Hương Helly một cái, Bình Thuyên có một thùng khẩu trang cho chị Trần Ngọc Ánh này. Lên cho em là A3 kèm theo giá 65k nhé. Cho chị Quỳnh Hương một cái, Thanh Ngọc một cái, La Sơn Bình An một cái. Cho chị Hương Sinh một cái, Ngân Lê một cái, Lại Thị Lan một cái, Nguyễn Yên một cái, Thu Lợi Dương một cái, Linh Bé Bé một cái, Cúc Hoàng một cái. Ok, chị Cúc Hoàng có Nhu Đào Thị một cái, Hương Sinh có rồi, mình ơi, Nguyễn Yên có rồi, Bác Tạ Ngọc Anh một cái, Quỳnh Hương có rồi ạ, Mai Nguyễn một cái, chị Bình Thuyên có rồi, khẩu trang cho chị Hà Hợp. Ok, chị Hà Hợp này, cho chị Thơm Nguyễn một cái, Ánh Tuyết một cái, Quỳnh Hương có rồi, bác ơi, chị Quỳnh Hương chuyển khoản. Cái này lên cho em là A3 kèm giá 65.000. Cho chị Xanh Bơ một cái, lộ lòi luôn đấy con này, chất đẹp kinh khủng. Cho chị Nguyễn Xuân một cái. Các chị mua em này về lại bảo ui thôi biết thế này, mua vài cái luôn vì chất nó đẹp quá. Cốt tông non luôn, cho chị Hoa Hồng một cái. Cho chị Tuyên Lê một cái, cốt tông non đấy các chị, không phải cốt tông thường đâu. Chị Nguyễn Hà Trang có một, chị Nhu Đào Thị có một rồi chị ơi. Nhu Đào Thị có rồi, chị nào chưa được nữa lên cho em là A3 kèm giá 65.000 nhá. A3 kèm giá 65. Bác Nguyễn Hà Trang em đọc rồi mà. Bác Nguyễn Hà Trang là em đã đọc rồi bác ơi. Chị nào chưa được các chị lên comment em lên thêm chút nữa để em nghỉ đây các chị ơi, nay mệt quá. Đẹp lắm luôn cho các bác này. Comment vào đấy cho em là A3 kèm giá 65.000. Xong chuẩn bị cho chị một mã bộ nam nữa nhá, chị lên thêm một mã bộ nam nữa đi. Cho chị màu đen đi, bộ nam màu đen đi. Bộ nam màu đen 99.000, các chị lên cho em là mã B mấy em ơi? B3 kèm theo giá 99.000, xong kèm theo size MLXL nha các chị nhá. A3 cho chị Khoa Nguyễn một cái, B3. Vâng ạ. B3 kèm theo giá, kèm theo size ạ. Đây các chị nhìn cho em nói thật là đẹp kinh khủng luôn. 60 cân trở lại mặc M, 67-68 cân trở lại mặc cho em gọi là size L cho em. 78 cân trở lại vẫn mặc XL thoải mái luôn. 69 cân mặc XL nó chỉ gọi là ôm thôi chứ chưa sợ chật đâu nha các chị nhá. Lên cho em là B3 kèm theo giá 99.000 xong kèm theo size ML, XL cho em. Bộ này em không quảng cáo thêm. Hai bên túi quần đều có kéo khóa eo đẹp kinh khủng luôn, sợ thật cầm một cái bộ. Đẹp lắm các chị ơi. Mê mẩn luôn ạ. À. Nếu như các chị em mình mà kiểu chồng các chị mà muốn mặc thoải mái thì cứ tầm độ 59 cân trở lại mình cho mặc M. Còn nếu như mà chồng kiểu trẻ trung muốn mặc ôm thì 60 cân vẫn mặc M ok hết luôn. Lên cho em B3 kèm giá 99k kèm size. Rồi size M cho chị Hoài Dương, XL cho Tuyết Nhung. Thêm một cái Q85 cho chị Đặng Diệp là tổng 3 ok chị. M cho Thơm Trần, XL cho Bích Ngọc, XL cho chị Thu Lợi Dương, M cho Như Tình, M cho Lợi Suki, M cho chị Mai Phương, L cho Bền Phạm, M cho chị Nghĩa Nguyễn. Một thùng khẩu trang chị Tuyên Lê ok chị. Size M cho Hương Henley, L cho Huyền Nguyễn, L cho Trang Trần kèm giá đi chị Trang Trần ơi, L cho Hoài Vũ, XL cho Quỳnh Hương. Một thùng khẩu trang cho chị Kiều Thu, XL cho chị Quyên Hoàng, XL cho chị Ánh Tuyết, L cho em Sa, không nhập ấy. M cho Thanh Huyền, M cho Khoa Nguyễn, XL cho Nguyễn Kim Tuyến, XL cho Thảo Lê, L cho Nguyễn Thúy, Mai Phương có rồi, L cho chị Bình Thuyên, L cho Hương Sinh, M cho Ngân Lê, XL cho chị Diệu Ngân, L cho chị Thanh Ngọc, XL cho Hiếu Yến là Bảo Yến, là chị Bảo Yến kia chị dùng một nick thôi đi chị, chứ không mai chốt các bạn lại chốt thành hai đơn đấy. XL cho chị Phạm Quyên, XL cho chị Nguyễn Liên, M cho chị Nguyễn Xuân, XL cho Trần Giang, L cho Linh Bé Bé, XL cho Quỳnh My, XL cho Phạm Ngọc, M cộng XL cho chị Dung Văn. Một thùng khẩu trang cộng một set bàn chải ok chị Nguyễn Huyền. XL cho chị Tâm Lê, XL cho Hoan Nguyễn, XL cho Nguyễn Thị Thao, kèm cả giá cho em M cho Dung Nguyễn Thị. Hai bộ XL cho chị Lam Hoàng. Một set khăn mặt ok chị Bền Phạm, chị Lợi Suki chuyển khoản ok bác. B3 kèm giá 99.000 kèm theo size, M cho chị Lê Minh Hạnh, L cho chị Nhung Thường, B3 nha các chị nhá. B3 kèm theo giá 99k kèm theo size cho em ạ. À. Kèm size ML, XL cho các bác mình. Em đẹp dã man luôn bộ này.
M cho chị Nguyễn, chị Nguyễn Huyền kèm cả giá đấy chị ơi, không kèm giá không lên được đâu. Nhung thường có rồi bác ơi. XL cho chị Trần Tươi. Ok chị Nguyễn Huyền một bộ size M. Nguyễn Huyền M này. Ok chị Hoan Nguyễn chuyển khoản này. A2 hai cái cộng với B3 99K size L cho chị Trịnh Oanh. Q8 là một Q, làm gì có Q8 nào kèm size hả chị Nguyễn à, chị comment linh tinh rồi. Size M cho Linh Tơ một bộ. XL cho chị Triệu Hiền. Nhung thường có rồi chị ơi. Bảo lên lấy cho chị một cốc nước ấm. XL cho chị Tuyết Nguyễn. Ok chị Tuyết Nguyễn này, ok Quỳnh My chuyển khoản. Bác nào chưa được nó lên cho em B3 nhá. L Thơm Nguyễn thì như có L rồi đấy, Thơm Nguyễn cứ thả một bộ L đấy mày. Rồi còn chị nào chưa được lên B3 kèm giá 99.000 kèm theo size. Chị Huyền Nguyễn không giấu là có M rồi chị ơi. Bàn trải là 35.000 10 cái. Bàn trải đợt này thiết kế khác một chút xíu cho các chị. À, khăn tắm còn không? Ok chị Hoài Vũ chuyển khoản. L cho Nguyễn Hà Trang. Xem chị tin nhắn Nguyễn Hà Trang luôn. Không em có lên Phong Nam đâu chị, em chả bảo em lên Phong Nam lúc nào cả. Cho chị xem còn bao nhiêu cái khăn tắm. 75 cái ạ. Khăn tắm em còn 75 cái, nhấc ra đây em ơi, nhanh. XL là tầm độ 78 cân trở lại vẫn mặc ok đấy chị ơi, đẹp đẹp từ 69 đến 78 cân. Cái này lên comment vào đây cho em, lúc nãy đặt L giờ thêm M. À chị Huyền Nguyễn thế cả L cả M, ok bác. Chị biết thành sang là khách cũ chuyển khoản. Rồi cái này lên comment cho em luôn là khăn tắm nhá, 39.000 một cái, còn 75 cái à? Vâng. Em còn 75 cái khăn tắm nữa là em hết thôi. Size L cho chị Triệu Vinh Hạnh một bộ. Khăn tắm hai cái cho chị Hồng Thủy. Lên giúp em khăn tắm kèm số lượng. Bàn trải cho chị Thơm Trần. Bộ mẹ em lên mấy mã rồi đợi lát em còn em lướt lại cho. Comment giúp em khăn tắm, không những làm khăn bám tắm vừa làm chăn đắp cho bé cho trẻ nhà các chị. Khăn ủng cho bé luôn. Từ trẻ sơ sinh đến người già, khăn tắm 3 chiếc cho chị Tô Hường. Mã giúp em là khăn tắm kèm số lượng cho em ạ. Khăn tắm một cái cho chị Giang Hồng. Dùng sướng lắm luôn. Lên cho em khăn tắm kèm số lượng nhé, 39.000 một cái. Hai cái các chị hai màu. Ui dồi ôi bác ơi, giày dép chịu thôi, đi mãi chẳng bung keo như hàng chợ em ạ, bác Phúc Phạm. Khổ ba cái khăn tắm cho chị Âu Thị Tân, nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Chị ơi đừng comment số điện thoại trên này nhé. Một khăn tắm mà chị Triệu Hiền. Em bảo rồi, giày dép em mở bán toàn hàng xịn thôi, nhưng có cái chả có hàng mà bán ấy. Kiểu hàng nó hiếm. Hai cái khăn tắm mà chị ngày ấy. Ngày ấy có hai cái khăn tắm, quần tôm voi không còn đâu. Như Đào Thị có luôn khăn tắm. Cho chị Thảo Hiền một cái khăn tắm. Ngày ấy có hai rồi, cho chị Kiều Thu một cái khăn tắm. Bác Kiều Thu có khăn tắm này, cho chị Vi Oanh Sang khăn tắm. Ok chị Triệu Vinh Hạnh, khăn tắm cho Siêm Em một cái. Ok Siêm Em này. Dạ được, ok chị đặt khẩu trang kèm đơn thoải mái bác ơi. B399.000 size L cho chị Quang Đức Kiều Trinh. Ngày ấy là có hai chiếc khăn tắm rồi. B399.000 size M cho chị Bùi Hảo. Vi Oanh Sang có một cái khăn tắm rồi nhá mình nhá. Giờ còn chị nào chưa được khăn tắm, các chị lên giúp em khăn tắm. Còn bao nhiêu set chip nữa cho chị nói em ơi. Hai cái khăn tắm chị Dung Nguyễn Thị có. Còn chị nào mình lấy khăn tắm nữa, mình lên giúp em khăn tắm cho em. Cho chị Hồng Phú một cái khăn tắm. Nhớ cho chị khăn tắm xuống luôn. Chị nào chưa được nữa các chị em mình lên cho em là khăn tắm. Đây quần chip này. Quần chip mã là C109. 109.000 10 cái quần chip luôn cho các chị luôn. Còn nhiều không anh? Còn mấy bao nữa? Lên cho em là C109 nha các chị. 40 cân đến 60 cân các bác mặc cho em ok luôn. Khăn tắm mà chị Trịnh Oanh một cái. Khăn tắm mà Trần Thư một cái. Trần Thư có khăn tắm này. Hai lên cho em là C109, cứ 40 cân đến 60 cân đều ok hết luôn. Quần chip này em nói thật luôn là mã này quá chuẩn, ngon bổ rẻ cho các chị em mình luôn. Đúng nó có đúng hai lớp cho các chị em mình luôn ạ. Đúng hai lớp nha các bác. Comment vào đây cho em là C109. 40 cân đến 60 cân. Comment giúp em là C109 cho em nói thật luôn với các chị là 109.000 10 cái quần silit này nó rẻ hơn cả quần lót giấy. Giá coi như là chưa bằng một nửa các chị mua ngoài. Ra ngoài các chị mua 25-30.000 một cái. Nào để cho chị quần chip lên đây em ơi. Em còn khăn tắm chị ơi, chị lấy khăn tắm chị lên là khăn tắm kèm số lượng.
Q87 gọi là em có lên mã nào Q87 size 2XL à? Có. Còn không? Còn ạ. Q87 2XL còn cho Quang Đức Kiều Trinh luôn kìa. Rồi 4 set cho chị Hà Bạch này. Hà Bạch có luôn 4 set này. 1 set cho bác Phạm Ngọc này. 1 set cho Bích Ngọc này. 1 set cho chị Linh Nga này. Linh Nga có luôn này. 1 set cho bác Hồng Phú này. Q87XL cho chị Nguyễn Hà này. Cho chị Nguyễn Bóng có luôn C109 này. Ngân Lê có rồi. Thế thì tôi đã đọc rồi, lấy luôn cái này của anh xuống cho chị. Rồi cho chị Ngọc Lý có luôn 1 set C109 này. Cho chị Khánh Bình 1 set, Trần Thị Hồng 1 set này. Có 109.000 10 cái quần chip các bác ơi. Cho chị Nga Phương 1 set này, sắp hết chưa? Cho Linh Bé Bé 1 này, cho chị Kim Huệ 1 này. Xem mà chị Linh Bé Bé nhá. Vũ Ngọc Ánh 1 này, Lê Dung 1 này. Vũ Ngọc Ánh có, Lê Dung có. Cho chị Hoàng Hương 1 set này. 40 cân đến 60 cân đang mặc quần chip này, ok các bác ơi. Co giãn sướng lắm. Đúng, nó thêm cho các chị em mình một lớp kháng khuẩn luôn. Hàng này mặc thật sự là mê mẩn luôn nha các chị. Tích cực luôn. Cái này ngon bổ rẻ cho các bác mình. Khăn tắm là 39.000 chị ơi. Đấy, cái này lên comment vào đấy cho em là C109. Chị Khánh Bình có rồi chị ạ. Dung Nguyễn Thị có C109. Chị nào chưa được nữa các chị lên giúp em C109 cho chị Hoa Hồng 1 set này. Thì hiện rồi làm thế nào. Cho bác Huệ Trần, Huệ Trần 1 set luôn này. Chị nào mình chưa được mình lên comment vào đấy cho em luôn là C109 cho chị Ly Bùi 1 set này. Ok bác Ly Bùi ạ. Bác nào chưa được có lên giúp em là C109 cho chị Nguyễn Thuận 1 set này. 2 set cho chị Ngọc Diễm Bùi này. Ngọc Diễm Bùi 2 set, bác Ly Bùi có rồi ạ. Ngọc Diễm Bùi có rồi, cho chị Âu Thị Tân có luôn này. Ok bác Âu Thị Tân có luôn ạ. Còn chị nào mình chưa được, cái này là quần chip này là mã C109. Giá là 109.000 10 quần chị nhá. 109.000 10 quần các bác ơi. Đẹp lắm, 40 cân đến 60 cân đều mặc cho em ok hết luôn. Cho chị cô bé Phong Thường lên đấy chị luôn màu đây. Ra chỗ này luôn. Ok chị Nguyễn Hà 1 set này. Kéo em hết hàng bác ơi. Kéo em đang cháy. Khăn tắm một cái cho chị Hà Thu. Còn chị nào chưa được các chị lên cho em C109 nhá. A mấy đó. Cho chị Hà Thanh 1 set này. Hà Thanh 1 set. Cái này các chị lên cho em là A4 em bán tặng cho các chị em mình. Hai cái khăn tắm chị Trần Thị Hồng. Comment vào đây cho em luôn này. Sữa rửa mặt em còn hàng chị ơi. Sữa rửa mặt 160.000 em hỗ trợ miễn ship rồi. Còn bao nhiêu tuyết sữa rửa mặt em? Còn 120 ạ. Đấy, cái này các chị lên cho em A mấy? A4 ạ. A4 kèm theo giá cho em này, nay bán tặng luôn 65.000. C109 cho Hà My 1 set kìa. Xem Hà My nhắn tin chưa nhá. Cái này các chị không tị nhau nhá. A mấy? A4. A4 kèm theo giá 65.000. Bộ B99 còn XL đúng không? Chị Tuyết Nguyễn thì như được rồi. À B2 làm gì có 99. B2 là bộ mẹ mà. Em này từ 38, 39 cân đến 60 cân cho em vẫn ok này. Cái này nhiều chị kiểu mua cả cho con mặc đi học đấy. Để lên chị em. A4 kèm theo giá 65.000. Cho chị Nguyễn Hà Trang một cái này. A4 kèm giá 65 cho em ạ. Các chị lên giúp em là A4 kèm cho em cả giá 65.000 nhá. A4 65 mà chị Ánh Thơm này ơi. Đấy. Âu Thị Tân với cả Linh Bé Bé nhắn tin luôn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn đi chị ơi. Không để em nhắc thêm một lần nào nữa đâu nhá. Em nhắc đi nhắc lại là khách có đơn nhắn tin địa chỉ số điện thoại rồi. Linh Bé Bé nhắn tin luôn đi. Cho Linh Bé Bé chuyển khoản cọc luôn 100.000 cho chị em ơi. Linh Bé Bé một cái, Thanh Huyền một cái, chị Trần Thị Hồng một cái. Đến giờ này đến cả gần chục mã rồi còn chưa nhắn tin nữa thì cho chị Huệ Trần một cái, cho bác Hường Hường một cái. Kem chống nắng hôm qua còn không em nhỉ? Cho chị Khương Hải Linh Trúc một cái. Cho bác Linh Nga một cái. A4 65.000 cho các chị chất cốt tông đẹp lắm luôn các bác ơi. Cho chị Tâm Lê một cái. Cho bác Nguyễn Kim Tuyến một cái. 99 vừa nãy là bộ nam chị ạ. 99 vừa nãy là bộ nam bác ơi. Cho chị Thanh Nga Đinh một cái. Thanh Nga Đinh có luôn A4 65.000 nhá. Các chị không so sánh giá đâu. Vì em còn nhiều màu da quá em bán hết cho em. Ui may quá đấy hết rồi. Tại vì em còn nhiều quá luôn, những màu khác em không còn đâu. Màu khác thì em lại không bán giá này. Cho chị Nguyễn Đường một cái. Em còn mỗi màu này. Thành ra là đặt nhiều quá nên còn ít em bán nốt cho các chị. Đừng comment số điện thoại với địa chỉ trên này chị ơi. Làm gì có đường Tuyên Quang Hà Nội. Là cái kiểu gì. A465 cho chị Linh Thùy Linh Nguyễn một cái.
Cho chị Vũ Thị Hạnh một cái. Bác Thanh Nga Đinh có rồi. Km 11 đường Tuyên Quang Hà Nội. Không biết là cái gì luôn. Trong khi nhắc nhắn tin địa chỉ số điện thoại vẫn comment trên này. Những khách đấy cho cọc có chị nha em nhá. Không cọc khỏi đi đơn luôn. Cho vào danh sách đen trên hệ thống ấy. Cái kiểu cố tình ấy, cố tình đặt. Chị Thanh Nga Đinh có rồi, chị lăn nách em hết hàng rồi. Dung dịch em chỉ còn dung dịch xanh lá 145.000 một hộp thôi. Intima hỗ trợ điều trị viêm là xanh lá. Các chị dùng để làm sạch dịu nhẹ cân bằng độ ẩm thì là xanh dương. Rồi em qua mã nha các chị nhá, còn hai cái bác nào lấy nốt này. Giang còn áo form vừa không cổ màu đen. Ui dồi chị ơi, em đến cả tỷ mã không cổ. Chị comment hỏi ơi mà không biết là hỏi cái gì nữa luôn. Cho chị cổ bẻ zip kìa em ơi. Cổ bẻ zip màu xanh nhá, lên cho em là A88. Hôm nay nhận được mẫu này rồi, đẹp lắm. Hôm trước đúng rồi, 69 là em đã xả rồi đấy bác. Cái này nó còn mỗi màu đấy, em cho luôn 65. Kem chống nắng lên là kem chống nắng 160 đấy em. Cái này chốt nhanh nha các chị nhá. Hàng cao cấp. Chất bô zip cái này từ 37-38. Ok chị Thanh Nga Đinh một set bàn chải 37-38 cân. Nếu chị từ 37-38 cân đến 60 cân cho em vẫn mặc ok luôn này. Đẹp lắm luôn cho các chị. Mã vào đây cho em luôn là mã gì nhỉ, quên nữa. A88 luôn cho em 88.000 một cái này. Con này thì chắc chắn các chị bị mê mẩn rồi. Mã cho em là A88 cho em nha các bác nhá. B2 là cái gì em nhỉ? B2 là bộ mẹ đây ạ. B2 là 59 mà đâu phải 58 mà comment sai mã không chốt đơn. B2 là 59.000 chị ơi, chị comment chuẩn mã. A4 là chị Phương Linh một cái nhá. Tomboy không còn hàng đâu mà lên, chị em nhắc rồi mà. Tomboy em cháy lòi pha, em có còn một cái nào đâu. Khách chuyển khoản cọc 120 triệu còn phải chuyển khoản lại cho khách kìa. Có hàng mà bán đâu, không có nhá. Cái này lên cho em là A88 cho em ạ. Em này là chất zip cho các chị em mình, hàng cao cấp này. Comment cho em kem chống nắng cho chị Phương Hoàng kìa. Ok Phương Hoàng có kem chống nắng. B259 cho chị Đậu Thu Thủy một bộ. Kem chống nắng 160 cho chị Công Chúa Bong Bóng. Ok Công Chúa Bong Bóng. A88 cho chị Như Đào Thị. Cái này chỉ cần lên cho em A88 là được. B259 cộng A4 cho chị Tâm Tít. Là hết luôn A4 đúng không? Ok chị Tâm Tít nhá. Cái này lên giúp em là A88 cho em này. Chết rồi các chị đến giờ này đã mệt rồi. Chị Linh lấy cọc 100 này. Ừ, nhớ mai trừ đi là vào đấy là được. Cho nốt luôn trên kia đi, không mai chốt đơn lại không trừ. Để chốt trên bill. Nào để A88 đây chị em. A88 cho chị Thu Lê một cái. Cho bác Chi Cúc một cái. Cho chị Thu Lợi Dương một cái. Nhung Lê một cái. Khương Hải Linh Trúc một cái. Có cổ bẻ tặng mẹ không chị không biết luôn. Chị Nguyễn Thuận nhắn giúp em địa chỉ điện thoại vào tin nhắn chị ơi. Cho Nguyễn Kim Tuyến một cái. Cho em Sa một cái. Đẹp lắm luôn đấy các chị. Comment vào đấy cho em luôn là A88 nhá. Cho chị Thơm Trần một cái. Ok Phương Hoàng chuyển khoản. Khẩu trang em còn. Khẩu trang mã là khẩu trang 259. Khẩu trang là 259.000 miễn ship ạ. Dạ vâng ok chị Thanh Nga Đinh. Đơn này chị chuyển khoản. Những chị mà bảo đơn này chuyển khoản đừng cho vào danh sách người chuyển khoản hộ. A88 mà chị Huyền Trang Vũ Thị một cái. Khẩu trang là 259 em miễn ship các chị ơi. A88 mà chị Ngọc Diệp này. Ok bác Ngọc Diệp có luôn là đẹp nhỉ. Con này móc theo xong cho chị em ơi, đẹp quá trời luôn. Cái màu của nó không biết các bác nào em thích cái màu này lắm luôn ấy. Nhà em là được cả hai vợ chồng cả hai đứa con mặc màu này đều đẹp luôn. Màu này nó sáng ra lắm. Chị nào lấy các chị comment cho em là A88 cho em nhé. Chấm lên cho chị tí. A88 bác Chi Trúc có rồi ạ. Bác Ngọc Diệp có rồi. A88 chị Dung Nguyễn Thị một cái. Xịt Nam còn chưa phân sai phân số. Không biết Xịt Nam ở đâu. Nhắc nốt ra đi em ơi. Khẩu
khẩu trang em bán cả thùng, em không bán set, không bán 50 cái nữa chị. Bán luôn cả thùng vì các chị em mình dùng cho em cả năm luôn. Còn đủ size không? Xịt đấy đúng không? Ôi các bác ơi mệt quá, em làm tí xịt nữa nhá. Xịt nam các chị lên cho em là xịt nam 139 kèm theo size XL, 2XL và 3XL. 58 cân trở lại, 57 cân trở lại thôi, mặc cho em size XL. Từ trên 57 đến 66 cân mặc 2XL. Từ 67 đến 75, 76 cân mặc cho em size 3XL. A88 mà chị Tạ Hiền 2 cái 139.000 là 5 chiếc nha các chị nhá. Hàng này thì chắc chắn một điều rằng các chị bị mê mẩn quần xịt nam này nhà em luôn. Kể cả các anh khó tính nhất luôn đây, nhìn chuẩn hàng xịn chưa. Đấy chỗ này hai lớp của nó luôn, chỗ thông hơi này sờ vào nó mướt mượt mượt luôn. Mặc cái này mát lạnh luôn nhá, chuẩn hàng mát đen ạ. Cái này có một loại mát trắng và một loại mát xanh, mát trắng loại 3, mát xanh loại 2, chất rất là xấu. Comment giúp em là xịt nam 139 kèm theo size. 139.000 5 cái. Em bán rẻ nhất là 99.000 3 cái. Xịt nam kèm cả giá chị ơi, xịt nam 139 kèm size. Em bán rẻ nhất là 99.000 3 chiếc, tính ra là 33.000 một cái cơ. Nhưng đây em bán chị ân luôn 139 5 cái là rẻ nhất cho các chị em mình, rẻ nhất hệ mặt trời rồi. Một thùng khẩu trang cho bác Nguyễn Thơm. Ok bác, em không bán tam giác đâu chị ơi, chồng em mặc mà nguyên xịt đùi nên em chỉ bán xịt đùi thôi. Rồi xịt nam 139 size 3XL cho chị Phương Phương, size 3XL cho chị Nga Phương. Lên giúp em là xịt nam 139 kèm theo size cho em ạ. 139.000 5 cái. A88 mà chị Nguyễn Hà kìa. Xịt nam 139 XL cho Thanh Huyền. À, thêm một cái Q85 cho bác Nguyễn Thị Hòa. Q85 là quần đũi xước giãn. Size XL cho chị Thu Trang. A88 mà chị Thùy Linh Nguyễn. Xịt nam 2X cho chị Hoài Vũ. 68 cân chị lên 3X đi chị ơi. 2X cho chị Tuyển Min. Một thùng khẩu trang cho Linh Sinh. Ok bác Tạ Hiền chuyển khoản ok bác. XL cho chị Hường Hường một set xịt nam. 139.000 5 cái, em nói thật luôn, về kể cả ông nào, kể cả khó tính đến đâu cho em vẫn cứ ưng dòng này luôn. Mặc thích lắm, mà không cho em đi ngủ cũng ok luôn. Sờ cho em mát lịm mà các chị nhìn này. Nó đẹp như thế này luôn các chị. XL cho chị Ngọc Diệp. Ok chị Thu Trang chuyển khoản. XL cho chị Nghĩa Nguyễn, Nghĩa Nguyễn. 2XL cho chị Hoài Vũ có. 3XL cho chị Tuyết Nguyễn. Ok chị Tuyết Nguyễn này. Lên cho em là xịt nam 139 kèm size nhá. À, chị chuyển khoản ca lấy qua. Ok chị Phương Phương qua lấy. À, 3XL ok chị Hoa Vũ chuyển khoản. 55 cân mặc XL chị ơi. Xịt này mát lắm, em cảm ơn bác Nguyễn Hà. XL cho chị Vũ Ngọc Ánh. Rồi em hết luôn XL nhá. Hiện tại em chỉ còn 60 cân lên 2X đi bác. Em chỉ còn size to nhất là tầm khoảng 76 cân đến chị 3X. Nhưng nhiều chị bảo 80 cân vẫn mặc được, nhưng em chỉ tư vấn đến tầm 76 thôi. 3X cho chị Trần Tươi. 3X cho chị Nguyễn Sang. Em không còn XL đâu, em chỉ còn 2X và 3X thôi ạ, xịt nam ấy. Em chỉ còn 2X và 3X thôi. 3X cho chị Hoan Nguyễn. Khẩu trang là 259.000 một thùng, 300 cái em miễn ship luôn rồi. 55 cân mặc XL nhưng không còn XL, hiện tại chỉ còn 2X và 3X thôi. 65 cân mặc 2XL là thoải mái đẹp luôn chị nhá. 76 cân cho chị Trần Ngọc Ánh size 3X một set kìa em ơi. Chị Nguyễn Thị Hòa thêm cái quần Q85 rồi. Ok bác, 59 cân mặc 2X chị ơi. Tức là em cứ tư vấn là từ 50 cân đến 57 cân mặc XL. Từ 58 đến 66 cân mặc 2XL. Từ 67 cân đến 76 cân, 77 cân mặc cho em 3XL. Nhưng hiện tại là XL hết, cắm sạc máy chủ em ơi. 3XL cho chị Phạm Thắm. 2XL cho chị Hà Lê. 2XL chị Hà Lê. Còn chị nào chưa được đúng không ạ? 60 cân lên 2XL bác ơi, 60 cân đừng mặc XL làm gì nhá. XL là em hết rồi, em không còn nữa đâu bác Dung Bùi ơi, còn 2X với cả 3X thôi. Chị nào chưa được các chị lên comment cho em. Này mệt quá. 2XL cho chị Mai Nguyễn một set. Ok bác Mai Nguyễn này chuẩn bị hết hàng rồi đấy các chị. Chị nào chưa được lên xịt nam 139 kèm theo 2X, 3X. Mặt nạ còn mấy set em ơi. Áo phía sau là 88.000, mã là A88. Còn mấy set mặt nạ? Thôi thì bọn em không đếm. Áo phía sau là A88 nhé bác nhé. A88 gửi em số tài khoản của em trên ảnh bìa chị ơi. Số tài khoản nhà em trên ảnh bìa đấy. 2XL cho chị Nguyễn Hà Trang một set. Rồi là em hết luôn 2X, em chỉ còn 3X nữa thôi là em hết.
Em ơi cho chị à cho bố không còn đấy còn hơn tới chưa? Đi lên trên nhà đi. 3, 10, 10 xếp. Bà gọi cho ba hàng. Chứ của còn chín mà sao lại sao lên? Cho chị mấy bộ pyjama lửng vào đây chị bán tặng cho khách luôn. Giang có sữa rửa, em có sữa rửa mặt của Juicy chị ơi. Xịt nam 3X cho chị Khánh Bình. Lấy cho anh một thùng khẩu trang OK mỹ nghệ phong thủy. Xịt nam 2X cộng một thùng khẩu trang dự bị chị Nguyễn Điệp nhá. Đấy. Rồi 3X cho chị Quang Đức Kiều Trịnh. OK anh mỹ nghệ phong thủy nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn anh ơi. Em chả gọi điện đâu. Nhà em không gọi điện chốt đơn đâu, nhắn giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Khẩu trang là 259.000 không mất ship vào đâu các bác ơi. Cho chị cái thùng khẩu trang đóng rồi vào đây chị cho khách xem luôn này. Với một thùng nguyên để đây chị luôn. Nó cồng kềnh lắm các bác ơi. Xịt nam 3X một set chị Khánh Bình có rồi ạ. Một set mặt nạ cho chị Tường Vi 199.000 là 20 miếng mặt nạ miễn ship. Có chị vừa thấy có đơn đóng ở cầu thang đây này. Nhà em là vẫn đầy ủ. Đây các chị nhìn cho em luôn nhá. Nói đây các chị nhìn này. Là đóng như thế này cho các chị em mình luôn. Còn thùng của nó ngoài để đây chị em ơi. Chứ các chị bảo em bán một thùng này 300 cái bán có 259.000 các chị không mất ship nữa. Thì các bác mình biết rồi. Như các chị tính đơn giản nhất này. Khẩu trang y tế nhá các chị nhá. Mà bây giờ các chị thấy có mấy người dùng khẩu trang y tế đâu. Toàn bộ là cái hàng gọi là hàng 4D này. Đấy gọi là hàng khẩu trang KS94 đấy các chị. Kháng khuẩn với lọc bụi. Các chị mua một hộp. Một hộp cho em nhẹ nhàng nhất cho các bác mình thôi. Đã là phải tầm khoảng. Nếu như là không ép giá gì luôn đã là 50.000 rồi. Là khẩu trang y tế thông thường đấy các chị. Thì 300 cái là phải 6 hộp, 6 × 5 = 30 đã 300 rồi. Đúng ạ, đấy là bèo nhất luôn. Mà các chị biết như trước khẩu trang y tế em bán tặng có 19.000 đồng một hộp thôi. Nha các bác nhá. Còn cái khẩu trang này là khẩu trang cao cấp cho các chị em mình. Bác nào mình lấy mình lên là khẩu trang 259, 259.000 300 cái và em hỗ trợ miễn ship cho mọi người rồi. Trên từng cái khẩu trang nhà em đều có logo của công ty, dập logo công ty luôn nha các chị nhá. Đấy nhà em phải để lại mấy thùng để dùng dần đây này các chị này. Comment vào đấy cho em là khẩu trang 259 cho em. Đeo cái dòng này thì các chị em mình nó dễ thở. Nó kháng khuẩn lọc bụi gần như tuyệt đối cho các chị em mình rồi. Kể cả khi các chị em mình mà kiểu các chị tháo ra ấy. Các chị tháo cái khẩu trang này ra đây các chị nhìn nó ôm mặt này. Này nó mới gọi là hàng chuẩn cho các bác mình chứ. Xịp nam em hết 2X chị ơi. Đấy các chị nhìn cho em này. Đeo khẩu trang cũng xinh luôn. Khi các chị em mình bỏ ra thì các chị em mình chỉ cần chạm một cái cho em thôi, chỗ này thôi là nó thành lại, tức là cái bên mặt bên trong của nó lại không bị bụi bặm vào đâu. Quá thích luôn cho các chị luôn. 259 là em miễn ship cho các bác rồi, có phải mất thêm tiền ship nữa đâu. Khẩu trang 259 cho chị Phan Chiêm một thùng này. Xịt nam em không còn 2X đâu ạ, xịt nam em chỉ còn 3X thôi. Không, em không bán sữa rửa mặt collagen nữa chị ơi. Chết thôi, đến giờ này là đuối lắm rồi, không nói được nữa luôn. Thùng này nhà em để lại để dùng đây các chị này. Này nhắc đơn này ra. Cho chị Nhung Lê có luôn khẩu trang này. Chị nào mình chưa được có mình lên giúp em là khẩu trang cho em nhá. Một thùng khẩu trang OK bác Bảo Hiền này. Bác Bảo Hiền có luôn thùng khẩu trang 259.000 được miễn ship luôn này. Có đếm không? Còn bao thùng khẩu trang đấy. Không đếm à. OK cho Dung Nguyễn Thị một thùng khẩu trang này. Cho chị Nguyễn Thúy Trịnh khẩu trang này. Cho chị Nguyễn Thị Lựu khẩu trang này. Nguyễn Thị Lựu có, Nguyễn Thúy Trịnh có rồi chị ơi. Nguyễn Thúy viết liền cách Trịnh có khẩu trang rồi nhá. Nên bao thùng một tốn từ nãy. Khẩu trang cho chị Giang Thủy này. OK chị Giang Thủy có luôn khẩu trang. Chị nào lấy mình lên là khẩu trang 259 cho em. Không có khẩu trang bé đâu chị ạ. Khẩu trang là chị Đoàn Hảo một thùng này. OK chị Đoàn Hảo. Chị Thu Hoài là có khẩu trang rồi. Chị Thu Hoài ơi, 259.000 một thùng miễn ship dùng cho em cả năm rồi. Không phải nghĩ đến khẩu trang nữa rồi. Bác Nguyễn Thị Lựu là có rồi nhá. Chị nào chưa được nữa lên cho em khẩu trang. OK cho chị Thu Thắm một thùng khẩu trang. Áo treo sau là 88.000 chị ơi. Zip hàng cao cấp mã là A88. Giá này bèo bọt luôn cho các chị rồi. Áo phía sau là A88 đấy. Chị nào lấy khẩu trang là các chị lên giúp em là khẩu trang 259 nhá. Lên luôn cho các chị này, bộ này còn ít kỷ niệm cho mỗi bác một bộ đi. Lỗ thì đã lỗ rồi, lỗ cả gần 20.000 một bộ.
bộ pyjama đẹp mà dạ vâng bác ơi, em thì không tư vấn lên 60 cân bộ pyjama này đâu. Tầm các chị tầm độ 5-7 cân trở lại các chị mặc là đẹp nhất luôn. Cái này comment vào đây cho em luôn, B mấy em ơi? B4 ạ. Của em là chất thô mềm, bao nhiêu chị feedback của bộ pyjama của em. Nên cho em là B4 kèm theo giá nhá, 57.000 cả bộ cho các chị luôn này. B4 kèm giá 57.000. Em tri ân cho các chị em mình luôn để em chuẩn bị nghỉ đến nơi. A88 à, chị Đỗ Ngọc Anh Thư. Ok bác Đỗ Ngọc Anh Thư này. Sữa rửa mặt là 160.000 chị ơi. Nào đây để cho chị B4 lên đây em ơi, đẹp nhỉ. Cao dán em hết hàng rồi. B4 kèm cho em cả giá 57.000 chị ạ. Kèm giúp em cả giá nha bác ơi, không kèm giá em không chốt được. B4 57 cho chị Nguyễn Hà Trang một bộ này. Y Phụng Phạm một bộ này. Cho chị Ninh La một bộ này. Phải kèm giá cho em ạ, cho chị Kem Bông một bộ này. Em nhắc đi nhắc lại là phải kèm giá rồi nhá. Các chị không kèm giá là không được đọc tên đâu. Cho chị Tuyên Lê một bộ này. Tuyên Lê có, cho chị Bích Liên Phạm một bộ này. Ok, B457 cộng một thùng khẩu trang cho chị Ý Ngân này. Cho Nguyễn Thủy Linh một bộ này. Khẩu trang cho chị Hồng Phú này. B457 cho chị Ly Bùi một bộ này. B457 cho bác Nga Hoàng một bộ này. Ok, Y Phụng Phạm chuyển khoản. Một dung dịch xanh dương cho chị Đỗ Ngọc Anh Thư này. Nga Hoàng có B457 rồi chị ơi. 57.000 cho chị Dung Nguyễn Thị một bộ này. Xem chị Dung Nguyễn Thị nhắn tin cho chị Bảo Hiền một bộ này. Cho Phạm Liễu một bộ này. Bảo Hiền có, Phạm Liễu có luôn này. Chị nào chưa được nữa các chị lên comment vào đấy cho em nhé. Cho chị Hà Mai Cúc một bộ này. Hà Mai Cúc có luôn bộ này, lấy cho chị form rộng. Chị làm cái mã cuối đấy mà. Cho chị Nguyễn Yên một bộ này. Còn mỗi bộ nữa thôi là hết các bác ơi. Bác nào lấy lên nốt cho em luôn. A457. Bộ mẹ em lên rồi, bộ mẹ đây lướt lại, bộ mẹ kia là mã B mấy? Bộ mẹ B2 này là 59.000 chị ơi, 40 cân đến 65 cân thoải mái này. Bộ này em thích lắm em, tại vì kiểu cái họa tiết mới. Họa tiết mới nên là em để lại em mặc một bộ. Chắc là em mặc thì nó hơi già nhưng em vẫn để lại. Vì thích lắm, mặc nó dễ chịu. A88 mà chị hổ con kìa. B457 cho chị Trần Thị Hồng là hết luôn. Ok bác Trần Thị Hồng có B457. Cái này là B2 nhé, B2 kèm giá 59.000 cả bộ đấy các chị. B2 kèm giá 59, 40 cân đến 65 cân. Ui dồi ôi, mát lắm các bác. Đúng thật sự không phải nghĩ luôn, siêu mát luôn. Đấy, lên cho em là B2 kèm giá 59.000. Quần là quần qua đầu gối. B4 em hết hàng các chị gái ơi. B4 em không còn hàng đâu. Cái này là mã B2 nhé. B2 59 cho chị Thanh Huyền một bộ. Ok, chị Thanh Huyền có, mã cho em là B2 kèm giá 59. Chỗ kia còn mấy cái áo để cho trẻ con mặc được cái 30 cân đấy, dồn hết đây chị làm cái đấy chị ơi. B2 cho chị Dung Văn một bộ rồi. Lên cho em B2 kèm giá 59. B2 chị Bích Diên Phạm có. Chị Bích Diên Phạm có rồi, chị nào chưa được nó các chị lên giúp em B2 nhé. Dồn hết đây chị luôn em. Ô sao lại để vẫn là zip vào đấy à rồi. Nhấc cái lên đây. Không chọn màu. B2 cho Bảo Hiền, B2 cho chị Bền Phạm. Anh xếp cái kiểu gì đấy? Xếp nữa thôi. Hàng kia vẫn còn nên không xếp ra ngoài. Bộ kia cũng vẫn còn, áo đây cũng vẫn còn nên không xếp vào đây. B2 cho chị Thanh Nga Đinh một bộ. Cái này cho các chị em mình cho con nhé, không chọn màu luôn. Lên thêm bộ mẹ nữa, em lên bằng đấy bộ mẹ thôi, em không lên thêm nữa bác ơi. B2 cho chị Thảo Huyền một bộ. Ok chị Thảo Huyền. Cái này từ 30 cân đến 55 cân con các chị cũng mặc cho em ok. Hay bản thân các chị mặc cho em cũng được luôn. Cái này các chị em mình B2 cho chị Thảo Lê một bộ. Các chị không chọn màu nhá, hai cái em cho hai màu, em còn có bằng này thôi. Cái này comment vào đây cho em luôn là lộc 1. B2 cho chị Khánh Huệ này. Lộc 1 kèm theo giá, kèm theo số lượng giúp em ạ. B2 cho chị Giang Thủy một bộ. Khẩu trang là 259 miễn ship chị ơi. B2 cho chị Tuyết Nguyễn nhá. Ok chị Tuyết Nguyễn có B2. Cái này comment cho em là lộc 1 kèm theo giá. Bán tặng cho các chị em mình 28.000 một cái. Không chọn màu, kèm theo số lượng nhá. Hai cái em cho hai màu vì em còn ít nên em bán lỗ luôn. 28.000 à, 30 cân đã mặc được rồi. 30 cân đến 55 cân kia. Comment vào đấy cho em là lộc 1 28k kèm theo số lượng cho em này. Còn có 2 4 6 7 cái. Lộc 1 kèm theo giá 28.000. Lộc 1 28 cho xấu gái một cái này. Hai cái cho Trần Thư này. Ba cái cho chị Minh Hòa. Ba cái cho Minh Hòa, còn đúng một cái cho Ly Bùi hết luôn. Còn mỗi cái cho Ly Bùi hết hàng luôn, không còn các chị ơi. Đấy em hết, em không còn đâu các chị, hết rồi. Ôi dồi ôi các chị comment nhiều quá, hết hàng các bác ơi. Em không có còn nữa luôn.
nay cho mỗi chị một cái quần này. Đẹp lắm luôn. Con này nếu như khi các chị là khách cũ nhà em, các chị em mình biết em đang lỗ, coi như cả nửa giá luôn nha các chị nhá. Cái này cho các chị em mình từ 40 cân đến tầm 47 cân cho em sock. Nó là quần sock thô nha các chị nhá, sock thô mềm đấy. Hay gọi là sock bò trắng đấy các chị. Sock bò trắng em còn nguyên size S này. Cho lỗ thẳng luôn ạ. Không chị nào so sánh giá với chị nào. Dung dịch vệ sinh cấp ẩm là dung dịch vệ sinh gì chị? Không có dung dịch vệ sinh nào cấp ẩm đâu. Comment cho em quy bao nhiêu em nhỉ? Lộc hạ lộc một hết rồi. Cái này các chị lên comment cho em này. $36,000 một cái. Comment giúp em ở đây là Q36 cho em. Q36 nha, em bán tặng cho các chị luôn 36,000. Mã vào đây cho em là mã Q36, 40 cân đến 47 cân cho em ok. A88 mà chị Nguyễn Yến không giấu nè. Ok, chị Nguyễn Yến không giấu A88 là em này. Cái này lên luôn cho em Q36. Ôi dồi ôi, làng nước ơi. Nào để Q36 đây chị em ơi. Không cần nghĩ ngợi luôn ạ. Hàng của em là hàng Quảng Châu, hai tang mác luôn. Chứ đừng nói thì đến gọi là hàng xưởng hay hàng vơ hàng vẩn luôn. Q36, 36,000 luôn cho các chị luôn. Rồi Q36 cho chị Trang Huyền một cái này. Cho chị Nga Phương một cái này. Cỏ Dại một cái này. Thanh Tâm một cái này. Vũ Ngọc Ánh một cái này. Thủy Yên một cái này. Thủy Yên có luôn cho chị Hoài Thu không giấu một cái này. Cho Đỗ Thị Hảo một cái này. Lan Anh Nguyễn một cái này. Giang Nguyễn một cái này. Giang Nguyễn có luôn ạ. Q36 luôn giúp em. Quần chip mã là C109 chị ơi. Quần chip là C109, 109,000 là 10 cái quần chip đấy. Rồi Q36 cho Ly Bùi một cái, Ngân Lê một cái. Q36 cho chị Nguyệt Nguyệt một cái. Thủy Yên có rồi mình ơi. Nguyệt Nguyệt có rồi chị ạ. Sợ luôn, 36,000 con quần này. Ôi dồi ôi, chưa tính là chưa bằng cái tiền một nửa giá nhập vào. C109 cho chị Thúy Phương một set quần chip kìa. Q36 cho chị Thúy Phương luôn này. Ok chị Thúy Phương. Đỗ Thị Hảo có Q36 rồi mình ơi. Chị Ngân Lê có rồi ạ. Cho chị Xuyến Xấu một cái đấy. Thêm cái nữa cho chị Nguyệt Nguyệt luôn này. Ôi sợ quá, 36,000. Ôi rồi các bác ơi, em nghĩ đến giờ em choáng luôn. Sợ luôn này các chị. Ôm xong là chết đứa đừ luôn. Lỗ coi như là 30,000 một cái. Hơn 30,000 một cái. 36, 46, 5, 6, 6, 6 đó là 30. Lỗ 32,000 một cái. Ôm 68,000. Ôm vào ôm thanh lý 68,000. Sợ luôn rồi, bán 36,000 cho các chị. Chị nào chưa được các chị lên nhé. Em nói thật là em lỗ mấy chục nghìn một cái. Váng váng hết cả đầu óc rồi. Khăn tắm là 39,000 chị ạ. 48 cân mà em nghĩ chắc có thể là nếu như mà bon chen được thì vẫn được. Khẩu trang cho chị Đỗ Lệ Nhung này. Cho chị Lưu Thị Ngọc Hà một cái Q36. 48 cái đấy bon chen nó chắc cao giá. Bon chen được em thì giá trước em vẫn mặc được. Mấy nay em không thử. Q36 cho hổ con một cái. Một cái khăn tắm mà chị Thúy Phương. Khăn mặt là mã khăn mặt 62,000 10 cái các chị ơi. Khăn mặt bán nhanh luôn, 62,000 10 cái luôn cho gọn hàng để em nghỉ cho các chị nhá. Q36 cho chị Trần Thị Hiền một cái. B2 chị Đỗ Lệ Nhung một bộ. Ok, chị Đỗ Lệ Nhung có B2 luôn này. Khăn mặt mã cho em là khăn mặt 62,000. Quần chip này mã cho em là khăn mặt ok chị Thúy Phương, quần chip là C109, 109,000 10 cái, 40 cân đến 60 cân ok. Khẩu trang là mã khẩu trang 259. Khẩu trang là 259,000 một thùng miễn ship ạ. Khăn tắm mà chị Mai Tô một cái. Thêm một khăn tắm cùng đơn khẩu trang ok chị Đoàn Hảo. Q36 chị Thùy Nguyễn, khăn mặt cho chị Nguyễn Hà, hai cái khăn tắm mà chị Luy Vũ. Đấy, còn chị nào mình chưa được nữa các chị lên comment giúp em nhé. Khẩu trang là 259,000 một thùng 300 cái và được miễn ship luôn ạ. Khẩu trang cho chị Thúy Phương luôn ok chị Thúy Phương này. Khăn tắm cho Bảo Hiền một cái, Luy Vũ có hai khăn tắm rồi. Khăn mặt cho Ly Bùi một set. Khăn mặt là 62,000 10 cái, C109 cho chị Bảo Hiền. Ok chị Bảo Hiền, khăn mặt cho chị Trần Thị Trâm. Áo phía sau á, đẹp hơn cả polo chị ơi. Áo phía sau dòng polo, các chị em mình mua hàng xịn thì không nói làm gì. Nhưng mà polo hàng người ta may lại là nhanh xù lắm. Con này của em là chất zip thái, hàng xịn luôn mà. Em bán tặng có 88,000 thôi, không bao giờ sợ xù, càng giặt càng lì luôn nhá. Ly Bùi có khăn mặt rồi. Khăn mặt thấm siêu tốt chứ không phải là tốt bình thường chị ạ. Em bán mấy tỷ cái khăn mặt rồi. A1 là 69 nhỉ. A1 là 69 đấy chị. Khẩu trang chị Thúy Phương được khẩu trang rồi. Bao nhiêu thùng khẩu trang rồi? A169 đó chị Nga Phương thì A169 là cái lúc chị mặc đầu lai luôn đấy. Này cái này cất vào túi luôn em ơi.
xịt bếp chắc hết đúng không? Bà Thúy Phương bà vào một phát bà làm đơn mấy sản phẩm luôn. Khăn mặt cho chị Phương Kiều có luôn này. Khăn mặt cho chị Tuyết Nguyễn này. Ok, chị Tuyết Nguyễn có luôn khăn mặt. Shop vừa nãy có 36.000 thôi. Bác ơi em bán lỗ lòi pha rồi. Khăn tắm thôi em chả dỡ ra đâu chị ơi. Khăn tắm bán mấy vạn rồi. Xem lại cho em những like trước em không lướt lại nữa. Vì khăn tắm nhân viên ôm lên trên tầng. Cái này là phải Q85 không? Đúng không? Cái này là quần nam chị ơi. Quần này đây là quần nam mã Q85. Khăn mặt cho chị Tâm Tít thì phải Q85 không? Đây là mã Q85. Khăn mặt cho chị Hồng Phú này. Cái này là Q85 nhá. Cái này từ 60 cân đến 83 cân cho em vẫn mặc được. Nhớ cho em là hàng cao cấp này nó là xước giãn. Tức là quần này nhá, nó có quần gió bình thường, quần thô là rẻ nhất, sau đó đến quần gió, xong đến gió lụa, đến quần đũi thường, đến đũi xước, đến đũi nhật. Còn em này là xước giãn luôn, cao cấp nhất trong dòng quần cho các chị em mình luôn. C109 là chị Trần Nhung. Q85 là chị Thúy Phương 3 cái, 85.000 một cái. Thật sự luôn là hàng này các chị mua không có giá tiền trục đâu. Trần Trung, Trần Cà Phép, hai bên túi quần kéo khóa, phía sau túi cũng kéo khóa luôn. Mã là Q85 cho em ạ. Này các chị em mình mua cho em là quá đỉnh luôn. 85.000 một quần. Mã vào đấy cho em Q85 nhé. Còn chị em nào mình muốn lấy gì nữa cho chị cái kia chị làm. Cho chị màu hồng chị làm. Q85 mà chị Mai Tôm một cái. Q85 mà chị Nhung Lê một cái. Còn Q85 không em? Hết ạ. Thế thì hết rồi, không còn Q85 nữa. Nhung Lê có, Mai Tôm có rồi. Em hết luôn Q85 rồi các chị ơi, hết sạch rồi, không còn nữa luôn. Hết luôn Q85 rồi các bác. Áo hôm qua là áo 110 là áo nào? À sơ, đưa chị. Đây áo 110 em còn. Áo 110 để hôm nào em mặc ngay từ đầu like cho các chị em mình cho. Em này gọi là hàng đỉnh của chóp luôn. Cái này là 110 có mấy màu nhỉ? Xịp nam 2X em không còn đâu. 5 màu ạ. Xịp nam em chỉ còn 3X thôi. Cái này có màu đen, màu trắng, màu da, màu vàng với màu hồng nữa. Đen trắng da vàng, phải đen trắng da vàng hồng. Có hồng ạ? Có. Đấy. Ừ. Đen trắng da vàng hồng nhớ các chị nhá. 110 kèm màu. Q85 em hết hàng rồi, Q85 em không còn đâu. Cái này lên vào đấy cho em là 110 kèm màu cho em. Q85 hết mất rồi. Thôi chốt nốt luôn cho các chị em mình luôn. Nốt cho chị cái bộ pyjama màu hồng ấy. Thế thì cái pyjama hồng để cái này lên màu trắng làm mã cuối. Pyjama lên nốt cho các chị luôn. Ơ cái này là dài hay là lửng ấy? Bộ lửng ạ. Các chị thấy nó nặng này. Đây cái này các chị chốt cho em B mấy? Ui đẹp thế. B5 ạ. Lên cho em B5 kèm giá 57.000 cả bộ luôn nhá. Chất thô mì mềm 40 cân đến tầm khoảng 57 cân cho em vẫn ok luôn này. Cái này là báo báo này là áo mã A169.000 áo nhũ. Q85 em hết rồi. Cái này lên comment vào đấy cho em luôn. Quần ngố nhá các chị, chất thô mềm đẹp lắm. B mấy? B5 kèm theo giá 57.000 cả bộ. Nào để B5 lên cho chị nốt em ơi để nhìn đi. Chứ thật sự 110 màu vàng cho bác Hà Mai Cúc. 110 là chất lụa mango, hàng không có trên thị trường luôn đấy các chị. 110 màu đen cho chị Thanh Huyền. B557 cho chị Nguyễn Hà Trang một bộ. Cho chị Phạm Liễu một bộ. Cho chị Thúy Phương một bộ. Phạm Liễu có rồi, cho chị Tuyên Lê một bộ. Cho chị Thanh Mai một bộ. Thanh Mai có luôn. Cho chị Trinh Đoàn một bộ. Ôi dồi ôi, em bán có 57.000 thôi chị ơi. Cho chị Ly Bùi một bộ để đây chị. Hai bộ cho chị Thơm Dương. Hai bộ cho chị Thơm Dương. Một bộ cho bác Hoa Nguyễn. 110 màu vàng cho chị Như Đoàn, Như Đào Thị. B557 cho chị Ngân Lê một bộ. A169 cho chị Hoài Vũ. B5 cho chị Diệu Nguyễn một bộ. Cho Bùi Thu Trang một bộ. Bác Thơm Dương có hai bộ rồi. 110 màu vàng cho chị Nguyễn Nhung. B5 kèm theo giá 57 nha. Em còn hai bộ ấy. Em còn có hai bộ. Cho chị Phạm Phượng một bộ. Phạm Phượng có luôn, em còn một bộ nữa là em hết. Cho chị Giang Thủy một bộ hết hàng. Ok, chị Giang Thủy có luôn, em hết luôn, em không còn. Hết luôn nha các chị nhá, chị Giang Thủy có rồi. Quần dài áo cộc, qua mang chị một bộ quần dài áo cộc có luôn. 110 màu trắng á chị Giang Thủy. Còn quần em còn quần 3 cúc 110 đấy chị ơi. Chị lấy quần lấy chị lên cho em là Q110 kèm size SML. Em bấm tạo đơn cho luôn chứ hôm nay em không mặc lại đâu, hôm qua em mặc mẫu rồi. Cho chị luôn bộ này. Chị nhìn bộ này chị lại nghĩ là cu nhà chị. Anh Tuấn mặc á? Thế thì nó ở với đằng Sơn là đúng rồi. Đằng Sơn nhà chị nó còn mặc cả trong ra ngoài mà bộ này cơ. Nó mặc cả xịt cũng đô lên mon luôn cơ. B50m hàng rồi các chị ơi. Đây là quần dài áo cộng nha các chị nhá. 40 cân đến 57 cân vẫn mặc ok. Comment vào đây cho em B6 em bán tặng luôn 65.000 cả bộ, không so sánh giá đâu.
Các chị có đi nhập vào cho em cả nghìn bộ cũng không có giá này nhá. Của em chuẩn chất thô mềm cho các chị em mình. Cái này hàng này nếu như các chị nhập số lượng lớn đang là 87-88 nghìn đúng không? Không có giá dưới, em khẳng định luôn đấy ạ. Cái này lên cho em là B6, em kèm giá 65 nghìn luôn cho em nhá. Chất thô mềm còn có vài bộ thôi. Này em ơi, nó may viền hết cho các chị luôn. Q110 size S cho chị Ngọc Diệp. Q110 là quần ba cúc đen đấy. B6 cho chị Thúy Phương một bộ. Quần ba cúc là màu đen chị ơi, hôm qua em có mặc rồi đấy. B6 65 nghìn cho chị Tạ Ngọc Anh một bộ. Q110 size L cho chị Tâm Phạm. Ok chị Tâm Phạm. Đấy comment cho em Q, cái này là B6 kèm theo giá 65 nghìn cho em. Trời ơi các bác ơi, sướng lắm luôn ấy, mặc cho em. Các chị có đơn nhắn hết cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nhé. Cho chị Bảo Hiền một bộ. Bảo Hiền có luôn, cho chị Phương Phương một bộ. Phương Phương có luôn này. Chị nào chưa được nó lên cho em là B6 65 nghìn. Cho chị Nguyễn Hà Trang một bộ. Đơn này đi cốt thì theo ok chị Đỗ Lệ Nhung. Ok bác, comment vào đấy cho em luôn là B6 kèm giá 65. Cho chị nốt mã này, mã cuối. Cái này các chị lên cho em luôn 40 cân đến 65 cân này. Em không lên sơ mi nữa các bác ơi, đuối quá rồi các chị, em xin phép nghỉ nhá. Mã cuối kèm theo giá cho em. Ủi ôi chất đẹp thế nhỉ. B6 65 chị Hân Hà một bộ. Là hết chưa? Hết rồi. Rồi ok chị Hân Hà. Cái này các chị chốt luôn cho em luôn này. Áo treo sau còn mỗi màu này thôi chị ơi, là hết hàng nhá. Comment cho em là mã cuối kèm theo giá cho em này. 34.000 một cái. Mã cuối kèm giá 34.000, còn thuốc ngứa thì chốt cho chị Ngân Lê một tuyết nhá. 40 cân đến 65 cân, chữ này là chữ thêu. Ok bác Mai Tôm Mai chuyển khoản. Lên cho em là mã cuối 34.000 cho em luôn này. Để chị em ơi. Áo ngực 65 còn, 36 không hình như còn. Hết 36, thế thì em còn có 34. Thế áo ngực 65 em còn nguyên size 34. Rồi mã cuối 34 chị Lưu Thị Ngọc Hà một cái. Cho chị Thúy Phương một cái 34.000. Chị Nguyễn Hà Trang một cái. Chị Nguyễn Nhung một cái. Hổ con một cái. Hổ con có Đỗ Ngọc Anh Thư một cái. Đỗ Ngọc Anh Thư có rồi mình ơi. Cho chị Thanh Huyền một cái. Q110 size M cho Bích Ngọc. Mã cuối 34.000 cho chị Vũ Ngọc Ánh một cái. Bộ mẹ em lên nhiều quá rồi. Cho chị Ninh La một cái. Chị Lanh Nguyễn mã cuối. Chị Lanh Nguyễn mã cuối 34 cộng 2 tuyết ngứa một set bản trải. Ok chị. Rồi. Cho chị Thơm Dương một cái. Cho chị Thanh Tâm một cái. Sola Thu một cái. Tường Vi một cái. Vũ Thị Hạnh một cái. Chi Trúc một cái. Bảo Hiền một cái. Cho chị Trinh Đoàn một cái. Trần Tươi một cái. Thanh Tâm có rồi. Chị Hoa Nguyễn một cái. Không được 3 chiếc đâu chị ơi. Mỗi người một cái. Hoài Thu một cái. Đoàn Hảo một cái. Chứ làm sao được hai cái đâu, vì giá này là giá em lỗ mà. Cho chị Nguyệt Nguyệt một cái. Đoan Hông một cái. Đoan Hông có cho Nhất Xinh Đẹp một cái. Cho chị Rùa Tập Đi một cái. Mỗi người một cái. Comment chậm là hết hàng. Q69 không còn mờ chị ơi. Chị Thanh Nga Đinh một cái. Cho chị Dung Bùi một cái. Em còn một cái cuối cùng là em hết rồi. Em còn mỗi cái nữa thôi là em hết nhá các chị nhá. Cho chị Thu Lê một cái. Hết hàng luôn. Ok chị Thu Lê này. Ok bác Thu Lê. Áo ngực 65 em còn mỗi size 34 thôi. Lên comment cho em là áo ngực size 34. Mã cuối em hết hàng rồi các chị. Mã cuối em hết các bác ơi. Cho chị còn mấy cái quần. Quần ơ cái quần buộc buộc chỗ đâu rồi. Bọn em xếp chỗ nào. Đưa chị luôn. À quần nam đấy. Ừ thôi được đi lên luôn. Cái này các chị lên cho em luôn là Q35 quần nam nha các bác nhá. Q35 quần nam đây, hôm qua các chị biết nguyên buổi tối hôm qua em bán gần 3.000 cái. Mã cuối em hết hàng rồi bác Nga Nguyễn ơi. Em cứ dự bị cho bác mã cuối với một thùng khẩu trang luôn cho chị Nga Nguyễn nhá. Mà lấy chị cái chữ theo khác được. Ok chị Nga Nguyễn nhá. Cái gì em? À để thế thì hết rồi, thế thôi. Hết hết hết. Ok chị Nga Nguyễn có mã cuối với một thùng khẩu trang rồi. Trời ơi, bao nhiêu mã trả lên nổi nữa, thôi mệt lắm rồi. Ghê. Ô tôi chết rồi, em ơi sao lại còn led ring này. Vứt led ring này ra đây cho chị nào. Ô tôi chết rồi, sao lại còn hàng đấy. Sao còn size gì, ui giời chết. À, áo ngực size 34 chị Giang Thủy. Còn nguyên S à?
Đây nha các chị nha, hàng này thì quá đẹp luôn này. Em còn SL với XL, các chị ơi, chuẩn cho em hàng xịn nha các bác. Con này so sánh với hàng loại 2, loại 3 rồi. Nó là chất umi. S này từ 38 cân đến tầm khoảng 46 cân cho em. Size L cho các chị em mình từ 50 cân đến tầm 54 cân cho em. XL từ trên 54 cân đến độ 60 cân cho em, ok nhá. Lên luôn cho em mã này là mã. Này em chưa bán 89 này đúng không? Vâng. Lên luôn cho em là Q88 kèm size. Q88 kèm size luôn cho em ạ. À. Chưa có Q88 đâu. Q88 kèm theo size SL và XL cho em này. Đấy, em còn mà mấy cái nữa là em hết rồi, legging nha các chị nhá. Áo ngực 78 em chắc chả biết nó còn được không bác ơi. Này chị vừa giờ bác hỏi em áo ngực 78 là em đứa hết cả người đấy rồi. Vừa nhận áo ngực đẹp mê luôn. Và bốn áo giống treo sau đẹp lắm. Em cảm ơn chị Vương mến, con này chất đẹp nhỏ bác nhỏ. Áo này quá đỉnh luôn. 110 màu vàng đó chị nhất xinh đẹp. 110 là áo cộc vừa nãy. Q88 size L cho chị Lanh Nguyễn. Hàng này thì không sợ sổ lông đâu, hết luôn L rồi. Em còn một S với cả XL thôi, hết L các chị ơi. 55 cân lên XL đi, 55 quân quần này các chị lên XL cho em. Em chỉ còn một S với cả XL, XL cho chị Nga Phương một cái. Cái này cạp cao đấy các chị, cái này có loại 2, loại 3 cạp của nó đúng ngắn tí ra mặc không sao được. S cho chị Nguyễn Thị Lựu một cái. Không còn L đâu ạ. Quần đen 110 em còn, bác Vivi ơi, quần đen 110 mã là Q110 em vẫn còn đủ size SML đấy. Cái này là Q88 em chỉ còn S cho chị Hoài Thu một cái. Q88 em chỉ còn S với XL, áo ngực size 34 chị Sola Thu. Ok chị Sola Thu, bác Nguyễn Thị Lựu có Q88 size S rồi. Q88 XL cho chị Minh Hòa. Q88 size S cho chị Phạm Phượng. Em chỉ còn S với XL thôi các bác ơi. Q88 S cho chị Thanh Nga Đinh. Ok chị Thanh Nga Đinh này. Còn chị nào chưa được nữa các chị lên nhé. S cho chị Cỏ Dại một cái. Khẩu trang là 259.000 một thùng em còn đấy chị ơi. 259 một thùng 300 cái khẩu trang là em miễn ship rồi. Cho chị Vũ Ngọc Ánh một cái Q88S. Rồi chị nào chưa được nữa các chị lên. Q88 em chỉ còn S với XL thôi nhá, không còn size gì khác đâu. Cổ bẻ em lên hai màu rồi, hôm nay em lên hai mã cổ bẻ rồi. Q88 hai cái XL cho chị Tâm Lê. Rồi em hết luôn Q88 XL, còn mỗi cái size S thôi. Rồi nghỉ thôi các chị. Chị Tâm Lê có rồi ạ. Nay thật sự nếu như không mệt em còn lên nữa cho các chị, nhưng em mệt quá luôn. Nó nhũn hết cả người ra rồi. Rồi nghỉ nha các bác. Cho chị các chị có đơn nhắn hết giúp em địa chỉ cộng số điện thoại và tin nhắn nhé. Cho chị 10 còn mấy set mặt nạ? 10 ạ. 10 set là cho chị một set là tặng cho 20 người mỗi người một miếng. Về dùng thử cho em nhé. Mặt nạ này em bán là 25.000 một miếng. Em đang thanh lý nốt luôn là 199.000 20 miếng miễn ship. Em còn đúng 10 combo đấy luôn. Em bỏ ra một combo này em tặng mỗi chị một miếng luôn. Comment cho em là mặt nạ không đồng. Không phải là mặt nạ 3.000, 4.000 để mà em tặng các chị em mình em tặng các chị em mình được nhiều đâu ạ. Em tặng cho 20 bác, mỗi bác một miếng. Cái này em có up cả STT để hướng dẫn các chị so sánh với hàng fake, hàng công, hàng kia các thứ luôn. Tất cả các chị đã có đơn rồi, đã chia sẻ live stream cho em rồi. Comment giúp em là mặt nạ không đồng. Em tặng cho 20 chị, mỗi chị một miếng làm quà nhá. Làm quà luôn cho em à. Cái này rất là nhiều dưỡng chất nên các chị đắp xong các chị massage rồi các chị rửa lại mặt cho em. Cho các chị em mình nhớ, các bác mình vào, các bác mình nhấn chia sẻ lên giúp em nhá các chị nhá. Comment giúp em là mặt nạ không đồng cho em ạ. Cho mỗi bác một miếng kỷ niệm các chị luôn. Mặt nạ không đồng này. Em cho chị Bùi Thu Trang một này. Em cho chị Phạm Phượng có luôn một miếng này. Chia sẻ giúp em nhé. Cho Nguyễn Minh Lý một này. Cho chị Ly Bùi một này. Cho chị Nguyễn Nhung này. Nguyễn Nhung ảnh bờ biển rồi đấy. Comment cho em mặt nạ không đồng cho em ạ. Cho chị Ngọc Diệp này. Ngọc Diệp có mặt nạ không đồng này. Comment giúp em mặt nạ không đồng cho em nhé. Cho chị cái gì đây ta, Tuyên Lê có luôn này. Tuyên Lê có. Cho chị Phạm Phương Chi có mặt nạ không đồng này.
Lên giúp em cho chị Nguyễn Sang một mặt nạ không đồng này. Nguyễn Sang có luôn ạ. Mặt nạ không đồng cho chị Vũ Mai Liên này. Lên cho em là mặt nạ không đồng giúp em các bác ơi. Phạm Phương Chi em đọc rồi chị ơi. Còn toàn mấy chị chả chia sẻ thì các chị lên comment thì làm sao mà tặng các chị được. Các chị phải chia sẻ livestream xong các chị mới lên comment cơ. Mặt nạ không đồng cho em ạ. Cho chị Phu Diện Nhật Trung một miếng đấy. Cho chị Nguyễn Thùy Trịnh một miếng mặt nạ luôn này. Lên giúp em là mặt nạ không đồng cho chị Như Đào Thị một miếng này. Cho em Sa một miếng này. Em Sa có luôn ạ. Hương Nguyễn Không Giấu một miếng mặt nạ này. Cho chị Nga Nguyễn Không Giấu có mặt nạ này. Cho chị Hồng Phú một mặt nạ này. Tặng cho Maria Hương một miếng mặt nạ này. Còn hai miếng này em cho hai bác, đúng 20 nữa mà sao chị đọc nhiều nữa em. Rồi mặt nạ không đồng cho em ạ. Hai chị nữa cho hai bác luôn. Ngon nhờ các chị em mình. Cho chị Bích Ngọc có luôn mặt nạ không đồng. Cho Mai Nguyễn ảnh mẹ ảnh bé mặt nạ không đồng. Rồi em cảm ơn các chị nha. Bích Ngọc có, Mai Nguyễn ảnh bé có luôn. Cảm ơn các bác ạ. Các chị có đơn nhắn hết giúp em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn cho em nha. Bye bye mọi người ạ. Bye bye các chị.